chương 2832. Dẫn kiếp phá trận. Nguồn. Mê truyện audio com Bọn hắn bị nhốt rồi. Khi biết chính mình vô pháp dựa vào ngọc bội rời đi về sau, Lý Diệp bất đắc dĩ phát hiện cái này quẩn bách hiện trạng. Lấy hai người tu vi, cho dù là bốn bề toàn núi, không có chút nào đường ra, đều không nên vây khốn bọn hắn. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một nan đề. Nơi này, bị người bày ra phong ấn đại trận. Phong ấn đại trận, tu vi của hai người đều bị áp chế đến một cái thung lũng. Đừng nói đằng vân giá vũ, trực tiếp vượt qua núi cao rời đi mảnh sơn cốc này, cho dù là vượt qua chung quanh dãy núi, đều không thể làm được. Cả cái sơn cốc, bị người bày ra phong ấn đại trận, mục đích chỉ có một cái, để người tiến vào, ra không được. Người bên ngoài, cũng tương tự vào không được. Chẳng lẽ người này muốn đem ta vây ở chỗ này cả một đời? Hắn không tin tưởng kẻ sau màn mục đích chỉ đơn giản như vậy, nếu như chỉ là muốn khốn hắn cả một đời, vì sao muốn như thế quanh co lòng vòng? mấu chốt, còn đem thánh yêu môn truyền nhân, đều cho kéo xuống nước. Sơn động, Lý Dịch cũng trở về qua, căn bản tìm không thấy đường ra. Bốn phía, đều là vách đá vạn trượng vách đá, căn bản là không có cách tay không leo lên. Đạo huynh, nếu là người ta bị vây ở chỗ này ngàn vạn năm vô pháp rời đi, ngươi sẽ như thế nào? So với Lý Diệp, thánh yêu môn công chúa phản phất cũng không vội lấy rời đi. Thậm chí không biết là có hay không là ảo giác, khi biết vô pháp rời đi về sau, vốn là có vẻ hơi lãnh nhược băng sương thánh yêu môn công chúa, thế mà trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một vệt tiếu dung. Phản phất, nàng căn bản không vội mà rời đi nơi này. Bị nhốt ngàn vạn năm. Lý Diệp sầm mặt lại. Ngàn vạn năm, đối với người tu luyện mà nói, nhất là bọn hắn cảnh giới này người tu luyện, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lấy hai người tu vi, sống trên vạn năm không thành vấn đề. Nhưng là hắn lại không có khả năng lưu tại nơi này vĩnh viễn không đi ra, bởi vì hắn còn có không có hoàn thành sự tình phải đi hoàn thành. Yên tâm, ta nhất định có thể tìm tới rời đi phương pháp lời tuy nói ra miệng, nhưng là trồng trả mười ngày. Không có chút nào tiến triển. Thậm chí liên nhiệm gì mặt mày đều tìm không ra tới. Phản phất cái kia đem thánh yêu môn công chúa chọc tới, sau đó đem hắn dẫn tới phía sau màn hắc thủ, liền chuẩn bị đem hai người khốn thủ tại chỗ này một đời một thế. Tiểu quỷ, kỳ thật ngươi lưu tại nơi này cũng rất tốt. Thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm, hai người các ngươi nếu là ở đây vượt qua một đời, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Trừ tu vi bị áp chế bên ngoài, cả cái sơn cốc cái gì cần có đều có, một mảnh nhỏ hồ nước, đủ để cung cấp sung túc đồ ăn. Huống chi lấy bọn hắn cảnh giới, cũng căn bản không cần ăn uống. Thiên địa linh khí càng là nồng đậm đến khiến người ngoài ý trình độ, thậm chí không thể sao bất luận cái gì một đầu linh mạch phía trên đồng phủ tới trên lệch mấy phần. Lưu tại nơi này. Lý Diệp căn bản không có suy nghĩ qua cái lựa chọn này, bởi vì đây không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Liền chính hắn đều sẽ không thừa nhận, bên ngoài vùng thế giới kia, mặc dù tàn khốc, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại càng thêm thích hợp hắn so với lý diệp khắp nơi tìm kiếm đường ra thánh yêu môn công chúa cái này 10 ngày lại có vẻ tương đối yên tĩnh thậm chí quét qua đế cấp tông môn truyền nhân thân phận tự như một cái nhà ở hiền thê lương mẫu thái độ cũng là thay đổi trạng thái bình thường ông nhu nhàn thục để người sai cho rằng hai người chính là là một đôi tân hôn yến ngươi tiểu phu thê chẳng lẽ đây chính là người muốn xem đến ba tháng lý diệp bị nhốt thủ tại chỗ này ròng rã ba tháng có thể nghĩ tới biện pháp hắn toàn bộ đều thử qua có khả năng đường ra hắn cũng toàn bộ tìm kiếm qua. Nhưng mà, hắn cùng thánh yêu môn công chúa, bị vây ở cái này một vùng tiểu thiên địa bên trong, ròng rã ba tháng, không hề rời đi. Ngược lại là tại ba tháng này ở giữa, hắn cuối cùng nên đón thiên kiếp của mình. Oanh! Hoàng kiếp! Tu luyện người, đang xung kích võ hoàng lúc, chỗ nhất định phải chịu một loại thiên kiếp. Nhưng mà hắn hoàng kiếp, lại cùng bất luận người nào cũng khác nhau. Cái kia đáng sợ vô cùng bày biện ra đen kịp thiên lôi, thậm chí để trải qua đế trữ thiên kiếp thánh yêu môn công chúa gặp, đều hoa dung thất sắc. Hoàng kiếp. Làm sao có thể? Hoàng kiếp. Đây chính là vẫn chưa trở thành võ hoàng người, mới có thể độ thiên kiếp. Nàng một đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, nàng không nghĩ tới, lý diệt thế mà liền võ hoàng đều không phải. Nhưng mà như vậy a à một cái liền võ hoàng cũng không tính là người, lại tại lúc trước Tây Châu 16 nước, rất nhiều đế trữ, tuyệt thế thiên tài, từng vị đế cấp tông môn cường giả bên trong, trở thành lớn nhất bên thắng. Hắn, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? thánh yêu môn công chúa có sự kiêu ngạo của mình, nhưng lại phát hiện, cùng lý diệp so ra, đừng nói là nàng, cho dù là đương kim thần thặng châu nhất là yêu nhiệt thiên kiêu, đều căn bản là không có cách bằng được. Một cái liền võ hoàng đều không phải người, lại có thể cùng một vị đế trữ tranh phong tương đối. Thậm chí thắng bại khó liệu. Yêu nghiệt như thế, tam giới chính vực không vài vạn năm đến, đều chưa từng nghe qua. Hoành thiên đại đế, đang võ đại đế, kinh hồng nữ đế, vị kia vị vô địch đại đế, cái nào không phải tại thuở thiếu thời liền bộc lộ tài năng, liền dương danh lập vạn nhưng là liền xem như những vô địch kia đại đế tại thuở thiếu thời cũng tuyệt đối không có như thế nghịch thiên chưa thành hoàng lại có thể cùng đế trữ thánh hoàng chống lại từng đạo đáng sợ thiên lôi phản phất tự như là thương thiên vì diệt trừ lý diệt như thế một cái vô địch yêu nghiệt chỗ hạ xuống thiên phạt rất cho tới cuối cùng liền cả tòa sơn cốc phong ấn đại trận đều có chút tràn ngập nguy hiểm phong ấn mạnh hơn tại thiên phạt trước mặt vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé đây cũng chính là lý diệt chủ động dẫn tới hoàng kiếp mục đích thành bại như vậy nhất cử hắn nhiều năm như vậy một mực áp chế không dẫn tới hoàng kiếp, liền vì tại thành hoàng trước đó, trước tiên đem ngũ hành chi thể đại thành. Một khi thành hoàng liền mang ý nghĩa dù là hắn ngũ hành chi thể có thể luyện thành, đời này cũng rốt cuộc không thể luyện thành hoàng mỹ vô khuyết ngũ hành chi thể. Như là năm đó thiên kiếm đại đế, cũng là bởi vì đã sớm thành hoàng, dù là biết ngũ hành chi thể bí mật, lại cũng chỉ có thế không có thế làm sao từ bỏ. Oanh! Cả tòa sơn cốc, đều phản phất muốn bị đánh nát. Tiểu tử, ngươi một bước này, thế nhưng là binh đi nước cờ hiểm A dẫn thiên giai đến đánh vỡ sơn cốc phong ấn. Một bước này, hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm. Nhưng mà chính là bởi vì mạo hiểm, Lý dịch mới sẽ như vậy lựa chọn. Lão quỷ, muốn phá vỡ nơi này phong ấn, trừ phi là lấy càng cường đại hơn lực lượng từ ngoại bộ mở ra, nếu không căn bản không có khả năng. Thân là một tên trận pháp sư, hắn biết rõ, nghĩ muốn phá trận chỉ có hai loại thủ đoạn. Tìm tới trận nhãn trực tiếp phá trận. Hoặc là bên ngoài lực, cưỡng ép đánh vỡ trận pháp. Hiển nhiên cái trước, Lý dịch thử ba tháng, không thu được gì, nhưng là một khi trận pháp bị phá, ngươi liền sẽ tiếp nhận hoàng kiếp, một khi vượt qua liền sẽ triệt để mất đi cơ hội. Lợi và hại được mất, lý dịch từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Chỉ là, nếu như không làm như vậy, hắn liền muốn bị vây ở chỗ này mấy năm. Vẫn là mấy chục năm. Hay là hàng trăm hàng ngàn năm. Yên tâm, chỉ muốn phá trận nháy mắt, ta lựa chọn giả chết. Đến lúc đó thiên kiếp tự nhiên sẽ biến mất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ cách đối phó. Chỉ là có được hay không, hết thảy liền khám phá trận trong nháy mắt đó, hắn giả chết chi pháp, phải chăng có thể mang thiên quá hải, liền thương thiên đều cho lừa gạt đi qua. Chương 2833. Kém một chút hình thần câu diệt. Nguồn: Mê truyện audio.com. Hoàng Kiếp giáng Lâm Thiên Lôi vẫn còn tiếp tục, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Làm sao có thể? Hoàng Kiếp trình độ thế mà có loại này uy lực. Thánh yêu môn công chúa tự nhiên là trải qua hoàng kiếp nhưng mà vẫn là bị trước mắt từng cảnh tượng ấy đáng sợ thiên lôi rung động cái kia từng đạo to như vải nước đen như mực thiên lôi đủ để đem bất kỳ một cái nào thượng vị hoàng triệt để đánh cho phi hôi yên diệt phải biết cái này vẹn vẹn chỉ là hoàng kiếp không phải xung kích đại đế chỗ hạ xuống đế kiếp chẳng cách hồ thánh yêu môn công chúa như vậy kinh ngạc dù sao cái này trong tam giới mặc dù mỗi người hoàng kiếp sinh ra thiên lôi đều không hoàn toàn giống nhau có mạnh có yếu nhưng mà duy có không gì sánh nổi nghịch thiên đáng sợ yêu nghiệt mới sẽ khiến thương thiên như thế lớn tiếng vọng liền một cái hoàng kiếp đều tương đương với nhân gia đế kiếp trình độ, thánh yêu môn công chúa trong lòng loại kia rung động, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng coi là đương thời thiên kiêu, càng là một môn tam đế nội tình, thánh yêu môn truyền nhân duy nhất. Mặc kệ là xuất thân, thiên phú vẫn là căn cốt ngộ tính, thánh yêu môn công chúa đều đủ để tại Nam Cương được khen là đương thời đệ nhất. Nhưng mà liền xem như nàng, tại năm đó kinh lịch hoàng kiếp thời điểm cũng không có trước mắt lý diệt trải qua hoàng kiếp quy lực một nửa. Không. Xa xa không ngừng. Oanh sơn cốc phản phất muốn bị cái kia vô tận màu đen thiên lôi nuốt mất có lẽ là lúc trước phía sau màn hắc thủ cũng không ngờ tới lý diệt thế mà lại lấy loại thủ đoạn này phá trận càng không ngờ tới có người thế mà tiếp nhận hoàng kiếp có thể đến gần vô hạn tại bình thường đế kiếp trình độ cuối cùng cả tòa sơn cốc phong ấn đại trận có chút không chịu nổi răng rắc một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra tùy theo mà đến cả tòa sơn cốc đều giống như phát sinh động đất cấp 12, đất trung núi chuyển trận nhanh phá Thấy thế, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi tinh quang. Dù là người bày trận này lại nghịch thiên, cũng vô pháp ngăn cản trời phạt chi lực. Chí ít, bày trận người vẫn chưa ngờ tới toàn bộ phong ấn đại trận, thế mà lại đối mặt như thế phá trận chi lực xung kích. Soạt một tiếng, cuối cùng phong ấn đại trận triệt để vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, tại Thánh Yêu môn công chúa vô cùng ánh mắt kinh hải hạ, Lý Diệp dĩ nhiên hướng thẳng đến chính mình tim hung hăng tới một chưởng. Phốc. Cơ hồ tại đồng thời cái kia phá vỡ phong ấn đại trận đen kịp thiên lôi cũng đánh trúng lý diệp cái kia cơ hồ có thể nháy mắt để thượng vị hoàng phi hôi yên diệt đáng sợ thiên lôi trực tiếp đem lý diệp cả người đánh rơi nhìn kỹ cả ngọn núi triệt để từ giữa đó bị đánh mở mà lý diệp thân ảnh cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa phản phất đang cái kia một đạo thiên lôi hạ triệt để phi hôi yên diệt hồn phi phách tán vòng trời phía trên kiếp vân còn chưa tan đi đi phản phất liền thương thiên đều không thể xác định lý diệp cái này nghịch thiên người phải chăng còn sống sót đáng sợ thiên uy còn đang từ từ ấp ủ, đây không thể nghi ngờ là sắp hạ xuống càng thêm hủy diệt tính trời phạt dấu hiệu. Mà nhưng vào lúc này, không biết vì sao, đột nhiên vòng trời phía trên kiếp vân thế mà chậm rãi tán đi, mà cái kia liền thánh yêu môn công chúa đều kiềm chế vô cùng, không thể động đậy thiên uy tự như tới đột nhiên, cũng biến mất đột nhiên. Cùng ngày uy tản ra, thánh yêu môn công chúa cuối cùng có thể động đậy. Nàng thứ nhất thời gian xuất hiện ở lý diệt bị đánh rơi trên ngọn núi kia. Lúc này cái kia nguyên bản vạn trượng sơn phong đã sớm bị sang thành bình địa, phương viên mấy chục dặm đều hóa thành đất khô cằn. Nguyên bản sơn phong biến thành một mảnh bồn địa, dĩ nhiên ngành sinh sinh đừng vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi triệt để đánh ra một mảnh to lớn hẻm núi. Bởi vì phong ấn đại trận biến mất, thánh yêu môn công chúa lúc này đã khôi phục tu vi. Người không có khả năng đơn giản như vậy sẽ chết mất. Nàng khẽ cắn môi đỏ, mặc dù ba tháng qua, tại lý diệp trước mặt một mực biểu hiện như cho dù cách, phản phất đối với ba tháng trước cái kia cọc sự tình không thèm để ý chút nào. Nhưng là lúc này, cuối cùng vẫn là toát ra tới chân thật nhất tình cảm chấn động. Oanh! Một chưởng chấn khai vô số đá vụn, nàng không tin tưởng Lý Diệp sẽ hôi phi yên diệt. Mặc dù loại trình độ kia hoàn kiếp, liền nàng cũng không dám nói như là hoàn toàn tiếp nhận một lần, sẽ là hậu quả gì. Mấu chốt, Lý Diệp còn ở trước đó, chính mình đánh chính mình một chưởng. Cái kia không thể nghi ngờ chính là hành động tự sát. Cuối cùng, nàng nhìn thấy tại hẻm núi chỗ sâu nhất, một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ, không nhúc nhích, không có chút nào bất kỳ khí tức gì cái này huyết nhục thân ảnh mơ hồ chính là vừa rồi tiếp nhận một đạo thiên lôi lý diệt, nhưng là giờ phút này, lại như là toàn thân bị cháy rụi, phát ra một cổ mùi cháy khét nói, càng là toàn thân trên dưới, còn có thể nhìn thấy một chút vẫn chưa tan hết trời phạt chi lực, tại tứ tán. Đừng nói là người bình thường, liền xem như bình thường một cái võ hoàng, đều không dám ở thời điểm này tới gần. Mặc dù những chẳng qua là kia trước đó trời phạt dư lưu lại chấn động, nhưng là cũng đủ làm cho bình thường võ hoàng vừa chạm vào tức tử. Không được qua đây. Hư nhược thanh âm từ phía dưới truyền đến, cũng ngăn cản thánh yêu môn công chúa tới gần. Trên người ta trời phạt chi lực vẫn còn, ngươi nếu là tới gần sẽ bị tác động đến. Lý Diệt vẫn chưa chết, hoặc là nói, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn là chết. Một chưởng kia, hắn xuống tay với mình rất ác, cơ hồ đánh gãy tâm mạch của mình. Đồng thời cái kia một đạo thiên lôi phía dưới, càng là cơ hồ khiến hắn nguyên thần câu diệt, nhục thân tổn hại. May mắn, hắn đấu thần quyết đã tăng lên tới tầng thứ 9. Nếu không cứ như vậy một chút, đủ để cho hắn nhục thân bị đánh nát. Lão Tạc Thiên, muốn đơn giản như vậy giết ta, có thể còn còn thiếu rất nhiều. Miễn cưỡng xoay người, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, có thể trông thấy, nguyên bản hoàn toàn cháy đen thân thể, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy Lý Diệp không chết, Thánh yêu môn công chúa cũng là thở dài một hơi. Lúc này đã phong ấn bị đánh vỡ, tự nhiên không có gì có thể vây khốn hai người. Bất quá lấy Lý Diệp bây giờ thương thế, tự nhiên cũng không có khả năng lập tức trời đi. Một tháng, lý diệp lưu tại mảnh này bị triệt để hủy diệt trong sơn cốc ròng rã một tháng lần này tổn thương sao hắn tưởng tượng còn muốn càng nặng thiên lôi tạo thành thương thế vậy thì thôi càng quan trọng hơn chính là hắn một chưởng kia cơ hồ làm vỡ nát tâm mạch của mình vì chữa trị tâm mạch hắn ròng rã hao tốn một tháng trong đoạn thời gian này thánh yêu môn công chúa nửa bước không cách thậm chí có thể nói là thiếp thân chiếu cố loại này tình ý để lý diệp mỗi lần nội tâm đều là nổi lên từng tia từng tia cười khổ hắn biết lần này về sau hắn cùng thánh yêu môn công chúa ở giữa không có khả năng lại không bất luận cái gì lo lắng hắn càng không khả năng như là trước đó như vậy thoải mái chẳng lẽ đây chính là kết quả ngươi muốn phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai hiện tại không được biết nhưng là lý diệp lại ẩn ẩn đoán được lòng của người nọ nghĩ chỉ bất quá mục đích lại là cái gì đối với người kia đến cùng có chỗ tốt gì vì tu vi tâm mạch lý diệp không tiếc xa xỉ uống xuống ba giọt sinh mệnh chi tuyền lấy thiên địa này trong vạn vật thuần túy nhất sinh mạng nguyên lực đến bổ dưỡng tu dưỡng tâm mạch của hắn cùng tổn thương thần hồn tăng thêm tại tiếp nhận thiên lôi trong nháy mắt đó trước hắn nuốt xuống cái kia một giọt sinh mệnh chi tuyền vì thoát khốn lần này hắn nhưng là hao tốn tương đối lớn một cái giá lớn chương 2834 mượn đề tài để nói chuyện của mình nguồn mê truyện audio com tại dưỡng thương khoảng thời gian này lý diệt vẫn chưa tận lực giấu giếm bao quát hắn xuất ra sinh mệnh chi tuyền cũng chưa né tránh thánh yêu môn công chúa ánh mắt nhưng mà đối với lý dịch nắm giữ sinh mệnh chi tuyền bí mật này thánh yêu môn công chúa vẫn chưa hỏi nhiều chỉ bất quá tại lúc ban đầu thời điểm rõ ràng có thể cảm giác nàng thân thể mềm mại khẽ rung lên lấy nàng tại thánh yêu môn thân phận tự nhiên nhận ra trong thiên địa này thuần túy nhất danh xưng bất tử thần thủy sinh mệnh chi tuyền dù là không có vạn phần nắm chắc nhưng cũng bao nhiêu có thể đoán được một hai một tháng thời gian tăng thêm lý diệt bị nhốt thủ tại chỗ này ba tháng Bốn tháng, đối với thần thẳng châu trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt mà nói, cũng không tính thật lâu, thậm chí có thể nói trong nháy mắt vung lên. Nhưng chính là cái này 4 tháng, tại Nam Cương, lại phát sinh một kiện đại sự. Mà việc này, cũng cùng Lý Diệp có quan hệ. Nhân tộc giết ta yêu tộc đồng bào. Việc này nếu không thể cho ra một cái công đạo. Quyết không bỏ qua. Không biết khi nào, tại Nam Cương khắp nơi đều lưu truyền có nhân tộc cường giả, tại Nam Cương lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết yêu tộc lời đồn. Mà cái này một truyền, cơ hồ trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Vô số yêu tộc biết được về sau, tức giận khó nhìn. Càng có yêu tộc một chút chí cường giả biết được về sau, phát ra lệnh truy nã. Càng thậm chí, kinh động đến một chút không biết ẩn thế bao nhiêu năm yêu tộc lão quái vật. Cùng lúc đó, Thánh Yêu Môn cũng đang tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì có người truyền ra, cái kia giết chết yêu tộc đồng bào nhân tộc cường giả, bây giờ ngay tại Thánh Yêu Môn bên trong. Nhận Thánh Yêu Môn che chở xem như Nam Cương yêu tộc trăm ngàn vạn năm đến, trong suy nghĩ thánh địa. Thánh yêu môn tại Nam Cương địa vị không người có thể dao động, tăng thêm bản thân một môn tam đế truyền thừa cùng nội tình, càng là một mực bá chiếm Nam Cương rất nhiều nhất dạy tài nguyên. Thánh yêu môn làm vì yêu tộc thánh địa, thế mà bao che một cái tàn sát yêu tộc đồng bào nhân tộc. Việc này tuyệt đối không thể nhẫn. Đúng vậy a, à, nhân tộc giết ta yêu tộc đồng bào, nhất định phải cho ra một cái công đạo. Thánh yêu môn nếu như muốn bao che, khẳng định cùng việc này có liên lụy. Yêu tộc thánh địa ta nhìn, đã hữu danh vô thực. Không biết khi nào, truyền ra một chút nhằm vào thánh yêu môn ngôn ngữ. Càng là có nam cương mấy cái cho tới nay, đều bị thánh yêu môn đặt ở bên dưới đế cấp tông môn, ngon ngoe muốn động. Nam cương các nơi, đều đang nghị luận việc này. Thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thánh yêu môn bên trong. Trưởng lão, cửu diệu điện, khanh thương môn, lục thủy viên ba đại tông môn tông chủ đều truyền đến tin tức, hy vọng chúng ta thánh yêu môn đem người giao ra. Ngày kế tiếp, một tên thánh yêu môn đệ tử vội vàng hấp tấp càng là mang đến một cái để thánh yêu môn trên dưới đều cảm thấy ra tay ác độc tin tức cửu diệu điện khanh thương môn lục thủy viên cái này cũng không phải cái gì nhỏ tông cửa nhỏ đây chính là tại nam cương tiếng tâm lừng lẫy đế cấp tông môn quả thật là cái này ba tông tin tức truyền đến thánh yêu môn một vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống trong lòng càng là căng lên mặc dù thánh yêu môn tại nam cương địa vị tôn sùng lại cũng không đại biểu không có chút nào bất kể đối thủ nào cùng uy hiếp hồi trưởng lão, là cái này ba tông bên kia truyền đến. Ba đại đế cấp tông môn cùng nhau truyền đến tin tức, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Liên trưởng lão nhóm, đều không thể làm ra quyết định. Trực tiếp kinh động đến mấy vị còn đang bế quan yêu tôn lão tổ. Trong đó, liền có lúc trước tự mình mang theo lý dịch trở về Vân Lam yêu tộc. Cửu Diệu Điện cùng Khanh Thương Môn Lục Thủy Viên. Biết được tin tức về sau, Vân Lam yêu tộc sắc mặt bên trên không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, cùng cái khác hai vị thánh yêu môn lão tổ nhìn nhau liếc mắt. Vân Lam, xem ra có ít người, rốt cục muốn không nhẫn nại được. Cùng phổ thông đệ tử cùng trưởng lão khác biệt, lúc này đại điện bên trong chỉ có mấy vị cổ hy lão giả, bọn hắn đều là thánh yêu môn trừ những đã kia phủ bụi lên lão tổ bên ngoài, bây giờ cổ xưa nhất tồn tại. Bất kỳ người nào, đều là thánh hoàng yêu tôn tu vi. Tại trong bọn họ, Vân Lam yêu tộc đều xem như nhân tài mới nổi. Hừ, cái này ba tông đánh lấy ý định gì, lão phu biết đến nhất thanh nhị sở. Nhất là cửu diệu điện, bọn hắn cùng giữa chúng ta, tranh đấu ngàn vạn năm, bây giờ rốt cục vẫn là ngồi không yên. Trong đó một vị lão tổ cười lạnh. Cửu diệu điện một môn song đế, từ khi nhật diệu đại đế chứng được đế đạo về sau, liền chưa hề ngừng lại giả tâm của bọn hắn, chỉ bất quá những năm này, một mực bởi vì băng ý đại đế đè ép nhật diệu đại đế quan hệ, bọn hắn cửu diệu điện đều giấu tài. Một vị khác lão tổ cũng là gật đầu. Thiên hạ này cũng không tồn tại vạn cổ hằng tồn đế vương, thánh yêu môn mặc dù tại nam cương địa vị cao thượng, nhưng cũng có cái khác yêu tộc cường đại thế lực, nghĩ muốn thay vào đó, trong đó cái này cửu diệu điền chính là mạnh mẽ nhất đối thủ một môn sông đế đây chính là đối với thánh yêu môn lớn nhất một loại khiêu chiến càng máu chốt cửu diệu điền vị thứ hai đại đế nhật diệu đại đế bây giờ mới bất quá ba vạn tuổi trái lại tại thánh yêu môn bên này trẻ tuổi nhất băng ý đại đế đều đã tiếp cận bảy vạn tuổi tuổi thọ ai cũng không biết sẽ còn lại thủ hộ thánh yêu môn bao lâu bảy vạn năm thánh yêu môn đều không còn có từng sinh ra một vị mới đại đế đây cũng là như là cửu diệu điện cùng cái khác một chút đế cấp tông môn ngon ngoe muốn động nguyên nhân lớn nhất. Liêm pha già rồi, đàn sói nhìn chăm chăm. Chư vị, việc này ứng nên xử lý như thế nào? Mặc dù thánh yêu môn không sợ bất luận cái gì cường địch, nhưng là bây giờ ba đại đế cấp tông môn đều ẩn ẩn có bức thoái vị tư thế, tự nhiên cũng không thể coi như không quan trọng. Nhất là, chuyện này, cũng không phải là phổ thông ba đại đế cấp tông môn khiêu chiến, càng quan trọng hơn, chính là liên lụy đến yêu tộc cùng nhân tộc tại Nam Cương trăm ngàn vạn năm đến, đều không thể giải khai mâu thuẫn cùng cừu hận. Trúc lão, việc này đã chính là cái này nhân tộc tiểu bối dẫn dắt lên, bây giờ không bằng đem cái này nhân tộc tiểu bối trực tiếp giao ra. Một vị yêu tộc lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, hắn mặc dù mới vừa vặn trở thành yêu tôn không lâu, nhưng là bởi vì xuất thân từ yêu tộc quan hệ, tại thánh yêu môn bên trong đó cũng là địa vị khá cao. Không thể. Vân Lam yêu tộc lập tức mắc hạnh lạnh lẽo, thấp giọng phản đối, Lý Công Tử chính là ta thánh yêu môn quý khách. Quý khách? Hừ, một cái nhân tộc mà thôi, bây giờ đã hắn tại Nam Cương chọc nhiều người tức giận, đem hắn giao ra lắng lại tất cả yêu tộc lửa giận tự nhiên là theo lý thường ứng công. Mấy vị khác lão tổ cũng là khẽ gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng thụ lý diệt đang dược ân tình, nhưng là trên trái phải rõ ràng, lại đều càng thiên hướng về yêu tộc bên này. Duy chỉ có Vân Lam yêu tôn cũng không đồng ý, nhưng là tại thánh yêu môn bên trong, nàng bản bất quá chỉ là tân tấn yêu tôn hậu bối, việc này càng là bất đắc dĩ. Ngược lại là mấy vị kia nhận qua lý diệt đang dược yêu tộc lão tổ, thái độ cũng không tính quá minh xác rõ ràng cũng mang theo một chút do dự. Trúc lão, việc này ngài nhìn như thế nào? Cuối cùng, bởi vì tranh luận không ngớt, liền thánh yêu môn bên trong chưa hề từng có cãi lộn mấy vị lão tổ, cũng bởi vì chuyện này biến có chút tranh phong tương đối, cuối cùng có người ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một câu một vị lão giả. Mà người này, chính là thánh yêu môn bây giờ, bối phận già nhất cũng là tu vi đáng sợ nhất một vị thánh tổ. Chương 2835 Coi hắn là thành quân cờ. Nguồn, Mê truyện audio.com Trúc Lão, tại thánh yêu môn bên trong chỉ có số ít người mới biết hắn tồn tại Mà biết hắn tồn tại, đều đối với vị này yêu tộc cổ sư cường giả ông một loại kính ý Lấy một gốc thanh trúc tu luyện thành đạo, hóa thành hình người Trúc Lão tại thánh yêu môn, cũng không thuộc về yêu tộc một phái, cũng cũng không thuộc về nhân tộc một phái Nhưng là một câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng không ít người quyết định Càng đừng nói, bây giờ thánh yêu môn rất nhiều lão tổ bên trong, chỉ ít có bốn thành trở lên chính là là năm đó bị qua trúc lão chỉ điểm thậm chí tự mình dạy nên đệ tử. Tại trước mắt cái này tranh luận không nghĩ thời điểm, một câu nói của hắn, có lẽ sẽ trở thành thánh yêu môn phải chăng quyết định đem lý dịp giao ra trọng yếu phán đoán. Kẻ này, bây giờ có thế còn tại bản môn. Trúc lão nhắm mắt lại, lấy một gốc thanh trúc tu đạo trưởng thành, tự nhiên cũng sau so bất luận cái gì yêu tộc cùng nhân tộc tới trường thọ. Không ai biết trúc lão bây giờ đã sống nhiều ít vạn năm, cho dù là đang ngồi cổ xưa nhất một vị, đều không thể cho ra đáp án. Một trăm nghìn năm vẫn là 200 ngàn năm. Trúc lão, kẻ này 3 tháng trước, đột nhiên biến mất, đến nay không có tin tức. Vân Lâm yêu tôn cung kính trả lời, tại trúc lão trước mặt, cho dù là yêu tôn thánh hoàng, đều chẳng qua là một giới người bình thường. Đã kẻ này đã không tại ta thánh yêu môn, làm gì đem người giao ra. Trúc lão lạnh hừ một tiếng, lập tức để mấy cái kia cực lực chủ trương đem lý diệt giao ra lão tổ mặt đỏ tới mang tay. Mấy người kia, tại thánh yêu môn đều là đối nhân tộc có tương đương địch ý lão tổ, từ trước đối với nam cương nhân tộc đều ông một loại đối địch tâm lý. Trúc lão, cái kia cửu diệu điện bên kia, nên trả lời như thế nào? Mấy vị kia lão tổ chưa từ bỏ ý định, một người trong đó liền vội vàng hỏi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng trúc lão đột nhiên giận hư một tiếng, một cổ bàn bạc đáng sợ uy thế lập tức liền để cái kia lão tổ hô hấp khó khăn, thậm chí sắc mặt tái nhật xuống tới, lúc này đông đảo lão tổ mới thình lình tỉnh ngộ, trước mắt lão nhân này, thế nhưng là thánh yêu môn bên trong, một cái duy nhất có thể cùng đại đế đều nói chuyện ngang hàng cổ xưa tồn tại đừng nói bọn hắn, liền xem như những thánh yêu môn kia lịch đại bởi vì thọ nguyên sắp hết, bất đắc dĩ đem chính mình phủ bụi ở sâu dưới lòng đất trong thạch quan những cổ xưa kia thánh hoàng, cũng rất nhiều so trúc lão bối phận không lớn lắm. Luận bối phận, trúc lão tại thánh yêu môn bên trong, không ai bằng. Cửu diệu điện. Chỉ là một cái cửu diệu điện, liền để các ngươi bộ dáng như thế. Một tiếng này, thậm chí để mấy vị yêu tộc lão tổ đều khí huyết sôi trào, có chút không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ càng là kinh hoảng. Thế nhưng là trúc lão, cửu diệu điện bây giờ liên hợp khanh thương môn cùng lục thủy viên khí thế hung hung cái kia lại như thế nào trúc lão một câu làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại thánh yêu môn kinh lịch mấy triệu năm điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi sớm đã bị người thay thế mấy vị yêu tộc lão tổ còn muốn lên tiếng lại nhìn thấy trúc lão đã vung tay lên mặc kệ kẻ này có hay không tại bản môn đều là chúng ta thánh yêu môn quý khách như là có người tiếp tục nói không cần băng ý đại đế tự mình xuất thủ lão phu tự mình phế đi hắn tu vi trục xuất thánh yêu môn oanh mấy vị kia muốn đem lý diệt giao cho cửu diệu điện yêu tộc lão tổ trực tiếp bị oanh ra đại điện phải biết bọn hắn mỗi một cái đều là yêu tôn thánh hoàng tu vi lại căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực lưu lại mấy vị yêu tộc lão tổ cũng là cái tráng toát mồ hôi lạnh bọn hắn tại thuở thiếu thời trúc lão liền đã tại thánh yêu môn địa vị có thể so với đại đế nhưng lại chưa từng nghe nghe trúc lão tu vi đến cùng đến cảnh giới gì cho dù là hiện tại bọn hắn từng cái là cao quý yêu tôn thánh hoàng lại vẫn là không cách nào nhìn thấu Nam Cương nơi nào đó. Thú vị, yêu tộc khi nào như thế đoàn kết. Từ trong sơn cốc dưỡng thương trở về, Lý Diệp tự nhiên cũng nghe nói khoảng thời gian này Nam Cương đối với hắn chinh phạt. Nhất là, liên đới lấy tại Nam Cương không ít nhân tộc tu sĩ, đều hứng chịu tới tai bay và gió. Không ít địa phương, đều có cường giả yêu tộc xua đuổi nhân tộc tu sĩ, thậm chí, một chút yêu tộc tu sĩ vốn là cùng nhân tộc tu sĩ quan hệ bất hòa, bây giờ càng là một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Lần này lịch kiếp, mặc dù bởi vì lý Diệp lựa chọn giả chết mà tránh đi hoàng kiếp, vẫn chưa để hắn cảnh giới phi thăng tới võ hoàng cảnh giới. Nhưng cũng để hắn tu vi trọng vẹn tăng lên tầng 1, mặc dù không phải võ hoàng, cũng đã nắm giữ chân chính võ hoàng quốc độ. Chỉ bất quá cái này võ hoàng quốc độ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, xa kém xa cùng chân chính võ hoàng so sánh, càng đừng nói cùng không gian truyền thừa loại kia cơ hội tự thành một giới tiểu thế giới so sánh. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thánh yêu môn công chúa ánh mắt nhìn phía Lý Diệp, lấy sự thông tuệ của nàng, tự nhiên nhìn ra việc này phía sau có người tại lửa cháy thêm dầu. Mà chinh phạt lý diệt chẳng qua là mặt ngoài tìm kiếm một cái lấy cớ, mà trên thực chất. Thánh yêu môn, tại Nam Cương làm vì thánh địa đã tồn tại quá lâu quá lâu, xem ra là có người nghĩ muốn thay vào đó. Mặc dù đối với Nam Cương thế cục không hiểu nhiều, nhưng từ những tin tức này bên trong, Lý Diệp vẫn là đã nhận ra một vài vấn đề. Cùng nó nói là nhằm vào hắn, không bằng nói đây là một trận nhằm vào thánh yêu môn âm mưu. Mà hắn, chẳng qua là một ít người dùng để nhằm vào thánh yêu môn một cái lấy cớ thánh yêu môn, sẽ làm thế nào? Lý Diệp nhiều hứng thú, dù sao bây giờ Nam Cương yêu tộc, người muốn tìm là hắn. Cái kia phía sau màn hắc thủ cũng là bắt hắn tại làm mưu đồ lớn, ngay tại lúc này, dĩ nhiên chính là thánh yêu môn phản ứng. Thánh yêu môn sẽ làm thế nào? Về điểm này, Lý Diệp cảm thấy rất hứng thú, hai người bây giờ, chính là tại Nam Cương một cái rất xa xôi chi địa, nơi này dân phong coi như thuần phát, Mặc dù tại Nam Cương yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ bất hòa, nhưng là ở đây, ngược lại là còn có thể nhìn thấy hai tộc quan hệ tương đối hòa hợp. Nhất là hai tộc một chút tiểu hài, tại cùng nhau đùa giỡn đùa giỡn, không phân khác biệt. Nhưng là Nam Cương dù sao không có khả năng chỗ có địa phương đều như thế. Thánh Yêu Môn công chúa không có trả lời vấn đề này, mà Lý Diệp cũng chưa từng nghĩ tới có thể đạt được đáp án. Nhưng mà trong lòng hắn lại có chút cười lạnh một tiếng lấy hắn hiện tại cùng thánh yêu môn công chúa quan hệ nếu là thánh yêu môn nguyện ý đứng ở bên phía hắn hắn tự nhiên vui với nhìn thấy nhưng là nếu vì việc này cùng hắn vạch mặt hắn thậm chí đang suy nghĩ phải chăng muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp mang đi thánh yêu môn công chúa đem bọn hắn truyền nhân duy nhất trực tiếp ngoặt chạy dù sao loại môn phái này cũng không đáng hắn đi đồng ý ai nghe nói a à? nghe nói cái gì chính là gần nhất cửu diệu điền khen thương môn cùng lục thủy viên ba đại đế cấp thánh địa hướng thánh yêu môn tạo áp lực muốn bọn hắn giao ra nhân tộc kia. Xa xa, có mấy cái yêu tộc tu sĩ chính đang đàm luận, cũng tương tự hấp dẫn lý diệt chú ý, cửu diệu điện. Khanh thương môn. Lục thủy viên. Hắn tự nhiên từng nghe nói cái này ba đại đế cấp tông môn, tại Nam Cương đồng dạng cũng là cổ sư môn phái. Nhất là cửu diệu điện, được khen là Nam Cương trừ thánh yêu môn bên ngoài, thế lực lớn nhất yêu tộc thánh địa. Cái gì? Cái này ba đại môn phái đồng thời tạo áp lực. Đây là muốn biến thiên A. À? Cũng không phải, nghe nói hiện tại thánh yêu môn bên kia còn không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng là đối mặt ba đại đế cấp tông môn tạo áp lực, liền xem như thánh yêu môn cũng muốn cân nhắc một hai a. Chương 2836. Kích động. Nguồn Mê truyện audio.com. Xem ra thánh yêu môn tại nam cương nhiều năm như vậy, có người nghĩ muốn thay vào đó. Lý Diệt tại cách đó không xa mỉm cười, nam cương cục diện xa xa so thần thằng châu bất kỳ địa phương nào đều muốn tới phức tạp. Nơi này chính là yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu một cái vòng xoáy. Đông dạng cũng là năm đó tam giới liên hệ lúc, thông hướng còn lại lưỡng giới gần nhất một cái địa phương. Xem như thánh yêu môn truyền nhân, thánh yêu môn công chúa tự nhiên khi biết tin tức về sau, quy tâm giống như mũi tên. Lục thủy viên cùng khanh thương môn nhiều năm như vậy, một mực cùng thánh yêu môn ma sát không ngừng, lần này có cửu diệu điện ra mặt, xem ra là muốn theo thứ tự làm cơ hội, một lần nữa chia cắt nam cương tài nguyên. Nam cương đế cấp tông môn liền mấy cái như vậy, nhưng là muốn nói nam cương địa vực tốt nhất, Dĩ nhiên chính là Thánh Yêu Môn khống chế khu vực. Cái khác mấy cái đế cấp tông môn mặc dù đỏ mắt, nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại không có cách nào nhúng tay cùng nhúng chàm. Bây giờ, đã có nhân tộc tàn sát yêu tộc lấy cớ này, đúng lúc đụng tới hung thủ còn bị Thánh Yêu Môn một vị yêu tôn mang đi. Không nghĩ tới ta ngược lại là trở thành lần này dây dẫn nổ. Lý Dịch cười hắc hắc, lại làm cho Thánh Yêu Môn công chúa khẽ lắc đầu, việc này tội không tại cùng ngươi, coi như không có ngươi xuất hiện cửu diệu điện giả tâm đã không phải là cái này mấy vạn năm hình thành, bọn hắn sớm muộn có một ngày, sẽ ra tay. Chỉ bất quá, ngươi xuất hiện, để giả tâm của bọn hắn càng một bước mở rộng. Hai người bây giờ cũng hơi cải trang một phen. Một cái là nhân tộc, tại Nam Cương nhân tộc là tương đương dễ thấy. Một cái khác chính là thánh yêu môn truyền nhân, Nam Cương vô số thanh niên tuấn ngạn theo đuổi tiên nữ trong mộng. Hai người nếu là không cải trang một phen xuất hiện ở trước mặt người đời, không bao lâu nữa, liền sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt, mà tại bây giờ cái này nằm cương phong vân biến hóa thế cục hạ đủ để cho người hữu tâm tiến hành lợi dụng lúc này lý dịp cải trang thành một cái bề ngoài gầy còng tướng mạo tán tu bình thường đồng thời trên mặt nhiều vài miếng lân giáp nhìn qua tự như một cái tu vi không cao trên thân còn mang theo một tia yêu tộc đặc thù phổ thông yêu tộc tu sĩ về phần thánh yêu môn công chúa thì là cải trang thành một người tướng mạo bình thường yêu tộc nữ tử nhìn một cái căn bản sẽ không để người để ý hai người xuất hiện tự nhiên sẽ không khiến cho những người khác chú ý nghe nói a à, thánh yêu môn nội bộ cũng có người muốn đem cái kia đáng giận nhân tộc giao ra, nhưng lại bị thánh yêu môn mấy vị lão tổ cho đè ép xuống, hiện tại thế nhưng là lòng người bàn hoàng. Lời đồn đại, thường thường không biết từ gì mà lên. Một đường hội thánh yêu môn trên đường, hai người đều nghe được không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Mặc dù thánh yêu môn tại Nam Cương địa vị cao thượng, nhưng là tại người hữu tâm phía sau màn lửa cháy thêm dầu hạ, càng ngày càng nhiều yêu tộc bắt đầu đối với thánh yêu môn sinh ra tâm tình bất mãn. Một ngày này, hai người đã đi tới tiếp cận thánh yêu môn chỗ một tòa Nam Cương thành trì. Ở đây có thể nhìn thấy không ít yêu tộc tu sĩ, nhân số đông đảo. Trong đó đại bộ phận đều là tán tu cách ăn mặc, cũng có một chút nhỏ môn phái cường giả xuất hiện. Ngược lại là nhân tộc không thấy được mấy cái, hoặc là nói, đại bộ phận bây giờ nhìn thấy năm cương cái này không khí đều là có ý tứ điệu thấp. Chư vị, bây giờ thánh yêu môn giữ im lặng, nhưng là yêu tộc bị giết mối thù không thể không báo. Mới vừa vào thành, liền thấy có một vị cường giả yêu tộc lòng đầy căm phẫn, tu vi của người này không yếu, chí ít cũng là yêu hoàng cảnh giới phải biết, cái này nhóm cường giả tại Nam Cương đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp lại hướng phía thánh yêu môn công chúa nhìn liếc mắt. Chỉ nhìn thấy nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên không nhận ra người này. Lý Diệp giật mình, khóe miệng có chút dơ lên. Đúng. Không thể không báo. Có cường giả yêu tộc hô ứng, càng là kéo theo những người khác. Mà bây giờ thánh yêu môn đã muốn bao che hung thủ, cự tuyệt giao ra nhân tộc kia. Đáng ghét nhân tộc, còn có cái kia thánh yêu môn, là cao quý nam cương yêu tộc thánh địa, từ trước đều là tự xưng yêu tộc thủ hộ chi địa, bây giờ lại bao che một cái vết chết yêu tộc nhân tộc hung thủ. Ta nhìn cái này thánh địa chi danh, đã sớm có tiếng không có miếng. Không biết ai hô một câu, lập tức để không ít cường giả yêu tộc đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. Thánh yêu môn công chúa nghe vậy giận dữ, vừa muốn hiện thân, lại bị Lý Diệp kéo lại. Bây giờ còn chưa đến trò hay đâu, đừng như vậy gấp. Lý Diệp đối với nàng cười cười, lần này sự tình kỳ thật rất đơn giản. Hơi người có chút đầu óc đều đó có thể thấy được, cái này phía sau chính là là có người đang tận lực nhằm vào Thánh yêu môn. Mà cái này kẻ sau màn, không thể nghi ngờ chính là mấy cái kia nam cương đế cấp tông môn. Trừ nhân tộc thế lực bên ngoài, có loại thủ đoạn này cùng thực lực, chỉ có một nhà. Cửu Diệu Điện. Một môn sông đế. Mặc dù không hiểu lý diệp vì sao muốn ngăn cản chính mình, nhưng là Thánh yêu môn công chúa lại lần đầu tiên không có phản kháng. Lý Diệp cũng chưa tại ý Thánh yêu môn công chúa cái kia kỳ quái phản ứng. Giờ phút này sự chú ý của hắn đều tại mấy cái kia kích động cường giả yêu tộc trên thân. Nhất là cái kia yêu hoàng, mặc dù nữ khí thần thái lòng đầy căm phẫn, nhưng là một đôi mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy băng lãnh. Chư vị, bây giờ cái này Thánh Yêu Môn đã muốn bao che hung thủ, hiển nhiên là không đem nam cương yêu tộc để vào mắt. Đúng vậy a, à, quả thực quá đáng ghét. Bao che một cái nhân tộc, căn bản không xứng đáng là yêu tộc thánh địa. Chiếu ta nhìn, không bằng trực tiếp bên trên Thánh Yêu Môn đem cái này nhân tộc cầm ra đến ngay trước nam cương yêu tộc đồng bào trước mặt, thiên đao vạn quả, để tiếc mối hận trong lòng. Có người lớn tiếng giận mắng, lại nhìn thấy cái kia yêu hoàng sau khi nghe lắc đầu. Vị này đạo hữu, cũng đừng quên, thánh yêu môn cũng không phải cái gì cửa nhỏ phái, chứ vị đạo hữu mặc dù hữu tâm, lại cũng vô lực a. À. Hắn cái này thở dài một tiếng, lại làm cho không ít người đều trầm mặt lại. Ở đây, đại bộ phận đều là yêu tộc tán tu, cấp độ thực lực không đủ, có người thậm chí bất quá tôn giả tu vi, cũng có một chút độc lập tu luyện thành yêu hoàng cường giả, nhưng là muốn nói cùng thánh yêu môn loại này quái vật khổng lồ so sánh vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá đã như vậy cái kia lại không phải không có biện pháp cứ như vậy để cái này nhân tộc tiểu xuất sinh càng rỡ sống sót đúng vậy a à, lần này hắn giết người lần tiếp theo không chừng sẽ đối với chúng ta yêu tộc có phải hay không lần nữa hạ thủ không ít cường giả yêu tộc đều nhíu mày lần này hoàn toàn chính xác đưa tới không ít nam cương yêu tộc lửa giận đúng lúc này lại có một thanh âm truyền đến người bình thường hoàn toàn chính xác vô pháp cùng thánh yêu môn nói chuyện ngang hàng như vậy nếu như là toàn nam cương yêu tộc thỉnh nguyện đâu lời vừa nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại liền cái kia ngay từ đầu kích động đám người yêu hoàng cường giả cũng là hơi sững sờ bất quá hắn phản ứng rất nhanh vội vàng biểu hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc vị này đạo hữu nói không sai thánh yêu môn mặc dù không phải người bình thường chỗ có thể chống đỡ nhưng là lần này nếu như có thể lấy nam cương yêu tộc đại nghĩa yêu cầu thánh yêu môn giao ra hung thủ cho dù là thánh yêu môn cường thế đến đâu cũng không dám cùng toàn thể yêu tộc là địch. Lập tức, không ít yêu tộc tu sĩ đều là khẽ gật đầu. Thánh yêu môn là gia đại nghiệp đại, nam cương đệ nhất vô nhị. Không ai bằng. Nhưng là nếu như đối mặt chính là toàn bộ nam cương vô số yêu tộc đâu. Chương 2837 Đánh vào địch nhân nội bộ Nguồn Mê truyện audio com Từng vị yêu tộc tu sĩ đều là phản phất tìm được mục tiêu. Mà tại một bên khác, thánh yêu môn công chúa lại vạn phần không hiểu, không rõ ràng vì sao ta phải nhắc nhở bọn hắn. Vẫn là ngươi không hiểu vì cái gì rõ ràng bọn hắn đều muốn mạng của ta, ta lại chủ động nói cho đám này bất lợi cho người của ta như thế nào tìm đến biện pháp của ta. Nhìn xem thánh yêu môn công chúa nghi vấn ánh mắt, Lý Diệp cười cười. Vừa rồi cái thanh âm kia, đúng là hắn. Việc này mặc dù thánh yêu môn bên trong có người có thể đè xuống, nhưng là nếu như bọn hắn thật liên hợp đại bộ phận nam cương yêu tộc, tới cửa đòi người, đến lúc đó. Thánh yêu môn hoàn toàn chính xác địa vị rất cao, Thế nhưng là đối mặt toàn bộ năm cương yêu tộc, sẽ hay không thỏa hiệp, ai cũng không nói chắc được. Dù sao, việc này phía sau còn có cái khác mấy cái đế cấp tông môn tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu, đây mới là thánh yêu môn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngươi cảm thấy, nếu như ta không nhắc nhở, một ít người sẽ nghĩ không ra. Ý của ngươi là? Cùng nó thận trọng từng bước, luôn luôn đi ở đằng kia phía sau màn hắc thủ đằng sau, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Bên này vừa nói xong, Lý diệp liền cười thần bí thánh yêu môn công chúa hơi sững sờ, lại rất nhanh minh bạch tới. Vị này đạo hữu, xin dừng bước. Một thân ảnh tới gần, chính là vừa rồi vị kia yêu hoàng. Lúc này hắn đối với Lý Diệp hai người trên dưới dò xét, đôi mắt bên trong rõ ràng sẽ qua một tia dò xét cùng hoài nghi, nhưng là rất nhanh liền lộ ra tiếu dung, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Diệp hai người bởi vì cải trang qua, ngoại nhân căn bản nhận không ra. Nhất là Lý Diệp, hắn một tay dịch dung thuật, thế nhưng là liền đại đế đều không nhất định có thể khám phá, trước mắt người này mặc dù là yêu hoàng, nhưng là cũng chính là một cái bình thường thượng vị yêu hoàng. Có việc. Lý dịp một mặt lạnh lùng, nguyên bản hắn cải trang hình tượng, chính là như thế, ăn nói có ý tứ. Đạo hữu, tại hạ là là thấy đạo hữu vừa mới có thể có kín đáo như vậy tâm tư, muốn cùng đạo hữu kết giao một phen, cùng bàn đại kế. Đối phương trên mặt sẽ qua một đạo lạnh khốc chi sắc, đồng thời mơ hồ càng là hướng phía hai người tạo áp lực. Thượng vị yêu hoàng, ở trong mắt người bình thường cái kia có thể là không tầm thường tồn tại thậm chí tại một chút xa xôi địa phương, một vị thượng vị yêu hoàng đủ để trở thành một cái cường đại tông môn tuyệt đối chúa tể. Hiển nhiên, vừa rồi Lý Diệp đột nhiên đề nghị, để hắn sinh ra một vẻ hoài nghi, đối với Lý Diệp hai người lai lịch. Dù sao bình thường tán tu, cũng sẽ không có như vậy tâm tư. Không có hứng thú. Lý Diệp lạnh lùng từ chối, liền muốn rời khỏi. Nhưng là rất nhanh liền bị đối phương ngăn lại, mà lúc này đối phương trên mặt cũng lộ ra một tia âm trầm biểu lộ, đạo hữu, tại hạ cũng không ác ý, có hay không ác ý, kỳ thật từ đối phương ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng là Lý Diệp chỉ coi như không biết, ngược lại là dừng bước. Ồ! Đạo Hữu Phương mới nói, hiển nhiên cũng là đối với cái này nhân tộc tiểu bối cảm thấy oán giận, đã như vậy, không bằng cũng cùng tại hạ đám người, cùng nhau đi tới Thánh Yêu Môn, như thế nào? Lý Diệp hai người đương nhiên phải hồi Thánh Yêu Môn, nhưng là hiện tại hắn ngược lại là có một ý kiến. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp lộ ra một tia do dự, mặc dù ta mới vừa nói một cái đề nghị, nhưng là Thánh Yêu Môn chính là Nam Cương yêu tộc Thánh Địa, việc này một khi nhúng tay, sẽ mang đến cho ta phiền phức. Cái này biểu hiện, ngược lại để cái kia yêu hoàng đối với Lý Diệp hoài nghi tiêu trừ mấy phần, nhưng mà hắn vẫn là lông mày nhướng lên, cái kia thánh yêu môn hoàn toàn chính xác không phải thường nhân chỗ có thể đắc tội, nhưng là lần này nếu là có thể tập kết Nam Cương rất nhiều yêu tộc tiền bối cùng nhau đi tới, lượng cái kia thánh yêu môn, cũng không dám coi trời bằng vung, khư khư cố chấp đem. Lý Diệp thuận thế đẩy thuyền, cũng không có cự tuyệt, đáp ứng xuống. Hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi. Đám người vừa đi, thánh yêu môn công chúa có chút nói ta biết hắn mời ta bất quá chỉ là muốn thăm dò cùng điều tra lai lịch của ta bất quá hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta chính là bọn hắn muốn tìm nhân tộc kia cái này gọi là gì cái này gọi đánh vào địch nhân nội bộ từ địch nhân nội bộ tan trả bọn hắn đương nhiên lý diệp biết coi như giải thích thánh yêu môn công chúa cũng nghe không hiểu ngươi muốn làm cái gì quả nhiên nàng hoàn toàn không hiểu lý diệp cách làm ngươi không hiểu kỳ a à, chuyện này phía sau người chủ sử mặc dù cửu diệu điện hiềm nghi lớn nhất nhưng là ta luôn cảm thấy việc này còn không có đơn giản như vậy cửu diệu điện hoàn toàn chính xác có uy hiếp thánh yêu môn thực lực một môn sông đế mấu chốt là nhật diệu đại đế bây giờ mới bất quá ba vạn tuổi chính khi tráng niên hăng hái nhưng mà coi như như thế muốn thay thế thánh yêu môn nhưng vẫn là quá mức ngây thơ một môn sông đế cùng một môn tam đế nhìn như chênh lệch chỉ có một vị đại đế nhưng là đừng quên đế cấp tông môn lớn nhất nội tình cũng không phải là đại đế tồn tại đại đế, chẳng qua là một sự uy hiếp lực. Sẽ không tùy tiện hiện thân. Thậm chí rất nhiều đế cấp tông môn đại đế, hôm nay là có hay không vẫn còn, hậu nhân đều không thể biết được. Mà chân chính quyết định đế cấp tông môn thực lực, chính là một môn phái nội tình. Nói trắng ra, chính là vốn liếng. Một vị đại đế có thể cho một cái tông môn lưu lại nhiều ít vốn liếng. Đế cấp tu luyện công pháp. Đế binh. Còn có đế vật. Những này, đều là quyết định một cái đế cấp tông môn nội tình mạnh yếu máu chốt mà chênh lệch một cái đại đế, liền tương đương với kém một vị đại đế một đời lưu lại chưa nhiều bảo vật. Điểm này, cửu diệu điện căn bản là không có cách cùng thánh yêu môn so sánh. Cho dù là cửu diệu điện vị thứ hai đại đế, nhật diệu đại đế, cũng bất quá là chứng được đế cảnh hơn hai vạn năm. Trừ phi đại đế tự mình xuất thủ, nếu không bằng vào nội tình, thánh yêu môn vung cửu diệu điện mấy chục vạn năm. Ngươi là nói, còn có những người khác. Ngươi tại Nam Cương nhiều năm, trừ cái này cửu diệu điện bên ngoài, nhưng còn có cái khác có thể uy hiếp được thánh yêu môn thế lực đối với Nam Cương, Lý Diệp dù sao chưa quen thuộc. Nhưng mà Thánh Yêu Môn Công Chúa lại lắc đầu, Nam Cương thế lực phức tạp, để cấp tông môn lại liền mấy cái kia. Gần 100.000 năm đến, cũng chính là Nhật Diệu Đại Đế một người chứng được đế đạo. Nam Cương hoàn toàn chính xác không có, đây không phải là Nam Cương người đâu. Lý Diệp cười cười, lại làm cho Thánh Yêu Môn Công Chúa toàn bộ ngay người. Không phải Nam Cương thế lực. Có người ngoài nhúng tay. Thân là Thánh Yêu Môn truyền nhân, nàng cũng không ngốc lý diệt chạm đến là thôi lại làm cho nàng nháy mắt minh bạch tới mà cũng chính vì vậy mới khiến cho thánh yêu môn công chúa lo lắng tại nam cương thánh yêu môn trải qua vô số mưa gió cũng không phải lần thứ nhất gặp được có người bức thoái vị khiêu chiến địa vị cục diện nhưng là không vài vạn năm đến đều sừng sững không ngã nhưng nếu như liên lụy đến cái khác bên ngoài thế lực sự tình coi như phức tạp có phải hay không lẫn vào trong nhóm người này ở giữa đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền sẽ biết đã có người muốn kích động Nam Cương yêu tộc nhằm vào thánh yêu môn, hai người lẫn vào trong đó, tổng có thể tìm tới manh mối. Mà lại đúng lúc, đám người này bây giờ đang muốn tập kết tiếng về thánh yêu môn, hoàn toàn tiện đường. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cương các nơi, vô số cường giả yêu tộc bị người thuyết phục. Một chút thậm chí là đã sớm không hỏi thế sự yêu tộc thánh hiền, đã từng yêu tộc chí cường. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, đang chủ đạo đây hết thảy. Mà một ngày này, cuối cùng, Lý Diệp cũng là theo một đám yêu tộc, đi vào Linh Yêu Thành chương 2838 Linh Yêu Thành Nguồn Mê truyện audio com Linh Yêu Thành, tại Nam Cương chính là cơ hội có thánh thành thanh danh tốt đẹp. Không chỉ là Linh Yêu Thành chính là Nam Cương lớn nhất thành trì, càng bởi vì Linh Yêu Thành chính là thánh yêu môn duy nhất trực tiếp trưởng khống một tòa thành trì. Đồng thời, Linh Yêu Thành càng là tương truyền, đã từng chính là yêu giới một vị vô địch đáng sợ cường giả vẫn lạc chi địa. Vì kia yêu giới cường giả sau khi chết, thân thể hóa thành đại địa, dựng dục tòa thành này xuất hiện không ai biết vị kia cường giả yêu tộc là ai, nhưng lại có vô số yêu tộc phát hiện, tại Linh Yêu Thành, mặc dù không thể cùng một chút linh mạch thậm chí cả long mạch chi địa so sánh, nhưng là ở đây Linh Yêu Thành bên trong tu luyện, đối với yêu tộc chính là là có lợi ích to lớn. Trong đó điểm trọng yếu nhất, tại Linh Yêu Thành, yêu tộc thực lực lại có thể so bình thường đề thăng hai thành khoảng chừng. Tương phản, tại Linh Yêu Thành bên trong, yêu tộc bên ngoài cường giả tới, lại muốn bị áp chế hai ba thành công lực. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Linh Yêu Thành tại yêu tộc trong suy nghĩ, chính là một tòa thánh thành, nhưng là ở trong mắt những người khác lại là một tòa yêu thành. Kỳ quái, vì sao ta sẽ không nhận áp chế? Đi vào linh yêu thành, Lý Diệp trong lòng hiện lên nghi vấn. Hắn cũng không phải là yêu tộc, ấn lý thuyết tiến vào linh yêu thành về sau, tu vi sẽ bị áp chế hai thành khoảng chừng, nhưng là từ khi hắn bước vào linh yêu thành về sau, căn bản không có cảm giác được bất kỳ áp chế, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại bành trướng muốn ra cảm giác. Không chỉ có không có áp chế, còn có có chỗ đề thăng nếu không là hắn rõ ràng xuất thân của mình, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi, tự mình có phải hay không thân phận chân thật phải chăng chính là một cái chân chính yêu tộc. Hoặc là Ngô Châu thành lý thì bộ tộc đã từng chính là mang theo yêu tộc huyết mạch hậu nhân. Ngươi không bị đến áp chế. Thánh yêu môn công chúa cũng thật bất ngờ. Không có, bất quá cái này Linh Yêu Thành, hoàn toàn chính xác có một cổ rất kỳ lạ lực lượng tồn tại. Không ai biết Linh Yêu Thành tại sao lại giống như này tăng cường yêu tộc, áp chế cái khác tộc cường giả lực lượng thần bí cho dù là thánh yêu môn trưởng khống nơi này không vài vạn năm, đều không có tìm được nguyên nhân. Đây là một cái thiên cổ chi mê, có lẽ cũng chính là năm đó yêu giới cùng thần thẳng cho một chút cổ xưa tồn tại, mới sẽ biết. Bởi vì không có có nhận đến áp chế, lý dịp lớn nhất lo lắng giờ phút này cũng biến mất. Hắn có thể cảm giác được, dọc theo con đường này có bao nhiêu lần, luôn có một đôi mắt, trong bóng đêm quan sát hắn. Tôn sứ. Điều tra rõ ràng không có. Tạm thời còn không có tin tức, nhưng là hai người này, hẳn không phải là nhân tộc nguyên lai like từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp cùng thánh yêu môn công chúa thân phận, liền bị người hoài nghi. Nhất là, căn bản tra không ra hai người lai lịch. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm, nam cương như thế lớn, yêu tộc tán tu vô số, cho dù là đế cấp tông môn cũng rất khó trong thời gian ngắn tra được một người lai lịch. Bọn hắn hoài nghi, chính là Lý Diệp hai người thân phận. Linh yêu thành, chỉ có yêu tộc mới có thể ra vào tự do, những người khác một khi tới gần Linh yêu thành, tất nhiên sẽ bị Linh yêu thành khí tức chỗ áp chế đã hai người này cũng không phải nhân tộc, nên vấn đề không lớn. Lúc ấy tại Lý Diệp trước mặt hai người xuất hiện vị kia yêu hoàng, bây giờ lại tại một vị mặt mũi hiền lành trước mặt lão giả, lộ ra cung cung kính kính. Thần thái kia ở giữa, thậm chí còn mang theo một tia kính sợ. Tôn Sứ nói đúng lắm, gần nhất bắt đến không ít muốn đục nước béo con người, trong đó không thiếu một số nhân tộc môn phái thám tử, đều đã bị xử lý. Làm không tệ, lần này, chính là cải biến Nam Cương cục diện cơ hội thật tốt, tuyệt đối không nên bởi vì vì một chút chuyện nhỏ mà dẫn đến cả bàn đều thua tôn sứ yên tâm, lần này vạn vô nhất thất. Lão giả thân phận là một câu đố. Thậm chí từ đầu tới đuôi, đều như ẩn như hiện. Bởi vì cái kia căn bản không là chân thân đến đây, mà chỉ là một đạo thần niệm phân thân. Chỉ là một đạo thần niệm phân thân, liền để một vị yêu hoàng đứng tại trước mặt, cơ hồ bị trấn áp hô hấp khó khăn. Có thể nghĩ nếu là bản thân bản tôn đến đây, này sẽ là đáng sợ đến bực nào. Chờ lão giả phân thân biến mất, cái kia yêu hoàng mới nằm nằm nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này, bên ngoài cũng có người tiến đến. Trưởng lão, sự tình đã làm thỏa đáng. Mới vừa rồi còn tại trước mặt lão giả nâm nớp lo sợ yêu hoàng, giờ phút này thần sắc thay đổi, biến vô cùng uy nghiêm. Tiếp tục, đến đây tán tu còn chưa đủ. Như thế chọn người, nhưng không cách nào cho thánh yêu môn mang đến quá nhiều áp lực. Thế nhưng là trưởng lão, không ít tán tu đều do dự, dù sao để bọn hắn đắc tội thánh yêu môn, nguy hiểm này không nhỏ. Không có nỗ lực ở đâu ra hội báo. Nói cho bọn hắn, chỉ cần việc này một thành, Bọn hắn sở cầu bản tọa có thể đáp ứng bọn hắn. Nguyên lai cái này yêu hoàng, chính là cửu diệu điện một vị trưởng lão. Lần này giấu giếm thân phận lẫn vào tán tu bên trong, tự nhiên là có toan tính. Cùng lúc đó, linh yêu thành bên trong, càng ngày càng nhiều tán tu tụ tập. Thậm chí liền thánh yêu môn, cũng bị kinh động. Yêu tộc dị động, tại Nam Cương mấy cái nhân tộc thế lực, lại là ở một bên quan sát. Lần này, thánh yêu môn xem ra cần trải qua một trận đại kiếp. Ha ha, Nam Cương yêu tộc từ trước coi Thánh Yêu Môn là thành thánh địa cung phụng, bây giờ lại muốn trái lại đối phó Thánh Yêu Môn, quả nhiên là buồn cười. Đám này yêu giới dương nghiệt, nhiều năm như vậy tại Nam Cương đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Bây giờ chính bọn hắn đấu tranh nội bộ, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Nam Cương cũng không phải là không có nhân tộc thế lực cường đại, như là Ngũ Nhạc Sơn, càng là danh xưng Nam Cương nhân tộc môn phái cường đại nhất. Nhất là Ngũ Nhạc Sơn Ngũ Nhạc lão nhân, được khen là Nam Cương nhân tộc đệ nhất cao thủ, thánh hoàng chi đỉnh. Các ngươi nói, thánh yêu môn có thể hay không giao ra tiểu tử kia? Đối với lần này dây dẫn nổ, không ít nam cương nhân tộc cường giả đều là tương đối hiếu kỳ. Mặc kệ thánh yêu môn giao không giao ra, lần này cửu diệu điện chờ môn phái cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn thật vất vả tìm được cơ hội này, nếu là không thêm vào lợi dụng, lại không phải lãng phí một cách vô ích. Nói cũng đúng, dù sao bọn hắn chó cắn chó, mặc kệ kết quả như thế nào, lần này nam cương yêu tộc nhất định nguyên khí đại thương không giống với nhân tộc một chút môn phái cùng cường giả xem kịch vui tâm tính nam cương một chút cổ xưa yêu tộc chí cường cũng bị lần này sự tình kinh động từng vị cổ xưa tồn tại từ an nghỉ bên trong thức tỉnh yên lặng chú ý thất thố phát triển thánh yêu môn lần này quá không ra gì có cổ xưa yêu tộc thánh hiền tức giận hừ lên tiếng cũng không thể nói như vậy thánh yêu môn dù sao bảo vệ nam cương nhiều năm như vậy việc này có lẽ có ẩn tình khác liền một chút cổ xưa tồn tại ý kiến đều xuất hiện khác nhau một chút từng chịu qua thánh yêu môn ân huệ cũng có một chút đã từng cùng thánh yêu môn quan hệ tốt đẹp yêu tộc thánh hiền tự nhiên là đứng tại thánh yêu môn bên này nhưng là đồng dạng có một ít yêu tộc thánh hiền đem đầu mâu trực chỉ thánh yêu môn thân là người trong cuộc lý diệp bây giờ lại bình yên tại tất cả mọi người dưới mí mắt linh yêu thành đạo huynh ngược lại là nhàn nhã lý diệp như vậy không tim không phổi một chút cũng không để trong lòng dáng vẻ cuối cùng để thánh yêu môn công chúa nhịn không được chỉ bất quá từ khi rời đi sơn cốc về sau, nàng liền từ đầu đến cuối thái độ đối với Lý Diệp, duy trì một loại không lạnh không nhạt dáng vẻ. Đối với cái này, Lý Diệp cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Trong sơn cốc mấy cái kia tháng, không thể nghi ngờ là thánh yêu môn công chúa chân thật nhất một mặt, chỉ bất quá hắn không có khả năng cả một đời ở lại nơi đó. Chương 2839 Vẫy mùi Nguồn Mê truyện audio.com Linh yêu thành bên trong, Lý Diệp cùng thánh yêu môn công chúa cũng không thấy được dù sao linh yêu thành vốn là nam cương yêu tộc một cái thánh thành ở đây yêu tộc cơ hồ khắp nơi có thể thấy được ngược lại là nhân tộc tu sĩ lại cũng không nhiều bây giờ yêu tộc tu sĩ đại lượng tụ tập tại linh yêu thành càng là không ai sẽ chú ý tới lý dịp như thế hai cái không quá thu hút nhỏ yêu tộc chính chủ còn chưa tới đâu không vội toàn bộ nam cương hiện tại cũng bởi vì lúc trước bị sát hạt mấy cái yêu tộc tiểu bối sự tình tại người hữu tâm lửa cháy thêm dầu hạ làm cho cả nam cương đều biến phong vân sóng ngầm xem như người trong cuộc hắn lại như thế yên tâm thoải mái tại một đám yêu tộc bên trong, liền thánh yêu môn công chúa đều có chút nhìn không được. So với lý dịch nhàn nhã tự đắc, thánh yêu môn công chúa lại là nghĩ phải lập tức trở lại thánh yêu môn. Yêu yêu, không cần vội vã như thế, thánh yêu môn nếu như ngay cả ngần ấy trang diện cũng đỡ không nổi, cũng không có khả năng tại Nam Cương sừng sững lâu như vậy. Yêu yêu, thánh yêu môn công chúa kém một chút không có mắt tối sầm lại, một gương mặt xinh đẹp càng là bá một cái đỏ thấu. Nàng khuê danh yêu cơ, nhưng mà nhiều năm như vậy, trừ sư tôn của nàng băng ý đại đế bên ngoài, cho dù là yêu hoàng thậm chí cả yêu tôn nhìn thấy nàng, đều tôn xưng một tiếng công chúa. Ngược lại là Lý Diệp, bây giờ da mặt một giày, thân mật như vậy xưng hô để nàng nhất thời ở giữa có chút cảm giác dị dạng. Chán ghét. Hiển nhiên không tính. Bất quá nàng vẫn là mặt lạnh lấy, nói, đạo huynh xin tự trọng. Chẳng lẽ ngươi không thích xưng hô thế này? Cái kia ta bảo ngươi, cơ cơ. Cơ cơ. Thánh yêu môn công chúa trực tiếp nhanh ngất đi, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, lại nghe được lý diệp nói kỳ thật ta cảm thấy thế tục giới một chút xưng hô cũng không tệ tỉ như ngừng đạo huynh ngươi vẫn là gọi ta yêu yêu tốt sở lý diệp vô sĩ như vậy xuống dưới không biết sẽ hô lên loại nào để người mặc đỏ tới mang tai biệt danh thánh yêu môn công chúa rốt cục lui một bước yêu yêu ta biết ngươi bây giờ trong lòng gấp nhưng là thánh yêu môn nhiều năm như vậy tỉ như nay càng lớn chiến trận đều gặp chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không để thánh yêu môn những lão bất tử kia đứng ngồi không yên mặc dù lý diệp cũng không phải là thánh yêu môn xuất thân thế nhưng là một cái sừng sững mấy triệu năm không ngã cổ lão truyền thừa kinh lịch huy hoàng cùng xuống dốc bây giờ còn có thể tồn tại ở thế gian tự nhiên có năng lực ứng phó loại này nhỏ trang diện đạo huynh chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình thánh yêu môn công chúa kỳ thật cũng rõ ràng loại này nhỏ trang diện thánh yêu môn còn chịu được ngược lại là lý diệp cái kia một mặt thái độ thờ ơ để nàng rất hiếu kỳ dù sao lần này toàn bộ nam cương yêu tộc tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía hắn mà đến mặc kệ kẻ sau màn mục đích là cái gì, nhưng là một khi chỉ cần lý diệt lộ diện, đem sẽ trực tiếp đối mặt toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc. Đến lúc đó, liền xem như thánh yêu môn nguyện ý bốc lên đắc tội Nam Cương tất cả yêu tộc nguy hiểm, ra mặt bảo đảm hắn, đều không nhất định giữ được. Lo lắng ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi còn hỏi vì cái gì? Hít một hơi thật sâu, đạo huynh trấn định tự nhiên, hiển nhiên là có cách đối phó. Không không không, ngươi sai, con người của ta cái gì cũng tốt, chính là lười cách đối phó ta còn không nghĩ tới không không nghĩ tới thánh yêu môn công chúa quả thực không nghĩ tới thế mà lại là câu trả lời này hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần đạo huynh ngươi liền không sợ ngươi một khi bại lộ thân phận sẽ tại nam cương không có chút nào nơi sống yên ổn đắc tội toàn bộ nam cương yêu tộc trừ phi là đại đế nếu không đều sẽ tại nam cương không có chút nào nơi sống yên ổn thậm chí liền xem như đại đế cũng không dám làm loạn liền năm đó thiên kiếm đại đế nhiều lần tiến vào nam cương đều là vô cùng điều thấp, dù sao liền xem như đại đế, một số thời khắc cũng không phải chân chính không sợ hãi chút nào. Ồ! Lý Diệt nghe vậy cười một tiếng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn qua thánh yêu môn công chúa, nếu là ta thân phận bại lộ, yêu yêu ngươi có bằng lòng hay không bảo đảm ta. Vấn đề này, để thánh yêu môn công chúa khuôn mặt đỏ lên, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đạo huynh nói đùa. Ta chỉ muốn biết, nếu là ta cùng toàn bộ nam cương yêu tộc là địch, thậm chí liền thánh yêu môn đều muốn trừ hết ta, ngươi sẽ làm thế nào? Thánh Yêu Môn công chúa muốn né tránh vấn đề này, nhưng là Lý Diệp hết lần này tới lần khác không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Thậm chí trực tiếp lấy áp bách tính thủ đoạn, tới gần nàng, để Thánh Yêu Môn công chúa bối rối phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Cùng toàn bộ Nam Cương yêu tộc là địch, thậm chí cùng Thánh Yêu Môn là địch. Cái trước, Lý Diệp trên cơ bản đã làm được, bây giờ hắn tại Nam Cương Phong Thanh bị người tận lực lửa cháy thêm dầu, đã bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Còn cái sau, Lý Diệp kỳ thật cũng là một loại thăm dò thánh yêu môn hoàn toàn chính xác không giả loại này bức thoái vị dù là phía sau mạng có người tại chủ đạo nhưng là bọn hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp một cái sừng sững mấy triệu năm không ngã một môn tam đế cổ lão truyền thừa đến cùng có bao nhiêu nội tình đừng nói loại này bức thoái vị liền xem như mấy cái đế cấp tông môn liên thủ trực tiếp xuất thủ đều không nhất định có thể để thánh yêu môn như thế nào trừ phi mấy vị đại đế không để ý đến thân phận tự mình hiện thân nếu không thiên hạ này liền xem như võ thần sơn cùng dược vương điện đều chưa chắc có thể để cho thánh yêu môn e ngại nhưng là, thánh yêu môn những lão bất tử kia, đến cùng là ý tưởng gì, lý dịch tạm thời cũng còn không rõ ràng. Càng quan trọng hơn, thánh yêu môn bây giờ băng ý đại đế. Đến cùng là ý nghĩ như thế nào, hắn rất muốn biết. Làm thế nào? Thánh yêu môn công chúa cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, sắc mặt hiện lên một chút do dự cùng thống khổ. Nàng vô pháp trả lời, mà Lý Diệp cũng lập tức thu hồi vừa rồi cái kia bức nhân thần sắc, một mặt nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã được đến hắn muốn dù là thánh yêu môn công chúa không có trả lời một mặt do dự nhưng là cũng bởi vì loại này do dự liền đã để hắn cảm thấy đầy đủ một bên là bồi dưỡng nàng tông môn một ngày làm thầy cả đời làm cha tại tu đạo giới mặc dù rất nhiều người cũng không để trong lòng nhưng là hiển nhiên lấy thánh yêu môn nhất quán truyền thống truyền nhân không có khả năng vô cùng đơn giản chọn lựa ra dù là như thế thánh yêu môn công chúa sẽ sinh ra do dự liền mang ý nghĩa hắn tại nội tâm của nàng địa vị đã ẩn ẩn cùng thánh yêu môn thậm chí cả băng ý đại đế tương đương tiểu tử thánh yêu môn truyền nhân thế nhưng là rất ít gã ra ngoài nhìn cô gái nhỏ này dáng vẻ đối với ngươi cần phải cũng không phải là vô tình đến lúc đó bản đế thật rất muốn nhìn đến thánh yêu môn đám kia lão bất tử biết truyền nhân của bọn hắn nếu như cuối cùng thiên hướng về ngươi sẽ là loại nào thần thái ha 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 thiên kiếm đại đế cười ha ha thậm chí có một loại cười trên nỗi đau của người khác hương vị ở bên trong để lý diệp âm thầm đoán được năm đó thiên kiếm đại đế khẳng định cùng thánh yêu môn từng có không vui kinh lịch thậm chí kết xuống cựu oán nếu không không thể lại như thế khẩu khí một ngày này cuối cùng thánh yêu môn có phản ứng linh yêu thành trên không trực tiếp xuất hiện một cánh cửa đồng thời tự như tiên vân vần quanh từ trong cánh cửa xuất hiện một đầu thông thiên bậc thang vô số tại linh yêu thành yêu tộc tu sĩ thấy thế đều là cảm nhận được từ cánh cửa kia bên trong truyền ra đáng sợ lực áp bách một chút tu vi yếu một chút thậm chí trực tiếp không chịu nổi mặt mang vẻ kinh hãi chương 2840. Triều Thánh Thiên Thê. Nguồn. Mê truyện audio com Là Triều Thánh Thiên Thê. Có cường giả yêu tộc hét lên kinh ngạc. Triều Thánh Thiên Thê, chính là Nam Cương yêu tộc bên trong lưu truyền thật lâu một cái thuyết pháp. Thánh yêu môn, bị Nam Cương rất nhiều yêu tộc cho rằng chính là yêu tộc một cái thánh địa. Dù sao yêu tộc trăm ngàn vạn năm đến, vô số thánh hiền, tuyệt đại bộ phận, đều là từ thánh yêu môn bên trong đi ra mà nhiều lần nam cương gặp phải nguy cơ to lớn đều là thánh yêu môn đứng ra ngăn cơn sóng dữ sở dĩ thánh yêu môn chính là nam cương yêu tộc trong suy nghĩ vô thường thánh địa quả nhiên là triều thánh thiên thê một tên yêu hoàng hít một hơi thật sâu mặc kệ bọn hắn đối với thánh yêu môn bây giờ bao che một cái nhân tộc tiểu tử quyết định cỡ nào phẫn nộ lại cũng sẽ không thay đổi đại bộ phận yêu tộc đối với thánh yêu môn một loại triều thánh tâm tính kia là không vài vạn năm tích lũy được một loại nội tình càng là một loại tín ngưỡng dù là kẻ sau màn lại không cam tâm nhưng là tại nam cương loại quan niệm này tuyệt không phải một sáng một tối liền có thể thay đổi tới trong bóng tối có vài đôi đáng sợ ánh mắt tại triều thánh thiên thê xuất hiện về sau liền biến ảo vô thường Hừ, thánh yêu môn ngược lại là hảo thủ đoạn thả ra triều thánh thiên thê nhưng là vẻn vẹn như thế có thế còn thiếu rất nhiều lý diệp tại linh yêu thành cũng gặp được cái này trong truyền thuyết triều thánh thiên thê có chút phát ra sợ hãi tháng phục triều thánh thiên thê a nghe đồn đây chính là thông hướng nam cương lịch đại tiên hiền một đầu triều thánh con đường liên quan tới triều thánh thiên thê truyền thuyết tại nam cương kia là nổi tiếng liền xem như nam cương bên ngoài cũng có lưu truyền lý diệp tự nhiên rõ ràng dù là không rõ ràng thiên kiếm đại đế đều sẽ đem hết thảy nói cho hắn chỉ nhìn thấy cánh cửa kia xuất hiện than trời một khi hàng thế liền có vô số cường giả yêu tộc bắt đầu hướng phía cúng bái quỳ xuống loài kia thành kính cùng tín ngưỡng có lẽ cũng không thuộc về yêu tộc lý diệp không thể nào hiểu được bên người thánh yêu môn công chúa đồng dạng một mặt thành kính bởi vì triều thánh thiên thê cũng không phải là thông hướng thánh yêu môn một đầu thông lộ mặc dù là thánh yêu môn nắm giữ lại không phải thánh yêu môn tất cả nơi đó kia là không vài vạn năm đến nam cương từng vị yêu tộc tiên hiền cuối cùng kết cục cũng là yêu tộc hậu thế con cháu một loại tín ngưỡng nghe đồn triều thánh thiên thê cuối cùng chính là nam cương yêu tộc lịch đại tiên hiền nơi chôn xương đồng thời cũng là những cái kia yêu tộc tiên hiền lưu lại một đời tu vi cùng truyền thừa chi địa chỉ có chân chính yêu tộc người hơn nữa còn muốn trải qua cái này triều thánh thiên thê tẩy lễ cùng khảo nghiệm mới có thể cuối cùng tìm tới những tiên hiền kia lưu lại truyền thừa vì sao nam cương yêu tộc đối với triều thánh thiên thê như thế thành kính cùng cùng nhiệt không chỉ là tín ngưỡng càng quan trọng hơn đó cũng là vô số yêu tộc trong suy nghĩ một bước lên trời mộng đẹp dù cho là yêu tộc cũng có vô số tán tu cùng cửa nhỏ phái tồn tại những này yêu tộc nghĩ phải mạnh lên trừ phi là gặp được nghịch thiên kỳ ngộ nếu không đừng nói thành làm một đời yêu tôn liền yêu hoàng đều là như vậy xa không thể chạm mà triều thánh thiên thê chính là nhiều đời yêu tộc vô cùng cường đại tiên hiền làm hậu thế tử tôn lưu lại quý giá tài phú lý diệp nhìn qua cái kia than trời mặc dù hắn không phải yêu tộc vào lúc này lại cũng có được một loại đi lên tìm tòi hư thực xung động nước cơ này thánh yêu môn ngược lại là đi diệu thánh yêu môn lần này cử động hoàn toàn chính xác để người giật nảy cả mình triều thánh thiên thê cũng không phải là tùy tiện xuất hiện tại nam cương cũng chỉ có cách mỗi thời gian ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần mà lần này thánh yêu môn đem triều thánh thiên thê triển lộ ở trước mặt người đời không thể nghi ngờ là chuyển di vô số mang theo lửa giận đến đây linh yêu thành yêu tộc thủ đoạn tốt nhất quả nhiên những nguyên bản kia lên án thánh yêu môn bao che nhân tộc yêu tộc tu sĩ đại bộ phận đều bị triều thánh thiên thê hấp dẫn còn lửa giận đã sớm ném ngoài chín tầng mây cái này hiển nhiên để kẻ sau màn có chút phẫn nộ chư vị không nên bị triều thánh thiên thê làm cho mê hoặc chư vị lần này đến linh yêu thành có thể là vì cái kia giết ta yêu tộc đồng bào nhân tộc tiểu xuất sinh mà đến. Rất nhanh, liền có người nhảy ra, hét lớn một tiếng, bừng tỉnh không ít người. Không ít yêu tộc đều là nhìn nhau, hoàn toàn chính xác, lần này bọn hắn đến Linh yêu thành mục đích, chính là vì để thánh yêu môn giao ra cái này nhân tộc hung thủ. Thế nhưng là trước mắt triều thánh thiên thê, lại càng có sức hấp dẫn. Bắt lấy một cái nhân tộc tiểu tử, đối với rất nhiều yêu tộc mà nói bất quá chỉ là xả giận hoặc là nói là hiển lộ rõ ràng yêu tộc tại Nam Cương địa vị không có bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Thế nhưng là triều thánh thiên thê khác biệt. Ngàn năm mới xuất hiện một lần, lần này đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là cơ hội khó được. Tán tu cố nhiên dễ dàng kích động, nhưng mà có người lại quên mất một cái trọng yếu nhất mấu chốt. Cái gì? Lý Diệp cười cười, nhìn liếc mắt thánh yêu môn công chúa, yêu yêu, ngươi cũng đã biết, tán tu vì sao là tán tu? Vì sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ xuất thân vô pháp bị tông môn đồng ý, hoặc là thiên phú căn cốt ngộ tính không đủ? mặc dù thánh yêu môn công chúa cũng không kỳ thị tán tu nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền bị băng ý đại đế thu làm môn hạ nàng tự nhiên đối với tán tu không hiểu nhiều không nếu chỉ là như thế vì sao cái này trăm ngàn vạn năm đến tán tu bên trong ra đời từng vị vô địch đỉnh phong thánh yêu môn công chúa lập tức nghẹn lời bởi vì không nói những cái khác liền cái này trăm vạn năm đến như là hoành thiên đại đế đang võ đại đế thậm chí là kinh hồng nữ đế đều cũng không phải là một chút cổ xưa đế cấp truyền thừa bồi dưỡng ra được mặc dù quan tài xuất thân của bọn họ lai lịch mỗi người nói một kiểu, nhưng là không thể phủ nhận, đến nay không ai có thể cho ra một đáp án. Không thể nghi ngờ, mấy vị này vô địch đại đế, đều là tán tu xuất thân A, à, người nói tán tu căn cốt ngộ tính thiên phú không đủ. Cái kia vì sao có thể sinh ra như thế vô địch cùng một thời đại nhân vật? Kia là vì sao? Rất đơn giản, tán tu, kia cũng là vô câu vô thúc, không nhận trói buộc người. Có lẽ có một chút tán tu mơ ước một ngày kia tiến vào cường đại truyền thừa, một bước lên trời. Nhưng mà, chân chính tán tu hạng người, lại căn bản không quan tâm. Thánh yêu môn công chúa thân thể mềm mại run lên, không biết vì sao, nàng phản phất nghe hiểu lý diệp lời nói này ý sau lưng. Lý Diệp đồng dạng là tán tu, đồng dạng không thích bị trói buộc. Nàng đột nhiên minh bạch, vì sao lúc trước thánh yêu môn điều kiện sẽ bị cự tuyệt. Có lẽ theo vô số người, có thể trở thành thánh yêu môn lôi kéo đối tượng thậm chí trở thành thánh yêu môn đương đại truyền nhân tương lai đạo lư, kia là loại nào cơ duyên? Thế nhưng là lý Diệp cự tuyệt. Tán tu dễ dàng kích động. Bất quá có ít người, muốn trưởng khống tán tu, lại không phải dễ dàng như vậy. Lý Diệp khóe miệng vạch ra một đạo quỷ dị độ công, lúc này, không ít yêu tộc tu sĩ đều căn bản không để ý người hữu tâm kích động. Đối với tại bọn hắn mà nói, leo lên triều thánh thiên thê, tiến về lịch đại nam cương tiên hiền nơi chôn xương triều thánh, chính là bọn hắn một đời truy cầu. Từng cái yêu tộc tán tu, bước lên triều thánh thiên thê, thậm chí trong đó còn không thiếu một chút môn phái nhỏ cường giả. Một đám đồ vô dụng. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng tức giận hư. Thánh yêu môn đột nhiên thả ra triều thánh thiên thê, không thể nghi ngờ là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, đồng thời cũng làm cho nguyên bản liền tự như năm bè bảy mảng nam cương yêu tộc tán tu, bị phân hóa không ít. Chương 2841 Ai có thể đăng đỉnh? Nguồn Mê truyện audio com Tôn sứ Bây giờ nên làm gì? Trước đó từng ngăn lại lý dịch vị kia yêu hoàng, lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút lo sợ bất an. Ở trước mặt hắn, vị kia thần bí lão giả mặt lạnh lấy, hừ, thánh yêu môn ngược lại là bỏ được như vậy đại giới. Triều thánh thiên thê xuất hiện một lần, cũng không phải như thế vô cùng đơn giản. Tôn sứ, vậy chúng ta hiện tại. Hừ, đã thánh yêu môn như thế bỏ được, triều thánh thiên thê đều xuất hiện, loại này đại lễ, nếu là ta chờ không tiếp thụ, lại không phải rét lạnh thánh yêu môn tâm. Hạ lệnh xuống dưới. Để người trực tiếp leo lên triều thánh thiên thê, đã có loại này cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Linh yêu thành bên trong, có người hét lên kinh ngạc nhìn có người leo lên triều thánh thiên thê từng vị yêu tộc đạp lên triều thánh thiên thê nhưng là rất nhiều người đều không thể thừa nhận phía trên không vài vạn năm đến từng vị tiên hiền chỗ tích lũy được khí thế ngành sinh sinh bị đánh trở về liền xem như có cường giả yêu tộc cưỡng ép leo lên lại cũng chỉ là bước lên mấy chục tầng cầu thang liền bị ép từ bỏ liền một chút yêu hoàng đều nhìn không được muốn đăng đỉnh nhưng là cuối cùng đều từng cái thất bại tan tác mà quay trở về cái này triều thánh thiên thê, nghe đồn tổng cộng có 9 vạn 9999 bậc cầu thang, chỉ có triệt để leo lên, mới có thể tiến về lịch đại tiên hiền nơi chôn xương. Có cường giả yêu tộc cảm thán. Không, tại hạ nghe nói, triều thánh thiên thê hoàn toàn chính xác có 9 vạn 9999 bậc cầu thang, nhưng là cũng không phải là muốn toàn bộ leo lên mới có thể gặp được kỳ ngộ, tại ở trong đó, mỗi một vạn bậc cầu thang, liền có thể nắm giữ một vị tiên hiền lưu lại truyền thừa hoặc là bảo vật, đang càng cao, đạt được càng tốt. Đám người mỗi người nói một kiểu, nhưng là có thể đạp lên trăm tầng cầu thang người, đều lát đác không có mấy, càng đừng nói 10.000 tầng cùng 9 vạn 9999 tầng phía trên. Nhìn, có yêu hoàng bên trên đi. Không biết là ai lên tiếng kinh hô, quả nhiên liền thấy một đạo yêu quan thoáng hiện, theo sau đám người liền thấy có một người đàn ông tuổi trung niên bước lên triều thánh thiên thê, từ cái kia toàn thân yêu lực sinh ra thần quan đến xem, chính là một vị yêu hoàng. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là một vị hạ vị yêu hoàng. Người này một hơi, trực tiếp leo lên tiếp cận 90 tầng, nhưng mà tốc độ lại là dần dần chậm lại. Liền yêu hoàng đại nhân cái này đám nhân vật, đều không thể leo lên đi à. Lúc này mới không đến 100 tầng, đây chính là đường đường yêu hoàng. Không ít yêu tộc có chút tuyệt vọng, cũng có lắc đầu thở dài. Mà vị kia yêu hoàng cắn răng một cái, tự nhiên không cam tâm chính mình thất bại, cưỡng ép để thở ra một hơi, một cổ đáng sợ dòng lũ từ trong cơ thể hắn bộc phát. Hắn muốn mạnh mẽ đăng đỉnh. Có người kinh hô lên. Một vị yêu hoàng được ăn cả ngã về không, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá cũng có người phát ra cười lạnh, một mặt trào phúng. Lý Diệp cũng đang quan sát, hắn đối với cái này triều thánh thiên thê cảm thấy rất hứng thú, bởi vì cái này triều thánh thiên thê vô số năm trôi qua, có thể lưu truyền rất nhiều thú vị đồ vật. Oanh! Nương theo lấy một tiếng uyển giống như thiên lôi tiếng vang, liền thấy cái kia cưỡng ép đăng đỉnh yêu hoàng trực tiếp miệng phun máu tươi, bị rung ra than trời. Thất bại, trong dự liệu. Ai, triều thánh con đường, quả nhiên không phải thường nhân có thể làm đến đời này xem ra tại hạ không có duyên với thánh hiền bị oanh ra than trời bên ngoài cái kia yêu hoàng một mặt đắng chát lau đi khóe miệng vết máu quay người rời đi thậm chí cũng không tài hỏi đến cái gì nhân tộc giết chết yêu tộc một chuyện đối với rất nhiều yêu tộc mà nói triều thánh thiên thê chính là là có một loại trọng đại ý nghĩa thậm chí có thể nói đối với khắp cả nam cương yêu tộc đều có không người có thể thay thế một loại biểu tượng yêu hoàng cũng làm không được thật không biết người nào có thể làm được vừa rồi mãn lan động thiên tài, tuân mãn cũng bất quá chỉ là leo lên 178 tầng mà thôi. Mãn lan động, tại Nam Cương cũng không phải là đế cấp tông môn, nhưng cũng là đế cấp tông môn phía dưới, một cái tiếng tâm lừng lẫy mạnh đại môn phái. Lập tức có người sau khi nghe, hít vào một hơi, tuân mãn thế nhưng là mãn lan động cái này vạn năm qua, thiên phú tốt nhất một người, nghe đồn hắn 300 tuổi không đến liền đã tu luyện đến thượng vị yêu hoàng cảnh giới, rất có thể xung kích thương thiên đạo nhân vật. Đám người nghe vậy, đều hơi hơi sợ hãi tháng phục. 300 tuổi không đến tu luyện đến thượng vị yêu hoàng cảnh giới, hoàn toàn chính xác tại Nam Cương chính là khó gặp. Mà Lý Diệt nhìn một chút thánh yêu môn công chúa, khóe miệng có chút dơ lên. Thánh yêu môn công chúa khí tức, hắn tự nhiên nhìn ra lấy tuổi tác để tính, 200 tuổi cũng chưa tới, mặc dù trong đó ẩn ẩn có một tia kỳ quái khí tức, để hắn không thể nào hiểu được, nhưng là huyết khí là phán đoán một người số tuổi thật sự thọ nguyên thủ đoạn duy nhất. Điểm này, so với kia cái gì mãn lan động tuyệt thế thiên tài, quả thực chính là miễu sát vô số con phố một cái 300 tuổi mới tu luyện đến thượng vị yêu hoàng, một cái 200 tuổi không đến, cũng đã là đế trữ. Nhìn qua chênh lệch không có nhiều, thế nhưng là trong đó chênh lệch, chỉ có chân chính đi đến người ở cảnh giới này mới minh bạch. Từ thượng vị yêu hoàng đến đế trữ, rốt cuộc muốn kinh lịch bao nhiêu? Hắn thấy, kia cái gì mãn lan động tuyệt thế thiên tài, muốn từ thượng vị yêu hoàng tu luyện tới đế trữ, dù là thuận bùm xuôi gió, chí ít cũng cần ngàn năm về sau. Mà vậy thì thế tất chú định hắn đời này vô duyên bước vào đế cảnh. Nhìn, lại có người bên trên đi đám người nhìn lên, lập tức có người lộ ra vẻ kinh hải. Là ngũ hồ lâm lữ bách thanh. Có người nhận ra leo lên triều thánh thiên thê người, lên tiếng kinh hô. Ngũ hồ lâm. Lữ bách thanh. Lại là hắn. Người này có thế là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, nghe đồn mẫu thân của người này chính là là một nhân tộc tu sĩ, cùng ngũ hồ lâm đời trước truyền nhân đệ tử kết bạn, vì việc này, năm đó ngũ hồ lâm trưởng môn còn tự thân sai người tiến đến muốn giết cái này nhân tộc nữ tử, bất quá về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thành công, ngược lại là cuối cùng để cái này nhân tộc nữ tử sinh ra một cái nam hài chính là cái này lữ bách thanh yêu tộc phần lớn mang theo một tia yêu khí mặc dù cũng không phải là yêu thú loại kia giả tính yêu khí lại cùng nhân tộc tu sĩ khí tức có chỗ khác biệt nhưng là lúc này leo lên cái kia triều thánh thiên thê người cũng rất là cổ quái trên thân mang theo một tia yêu tộc đặc thù nhưng là khí tức lại tương đương thuần khiết như cùng là một người tộc người này môi đỏ răng trắng ngược lại là một người nam mỹ nam tử dẫn tới không ít yêu tộc nữ tử đôi mắt đẹp liên tiếp tỏa ánh sáng đối với cho các nàng mà nói, mặc dù người này cũng không phải là thuần chính yêu tộc, nhưng là yêu tộc bản thân cũng là năm đó tam giới liên hệ lúc, yêu giới thiên yêu cùng nhân tộc cường giả yêu nhau chỗ đảng sinh ra hậu đại. Nhìn, hắn leo lên 200 tầng. Cứ như vậy ngắn mũi công phu, đám người liền trận mắt hốc mồm, một bóng người, căn bản không có nhận quá nhiều trở ngại, rất nhanh liền đi tới triều thánh thiên thê 200 tầng cầu thang chỗ. Phải biết, trước lúc này, liền một vị thượng vị yêu hoàng, đều không có leo lên cao như vậy địa phương cái này Lữ Bách Thanh bất quá mới không đến 500 tuổi linh, tu vi cũng đã cao như thế. Xem ra năm đó ngũ hồ lâm cuối cùng từ bỏ giết cái này nhân tộc nữ tử, thậm chí đem cái này nhân tộc nữ tử trong bụng hài nhi lập làm mới truyền nhân, cũng không phải là chỉ là bức bách tại lời đồn đại kia áp lực. Chương 2842 Cổ trạch Nguồn Mê truyện audio com Triều Thánh Thiên Thê bên trên, thân ảnh kia trên đạp 200 tầng cầu thang sau vẫn chưa dừng bước lại, như cũ lấy một cái phi thường tốc độ nhanh, tại tiếp tục đăng đỉnh. Lập tức, chung quanh truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Không hổ là danh xưng Ngũ Hồ Lâm cái này ngàn năm qua xuất sắc nhất truyền nhân, mặc dù chính là mang nhân tộc huyết thống, bất quá lấy thiên phú của hắn, năm đó chuyện kia cũng là không tính vấn đề quá lớn. Hoàn toàn chính xác a, à, như thế truyền nhân, mặc dù mang theo một nửa người tộc huyết thống, nhưng là so với thiên phú của hắn, huyết thống phương diện vấn đề ngược lại là không có người sẽ lại đi so đo. Đám người dồn dập gật đầu, dù sao yêu tộc mặc dù cừu thị nhân tộc nhưng là thiên tài như thế, không có cái kia cái tông môn sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy giống như trước mắt đặt vào một tòa kim sơn, lại vẫn cứ muốn đẩy ra ngoài cửa. Đúng lúc này, đột nhiên lại là một thân ảnh xuất hiện ở triều thánh thiên thê bên trên. Nhìn! Lại có người bên trên đi. Có người hét lên kinh ngạc, mà đám người nhìn lên phía dưới, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đó cái kia ngũ hồ lâm lữ bách thanh coi là leo lên triều thánh thiên thê tốc độ nhanh nhất một người, bây giờ đã ẩn ẩn tiếp cận 300 tầng độ cao, tại lúc trước hắn, không người nào có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Nhưng là hiện tại đi lên một người lại nhanh hơn tốc độ của hắn. Trong chớp mắt, liền đã leo lên trăm tầng độ cao. Trời ạ, à, tốc độ thật nhanh. Người này đến cùng là ai? Nhìn thấy bóng người kia cư nhiên như thế nhanh leo lên thang trời trăm tầng, quả thực để một đám người giật nảy cả mình. Loại này tốc độ, sau cái kia Ngũ Hồ Lâm Lữ Bách Thanh còn nhanh hơn một lần. Trước đó Lữ Bách Thanh leo lên thang trời tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là cùng trước mắt người này so sánh, liền biến có chút không đáng chú ý, ngắn mũi công phu, người này lại là tiếp cận 200 tầng, cách trước mắt đang đỉnh cao nhất, bất quá vẫn còn có ngắn mũi mấy chục tầng chênh lệch. Phải biết, Lữ Bách Thanh trước đó, chỉ ít hao tốn nửa canh giờ, mới lên tới cao như vậy địa phương. Nhưng là người này vẹn vẹn không đến một chén trà. Mà lại tốc độ chẳng những không có trở nên chậm, thậm chí còn thêm nhanh thêm mấy phần. Người này chẳng lẽ, nghĩ muốn xung kích cái kia vạn năm qua, đều không người nào có thể leo lên chín vạn 9999 cấp chỗ cao nhất. Triều Thánh Thiên Thê tồn tại vô số năm, từ Tam Giới đoạn tuyệt hướng tới bắt đầu, lúc ban đầu năm cương một đám yêu tộc cường giả tối đỉnh, kiến tạo cái này Triều Thánh Thiên Thê, mỗi khi gặp ngàn năm đều sẽ xuất hiện một lần. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể leo lên cái kia trong truyền thuyết đỉnh cao nhất, nhất là gần vạn năm qua. Đã có vạn năm a à đúng vậy a, à, cái này vạn năm qua, rốt cuộc không ai có thể leo lên cái kia chín vạn 9999 cấp chỗ cao nhất, đừng nói chỗ cao nhất, cho dù là ba vạn cấp thang trời độ cao, đều có rất ít người có thể chạm đến. Một chút và một đời cường giả yêu tộc, đều là dồn dập thở dài. Triều Thánh Thiên Thê đối với Nam Cương yêu tộc ý nghĩa rất đặc thù, không chỉ là hậu thế tử tôn đối với một đời kia thay mặt thánh hiền triều bái, càng là đạt được bọn hắn lưu lại vô thượng truyền thừa cùng bảo vật duy nhất phương thức. Thậm chí liền một chút đế cấp tông môn lịch đại thánh hiền, đều sẽ trước khi chết tiến vào triều thánh thiên thay chỗ sâu, đem chính mình chôn xương cùng nơi đó. Nghe nói, muốn chôn xương cùng triều thánh chi địa, chí ít cũng là thánh hoàng loại kia tồn tại, thậm chí nghe đồn liền đã từng mấy vị yêu đế, đều chôn xương ở bên trong. Thánh hoàng yêu tôn, thậm chí là yêu đế. Liên quan trong đầu tưởng tượng một chút, nếu là có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn cho dù là một hai kiện pháp bảo, đó cũng là cỡ nào kinh người kỳ ngộ. Phản phất là cảm nhận được áp lực, than trời phía trên, lửa bách thanh tốc độ tăng lên mấy phần bản thân hắn liền đã đến 500 tầng độ cao, giờ phút này tốc độ lần nữa đề thăng, không thể nghi ngờ là nói rõ trước lúc này, hắn rõ ràng chính là đối với mình thực lực có chỗ giấu giếm. Giờ phút này có người cái sau vượt cái trước, mới khiến cho hắn không thể không bại lộ thực lực. Lữ Bách Thanh leo lên ngàn tầng. Có người lên tiếng kinh hô. Ngàn tầng. Đủ để đem vô số cường giả yêu tộc vung ra thiên ngoại. Ngũ Hồ Lâm, lần này xem như nhặt được bảo. Như thế một cái truyền nhân, tương lai yêu đế không nói, cái kia yêu tôn thánh hoàng chi vị, nhất định có hắn một tịch. Liền một chút đến đây Linh yêu thành năm Cương đại môn phái cường giả, giờ phút này đều là phát ra tán thưởng. Dù sao loại này đẳng cấp thiên tài, liền xem như đế cấp tông môn bên trong, cũng sẽ không quá nhiều. Càng đừng nói một chút môn phái bình thường, tự nhiên gặp có chút đều lộ ra ao ước ánh mắt ghen tị. Ngũ Hồ Lâm cũng không phải gì đó đại môn phái, mặc dù cũng có gần 10 vạn năm lịch sử, nhưng là mạnh nhất người cũng bất quá chỉ là một vị thánh hoàng. Bây giờ ra như thế một cái truyền nhân, tự nhiên là mừng rỡ như điên chỗ nào còn lại so đo xuất thân của hắn. Không biết cái kia người thứ hai là phương nào lai lịch. Lúc này có người nhìn không được hỏi, mà rất nhanh liền có người nói ra lai lịch. Cái kia chính là lục thủy viên thanh dạ. Lục thủy viên. Đám người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Lục thủy viên, đây chính là đế cấp tông môn. Xa xa không phải bọn hắn những này lính tông tướng cua có thể so sánh. Lục thủy viên thanh dạ. Người này mặc dù không phải Lục Thủy Viên cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người mạnh nhất, nhưng cũng đủ để đứng vào trước năm. Hắn sao lại tới đây? Rất nhiều yêu tộc tán tu đều cũng không rõ ràng lần này phía sau màn lửa cháy thêm dầu đến cùng là người phương nào. Lúc này tự nhiên là có chút giật mình, nhưng là một chút đoán được chân tướng cường giả yêu tộc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Thủy Viên không chỉ có riêng chỉ một cái thanh giả. Không biết ai cười lạnh một tiếng, quả nhiên liền có người nhìn thấy, không biết khi nào triều thánh thiên thê bên trên không còn là sông hùng tranh đấu lại xuất hiện một người trong chớp mắt chính là trăm tầng sau một khắc trực tiếp leo lên năm trăm tầng tốc độ kia trực tiếp đem đám người sợ choáng váng cái này đây cũng quá khoa trương một chút a à. phải biết trước đó lữ bách thanh cũng tốt thanh dạ cũng được hai người mặc dù rất khoa trương nhưng là đều chí ít còn tại mọi người tiếp nhận phạm vi nhưng là đột nhiên toát ra người này quả thực chính là cái yêu nghiệt mà lại không đến thời gian uống cạn nửa chén trà liền đuổi kịp phí trước hai người sư huynh cái kia thanh giả hướng thẳng đến người kia có chút chắp tay trên mặt chẳng những không có địch ý cùng ghen ghét thậm chí còn mang theo một tia kính sợ sư huynh có thể để cho lục thủy viên đệ tử một đời bên trong có thể đứng vào trước năm thanh giả cung kính như thế toàn bộ nam cương chỉ có một người cổ trạch có người thấp giọng nói cổ trạch cái tên này tại nam cương không ai không biết không người không hay bởi vì đây chính là lục thủy viên thế hệ này truyền nhân hắn quả nhiên cũng tới. Trước đó nhìn thấy lục thủy viên có đệ tử bên trên triều thánh thiên thê mấy vị cường giả, giờ phút này đều hơi hơi hiện lên một tia tinh quang. Tại Nam Cương, đế cấp tông môn có mấy cái, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có một chút minh tranh ám đấu. Trong đó, các phái truyền thừa đệ tử, bí mật tự nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh. Cái này cổ trạch, nghe đồn chính là nắm giữ thượng cổ thiên yêu bảy thành huyết mạch đáng sợ xuất thân, rất sớm đã bị lục thủy viên tự mình mang đi. Bây giờ bất quá chỉ là 150 tuổi khoảng chừng, thế mà liền đã như thế nghịch thiên. Nhìn khí tức của hắn, bây giờ chí ít cũng là chạm đến thương thiên nói, một khi để hắn hôm nay trên triều thánh thiên thê có ngộ hiểu, nói không chừng, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, để hắn trực tiếp chứng đạo. Chương 2843 Triều Thánh Con Đường Nguồn Mê Truyện Audio com Mọi người ở đây bởi vì cổ trạch xuất hiện, mà sợ hãi tháng phục sau khi. Chỉ nhìn thấy cổ trạch đã vượt rất xa trước đó lửa bách thanh cùng thanh dạ, một đường lao vùng vụt, căn bản không có chút nào dừng lại, liền đã leo lên 5.000 tầng độ cao. Mà phía sau hắn, thanh dạ cũng bất quá là vừa vặn leo lên 3.000 tầng. Sau khi lửa Bách Thanh, mặc dù thiên phú thiên tư đều không yếu, nhưng là nói cho cùng dù sao là tiểu môn phái xuất thân, giờ phút này đã bắt đầu có chút giật gấu vá vai, tốc độ cũng chậm lại, vừa mới leo lên 2.000 tầng. Sau khi cái khác leo lên triều thánh thiên thê yêu tộc, không phải không chịu nổi phía trên thánh hiền khí tức bị đánh bay, chính là mặt đỏ lên, tự như ốc sên, mỗi lần leo lên tầng 1, đều phải tốn phí vô số thời gian. Cổ Trạch không hổ là Cổ Trạch, thiên yêu hậu duệ. Hắn hôm nay đã tới, khẳng định là hướng về phía cái kia chính vạn 99999 cấp chỗ cao nhất mà đi, nếu là có thể để hắn leo lên cái chỗ kia, tương lai nam cương tất nhiên sẽ thêm một vị đại đế ra. Lục Thủy Viên đối với vị này truyền nhân có thế là phi thường trọng thị, nghe nói đại đế tự mình thu hắn làm quan môn đệ tử, tự mình dạy bảo. Hiển nhiên là chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo đại đế. Muốn sinh ra một vị đại đế cũng không dễ dàng. Nếu không thần thặng châu trăm ngàn vạn năm đến để cấp tông môn đã sớm phô thiên cái địa mà cái này lục thủy viên thế hệ này truyền nhân thì là bị vô số người cho rằng có cơ hội chứng được đế đạo tuyệt thế thiên tài chỉ tiếc thánh yêu môn công chúa rất ít lộ diện nếu không nàng thế nhưng là được khen là nam cương bây giờ đệ nhất thiên tài không đến trăm tuổi liền bước vào đế trữ chi vị như là có người nói cái này vạn năm qua ai có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo đại đế theo ta nhìn cũng chính là cái này thánh yêu môn công chúa hy vọng lớn nhất không biết ai cảm thán một tiếng mặc dù lần này Nam Cương không ít yêu tộc đối với thánh yêu môn bao che một cái nhân tộc tiểu tử đều rất có phê bình kín đáo, nhưng là nhiều năm qua uy vọng vẫn còn, rất nhiều yêu tộc nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Lý Diệp nhìn thánh yêu môn công chúa liếc mắt, ngược lại là không nghĩ tới nàng tại Nam Cương nhân khí cao như vậy. Liền những trước đó kia kiệt ngạo bất tuần yêu tộc tán tu, nghe được tên của nàng, đều từng cái lộ ra vẻ mơ ước. Nói lên cái này thánh yêu môn công chúa điện hạ, có nghe đồn nàng chính là băng ý đại đế tự mình mang về, không ai biết lai lịch nhưng là từ nhỏ thiên phú liền thể hiện ra tuyệt thế một mặt, thậm chí liền băng ý đại đế, cũng than thở so với nàng thổ thiếu thời, đều muốn càng thêm xuất sắc. đúng vậy a, à, ta cũng nghe nghe, thánh yêu môn đối với vị này truyền nhân thế nhưng là ký thác kỳ vọng, nghĩ muốn sung kích một chút một môn tứ đế độ cao. không chỉ như thế, nghe đồn cái này thánh yêu môn công chúa, thiên sinh lợi chất, quốc sắc thiên hương, được khen là năm cương đệ nhất mỹ nhân. không biết có bao nhiêu đế môn công tử truyền nhân, ẩn thế gia tộc người thừa kế, muốn thấy phương dung. Lý Diệp lại một lần nữa nhìn một chút thánh yêu môn công chúa, đồng thời trong lòng hơi có chút đắc ý, Nam Cương vô số yêu tộc thanh niên tuấn ngạn tâm trong mắt nữ thần, bây giờ lại cùng ở bên cạnh hắn. Sơn cốc cái kia mấy tháng, nếu là đổi một cái ý chí lực không kiên định người, sớm đã là vui đến quên cả trời đất, làm sao có thể sẽ còn bốc lên bị thiên kiếp đánh chết phong hiểm, phá trận mà ra. Phản phất là cảm ứng được Lý Diệp ánh mắt, thánh yêu môn công chúa gương mặt xinh đẹp có chút hiện lên một tia ửng đỏ, bất quá tại Lý Diệp dịch dung phía dưới, ngược lại là cũng không rõ ràng ánh mắt của nàng hơi có chút bối rối, mặc dù cố tự trấn định, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi lý dịp cái kia nóng rực ánh mắt. Đạo huynh vì sao như thế nhìn ta? Cuối cùng, nàng nhịn không được, mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là nghe được bọn hắn đang đàm luận, có cảm giác mà trông. Cười hắc hắc, đã có một số việc đã phát sinh, hắn cũng không phải một cái nhăn nhó người. Liền như là trước đó Y Vân Lam, hiện tại thánh yêu môn công chúa, đã sự tình phát sinh, hắn liền sẽ không đi thẳng một mạch nếu không dù là hắn muốn dựa vào thánh yêu môn tìm kiếm phản hồn mộc nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải bị thánh yêu môn nắm mũi dẫn đi bây giờ hắn sẽ lại tới đây lội vũng nước đục này hoàn toàn âu đô thị xem ở thánh yêu môn công chúa phân thượng lý diệt tiếu dung để thánh yêu môn công chúa phương tâm khẽ rung lên nhìn không được giận liếc mắt trong nháy mắt đó phong tình đủ để hòa tan bất kỳ nam nhân nào cứng trắng tâm phòng đáng tiếc a à, đáng tiếc đạo huynh đáng tiếc cái gì bọn hắn trong miệng hoàng mỹ vô khuyết nam cương đệ nhất mỹ nhân, bây giờ cũng đã. Đã cái gì? Thánh yêu môn công chúa phương lòng vừa loạn, bất quá lý dịp lại không nói tiếp. Đúng lúc này, triều thánh thiên thê bên trên, một bóng người phát ra gầm lên giận dữ. Nhìn, cái kia lữ bách thanh tự như là không được. Quả nhiên, đám người gặp một lần, cái kia ngũ hồ lâm truyền nhân lúc này đã mặt đỏ lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mỗi nhất chân lên, đều tự như gánh vác lấy chục triệu quân trọng lượng. Đã leo lên bảy ngàn tầng, lấy xuất thân của hắn, đây đã là phi thường cực hạn. Đúng vậy a, à, 7.000 tầng, liền xem như đỉnh phong yêu hoàng tới, đều không nhất định có thể làm được. Cái này triều thánh thiên thê, chính là vô số thánh hiện đi về cõi tiên trước, gia trị qua, căn bản không chịu nổi tu vi, hoàn toàn liền xem thiên phú căn cốt cùng ngộ tính. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài, mới có thể tiếp nhận loại kia tẩy lễ, leo lên cao hơn địa phương. So với Lữ Bách Thanh, trong đó một bóng người, đã đi tới 10.000-5.000 tầng độ cao. Chính là cái kia lục thủy viên truyền nhân đệ tử, cổ trạch sau lưng hắn, đồng dạng là lục thủy viên đệ tử thanh dạ, cũng đã đến hơn 9.000 tầng, bất quá so với hắn sư huynh cổ trạch mà nói, lại có vẻ vô cùng gian nan, dù còn có thừa lực, nhưng cũng nhìn ra đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn. Cuối cùng trên đăng 10.000 tầng cao độ về sau, rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp dừng bước, cả người ngay tại 10.000 tầng trời bậc thang bên trên, tìm một nơi, ngay tại chỗ đã tọa, tiến vào đống ngộ bên trong. 10.000 tầng Đế môn đệ tử quả nhiên không thể thường nhân có thể so sánh có người dám thắng, thậm chí có không ít yêu hoàng tu vi cường giả, thậm chí liền ngàn tầng độ cao đều không có đụng phải, liền bị trấn áp trở về. Cái này triều thánh thiên thê, tuổi tác càng nhỏ, được lợi càng lớn. Nghe đồng như là vượt qua thiên tuế, dù là có thể leo lên chỗ cao nhất, cũng vô pháp đạt được lịch đại thánh hiền truyền nhân cùng bảo vật. Đám người nghị luận âm ý, cũng bởi vì triều thánh thiên thê xuất hiện, trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận người lực chú ý chuyển di. Thánh yêu môn chiêu này, liền xem như phía sau màn hắc thủ phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao tại Nam Cương, loại này kỳ ngộ trước kia muốn ngàn năm xuất hiện một lần, lần này có thể đột nhiên xuất hiện, cho dù là lục thủy viên loại này đế môn truyền thừa, không phải cũng là nhịn không được. Hai đại đệ tử trước sau đăng lên trời bậc thang. Lý Diệp một mực đang quan sát, dù sao cái này chính là Nam Cương không vài vạn năm tới một việc trọng đại. Hắn phát hiện hoàn toàn chính xác, một chút và một đời cường giả, mặc dù tâm động, lại có rất ít người leo lên đi. Cho dù có người không tin tạ đi lên, thường thường trăm tầng không đến, liền duy trì không được. Phải biết trong đó có một người, vẫn là đỉnh phong yêu hoàng. Lại rất nhanh bị trấn áp trở về. Ngược lại là một chút tu vi không cao, nhưng lại tuổi tác không đến ba năm trăm tuổi yêu tộc tiểu bối, lại so với những già kia một đời yêu hoàng, leo lên đi tốc độ càng nhanh. Chương 2844 Có phải hay không thiên tài, leo lên đi liền biết. Nguồn Mê truyện audio com Triều Thánh Thiên Thê, đối với già một đời cường giả, có đặc thù cấm chế. Lý Diệp thấp giọng hỏi thăm, quả nhiên thánh yêu môn công chúa khẽ gật đầu. Hai người xen lẫn trong một đám yêu tộc tán tu bên trong, cũng không thấy được, dù sao giống bọn hắn dạng này ăn mặc tán tu không biết có bao nhiêu, nhất là hai người còn thu liễm khí tức, nhìn qua cũng chính là tôn giả khoảng chừng tu vi. Lịch đại thánh hiền, đều sẽ vì cái này triều thánh thiên thay gia trị, chỉ có một ngàn tuổi phía dưới yêu tộc hậu bối, mới sẽ không nhận thánh hiền lưu lại cấm chế áp bách. Nếu không, liền xem như thánh hoàng đi lên, cũng sẽ bị vô số năm qua, từng vị thánh hiền lưu lại cấm chế phong ấn, nửa bước khó đi thánh hoàng đều sẽ bị phong ấn lý diệt nghe vậy run lên bất quá đảo mắt tưởng tượng cũng tịnh không kỳ quái thánh hoàng cố nhiên cường đại thế nhưng là cái này triều thánh thiên thê chính là không vài vạn năm đến nam cương vị kia vị thánh hiền cường giả gia trị qua có thể bị trở thành thánh hiền chí ít đều là thánh hoàng tu vi nhiều như vậy thánh hoàng gia trị hạ tự nhiên không phải người bình thường có thể phá vỡ đại đế có lẽ có thể nhưng là triều thánh thiên thê sở dĩ mê người liền trong tại vị kia vị thánh hiền lưu lại truyền thừa cùng bảo vật những vật kia, đối với đại đế lực hấp dẫn cũng không lớn, cũng không có đại đế sẽ bốc lên phong hiểm đi lên. Nhưng là đối với Nam Cương yêu tộc tiểu bối mà nói, lại là một trận thiên đại kỳ ngộ. Một khi có thu hoạch, so với bế quan trăm ngàn năm, đều muốn tới thu hoạch lớn hơn. Ngươi có đi lên qua? Lý Diệp có chút hỏi, nếu là Nam Cương triều thánh chỗ, hơn nữa còn tại thánh yêu môn trong khống chế, xem như thánh yêu môn truyền nhân, tự nhiên không có khả năng không đi lên qua. Nhưng mà vượt quá Lý Diệp đoán trước, thánh yêu môn công chúa lại khẽ lắc đầu từng đạo bóng người đạp lên triều thánh thiên thê, nhưng là có rất ít người có thể đăng đến ngàn tầng độ cao. Quả nhiên giống như nghe đồn, cái này triều thánh thiên thê, chính là phân chia một người thiên phú căn cốt cùng ngộ tính địa phương, chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể leo lên vị trí cao hơn. Một vị yêu tộc lão giả thở dài một tiếng, ngay tại vừa rồi, bên cạnh hắn một vị trẻ tuổi trên đăng ngàn tầng về sau, không chịu nổi, bất đắc dĩ xuống tới. Nguyên lai là lộ lão, lộ lão bên người vị này, hẳn là lộ lão quan môn đệ tử đen. Có người nhận ra lão giả kia, dồn dập có cường giả tiến lên bái kiến. Nguyên lai lão giả này mặc dù là tán tu, nhưng cũng là vô cùng cường đại, chính là một vị nửa yêu đế. Tại Nam Cương, đại đế cùng thánh hoàng chính là cao cao tại thượng, người bình thường tự nhiên không gặp được. Có thể tu luyện tới nửa yêu đế, hơn nữa còn là một vị tán tu, có thể thấy được vị lão nhân này chỗ cường đại. Lộ lão chính là yêu tộc tiền bối, đệ tử của ngài tự nhiên cũng là thiên phú xuất chúng, tương lai có thể kế thừa lộ lão y bác a. À. Có cường giả nịnh nọt nói nhưng là lão giả kia cũng lắc đầu chư vị không cần khách sáo lão phu có bao nhiêu cân lượng lão phu trong lòng tự nhiên rõ ràng cũng chính là dựa vào năm đó vị tiền bối kia một chút chỉ điểm mới có hôm nay đáng tiếc lão phu ngu dốt đời này vô vọng xung kích cái kia cảnh giới cao hơn mà lão phu đệ tử này mặc dù có chút thiên phú nhưng cũng còn không có bị chư vị xưng là thiên tài trình độ lão giả kia bên người người trẻ tuổi nghe vậy hơi có chút không phục nhưng lại bị lão giả cười mắng không cần cảm thấy không cam tâm cái này triều thánh thiên thê chính là nam cương yêu tộc triều thánh chi địa là rồng hay là dung ở trên đây liếc qua thấy ngay mặc kệ là tu vi dị vẫn là xuất thân chỉ cần thiên phú căn cốt đầy đủ liền có thể đạt được những thánh hiền kia đồng ý nếu là không được chỉ có thể nói rõ thiên phú không đủ lời vừa nói ra không ít cường giả yêu tộc đều là nỗi lòng tôn kính rất nhiều cường giả đều sẽ cậy già lên mặt nhưng là tự như trước mắt vị lão giả này lại đáng quý liền lý diệt đều nhìn nhiều mấy lần trong mắt hắn lão giả kia hoàn toàn chính xác căn cốt có thể tu luyện tới nửa yêu đế, đều xem như một cái kỳ tích. Muốn nâng cao một bước, lại là rất không có khả năng, trừ phi gặp được một ít nghịch thiên kỳ ngộ. Ngược lại là lão giả kia bên người người trẻ tuổi, lại là bất phàm. Lộ lão chính là nam cương tán tu giới danh túc, trước kia cùng ta thánh yêu môn cũng là quan hệ không tệ, lần này có không ít danh túc tiền bối, đều đến đây linh yêu thành. Thánh yêu môn công chúa thấp giọng nói, mặc dù nàng còn chưa trở lại thánh yêu môn, lại cũng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Mấy chục vạn năm, không biết có bao nhiêu người từng chịu qua thánh yêu môn ân huệ cùng người tình, bây giờ tự nhiên cũng là thể hiện lúc đi ra. Linh yêu thành tới nhiều người như vậy, cũng không phải mỗi một cái đều là hướng về phía tìm thánh yêu môn phiền phức, cũng có một chút cùng thánh yêu môn quan hệ không tệ cường giả, chạy đến trợ trận. Vì tiền bối này cần phải đã từng dùng qua một loại tẩy tủy cải biến căn cốt tiên thảo đi. Làm sao ngươi biết? Thánh yêu môn công chúa hơi có chút giật mình. Rất đơn giản, lấy bản thân hắn trình độ, có thể tu luyện tới yêu hoàng liền xem như cực hạn, có thể giống như nay cảnh giới này, cần phải trước kia bị một loại nào đó tiên thảo cải thiện qua căn cốt đưa đến, nhưng là dù sao không phải trời sinh căn cốt xuất sắc, sở dĩ bây giờ tu vi của hắn, không có khả năng lại có bất luận cái gì tăng tiến, thậm chí theo tuổi tác tăng trưởng, còn sẽ có tán công nguy hiểm. Nghe Lý Diệp Kiểu nói này, Thánh Yêu Môn Công Chúa rất là giật mình. Bởi vì chuyện này, không có mấy người biết, lộ lão hoàn toàn chính xác đã từng dùng qua một gốc tiên thảo, mà lại tại năm đó, nhận qua bản môn một vị thánh tổ chỉ điểm. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu, cái này một phần ân tình, tự nhiên rất nặng. Cũng chẳng cách hồ nghe được tin tức, mang theo đệ tử chạy đến. Cái kia lão tiền bối mặc dù tự thân đã đi đến cuối con đường, nhưng là hắn cái kia vị đệ tử ngược lại là không tầm thường, có chút thiên phú. Nếu là có thể để danh sư chỉ đạo, tương lai đế cảnh vô duyên, nhưng là chí ít có nhìn vượt qua hắn sư tôn. Lý Diệp lời nói này cũng không phải tùy tiện nói mò, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá danh sư chỉ đạo, trong mắt hắn, đường kia già có thế không tính là danh sư. Nếu là một mực đi theo cái này lộ lão tu luyện, người tuổi trẻ kia nhiều nhất bất quá tu luyện tới thượng vị yêu hoàng cảnh giới, liền không khả năng tiến thêm được nữa. Hắn cần phải lần này không chỉ chỉ là trợ trận mà đến, cần phải còn muốn để bên cạnh hắn vị kia bái nhập thánh yêu môn đem. Lý Dịp cười cười, mà thánh yêu môn công chúa cũng là bừng tỉnh đại ngộ, muốn nói danh sư ở đây Nam Cương không hề nghi ngờ thánh yêu môn là thứ nhất lựa chọn. Nhiều ít yêu tộc thiên tài kiếm phá gia đầu đều muốn đi vào thánh yêu môn lúc này người tuổi trẻ kia mặc dù có chút không phục nhưng là cũng không có phản bác sư tôn đệ tử còn muốn lại đi nếm thử một lần lão giả kia cũng không có ngăn cản nhưng là rất hiển nhiên dù là thử một lần nữa mặc dù người tuổi trẻ kia vô cùng liều mạng nhưng là cuối cùng bất quá chỉ là so với trước lần thứ nhất nhiều leo lên hai tầng trời bậc thang vẻn vẹn như thế bất quá coi như như thế cũng đủ làm cho một đám tán tu ở một bên sợ hãi tháng phục không hổ là lộ lão đệ tử mặc dù không thể cùng đế môn những truyền nhân kia yêu nghiệt so sánh, nhưng là cũng đầy đủ xuất sắc. Triều Thánh Thiên thê ngàn tầng. Đây là một nấc thang. Một cái đường ranh giới. Toàn bộ Nam Cương yêu tộc đều rõ ràng, chỉ có leo lên ngàn tầng, mới có tư cách bị thành là thiên tài. Chương 2845 Thánh Hiền Thủ Hộ Nguồn Mê Truyện Audio Com Từng vị yêu tộc bên trong, tự nhận là thiên tài người trẻ tuổi đạp lên Triều Thánh Thiên Thê nhưng mà mỗi một cái đều là kiên trì không đến leo lên ngàn tầng độ cao, liền không chịu nổi lịch đại yêu tộc thánh hiền lưu lại khí tức, đầy bụi đất cút trở về. Tự nhiên, cũng không phải là không có người. Quả nhiên, tán tu bên trong chân chính người có thiên phú, vẫn là số ít. Có không ít và một đời cường giả yêu tộc khẽ lắc đầu. Lúc này trên triều thánh thiên thê, có thể đạp lên ngàn tầng độ cao, cơ hồ đều là bị một chút cường đại tông môn đệ tử sợ chiếm cứ. Về phần tán tu bình thường yêu tộc, hoàn toàn chính xác cũng có người kinh diễm vô cùng, nhưng là cùng những tông môn kia thiên tài so sánh, lại có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Càng đừng nói, cùng những đế môn kia thiên tài so sánh, cái kia căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch. Ha ha, ta hiểu. Ta cuối cùng hiểu. Một vị trên Triều Thánh Thiên Thê tuổi trẻ yêu tộc, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, thần thái điên, một mặt mừng rỡ. Đồng thời chỉ nhìn thấy hắn quanh mình toàn thân tách ra từng sợi cường đại thần quang, nhất thời ở giữa dĩ nhiên là tu vi liên tục đột phá có người xem xét lập tức lộ ra vẻ hâm mộ nhìn không được nói xem ra tiểu tử kia là trên triều thánh thiên thê đạt được một vị nào đó thánh hiền lưu lại cảm ngộ cái này có thế là không tầm thường cơ duyên kỳ ngộ a à. liền một chút và một đời cường giả đều là một mặt thổn thức loại này đốn ngộ hiếm có nhất so với bảo vật gì cùng công pháp loại này cổ xưa thánh hiền lưu lại lực lượng cảm giác ngộ càng là các đại cường giả chỗ truy cầu càng mấu chốt cái kia đạt được thánh hiền cảm ngộ tuổi trẻ yêu tộc cũng không phải là cái gì tông môn thiên tài càng không phải là đế môn yêu nhiệt chỉ là một cái tiểu môn phái đệ tử. Hừ, ngược lại để hắn đạt được tiện nghi. Một chút trên triều thánh thiên thê tông môn thiên tại đế môn yêu nghiệt, đều hơi hơi hiện lên một sợi hàng mang. Mặc dù Nam Cương yêu tộc nhằm vào nhân tộc, lại không có nghĩa là yêu tộc ở giữa cũng là đoạn kết hữu ái, yêu tộc nội bộ, đồng dạng cũng là cạnh tranh kịch liệt, thiên kiến bè phái càng là không so với người tộc các đại tông môn tới đơn giản. Nhất là một chút đế môn truyền thừa, đồng dạng xem thường những cái kia yêu tộc tán tu lúc này nhìn thấy một cái tiểu môn phái đệ tử thế mà đạt được một vị nào đó thánh hiền lưu lại cảm ngộ thậm chí có người đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi sát ý bất quá chung quy là không người đồng thủ không phải bọn hắn không muốn mà là không thể cái kia nhỏ môn phái đệ tử giờ phút này triệt để từ bỏ tiếp tục trèo đăng triều thánh thiên thê dự định trực tiếp ngồi trên mặt đất tiến vào cấp độ càng sâu cảm ngộ bên trong hắn căn bản không sợ có người quấy rầy hắn bởi vì lúc này ở xung quanh hắn bị tầng một cường đại thần quan vây quanh thánh hiền thủ hộ có cường giả khe khẽ thở dài. Thánh hiền thủ hộ. Lý Diệp nhìn liếc mắt thánh yêu môn công chúa, mà cái sau cũng là thấp giọng nói, thánh hiền thủ hộ, chính là lịch đại thánh hiền trên triều thánh thiên thê lưu lại một đạo ý chí, phàm là gặp bọn hắn lưu lại bảo vật hoặc là cảm mộ hậu thế tử tôn, đều lại nhận bọn hắn ý chí thủ hộ, không có người có thể phá hoại. Như là có người cưỡng ép xuất thủ đâu. Lý Diệp khẽ gật đầu, lịch đại yêu tộc thánh hiền nhìn xa trong rộng, hắn tự nhiên là bội phục nhưng là lòng người không cổ, hắn cũng không cho rằng vẻn vẹn thủ đoạn như thế, liền có thể ngăn cản một chút giả tâm cực lớn cường giả, trên triều thánh thiên thê xuất thủ cướp đoạt kỳ ngộ cùng bảo vật. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, lý dịp lời còn chưa dứt, trên triều thánh thiên thê, một đạo đáng sợ hàng mang xẹt qua. Có người muốn động thủ. Một người hét lên kinh ngạc. Mà lúc này cũng có người nhìn ra, người xuất thủ kia, chính là cùng cái kia đạt được cảm ngộ cửa nhỏ phái đệ tử cách đó không xa, một cái khác cường đại yêu tộc tông môn thiên tài. Người này một thân tu vi, chính là trung vị yêu hoàng. Tuổi tác bất quá bảy tám trăm tuổi, coi là thiên phú không tồi. Mà hắn rõ ràng là tâm tư đố kỵ quấy phá, nhìn thấy có người đạt được cảm ngộ, mặc kệ là xuất thân lai lịch, vẫn là thiên phú tu vi, đều xa không bằng hắn, tự nhiên phẫn hận khó nhìn. Nhỏ yếu như vậy sâu kiến, không có tư cách đạt được thánh hiền lưu lại cảm ngộ. Oanh! Người này xuất thủ cũng là tàn nhẫn, vừa ra tay trực tiếp tế ra một kiện thần binh. Cái kia thần binh tách ra đáng sợ quan mang, dĩ nhiên chính là một kiện thượng phẩm yêu hoàng khí. Mà cái kia nhỏ môn phái đệ tử, giờ phút này còn tại đốn ngộ bên trong, căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Càng đừng nói, hắn giờ phút này thậm chí cũng không biết nguy hiểm tới gần. Đúng lúc này. Tự tìm đường chết. Không biết người nào hừ nhẹ một câu, sau một khắc liền thấy cái kia xuất thủ đánh lén tông môn thiên tài, kêu thảm một tiếng. Trực tiếp từ triều thánh thiên thê bên trên ngã xuống khỏi đến, máu me be bét khắp người, càng đáng sợ chính là, hắn tự như một đầu chó ghẻ, nằm trên mặt đất co lại một chút. Hắn bị phế tu vi. Trên triều thánh thiên thê động thủ đánh lén người khác, cái này cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Ý vào chính mình chính là vu vương nhai đệ tử, liền muốn muốn làm gì thì làm, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nhìn thấy người kia nằm trên mặt đất, rõ ràng bị phế đi một thân tu vi, không ít người đều là đáp lại cười lạnh nhìn tới. Thì ra là thế. Lý dịp lúc này nhẹ gật đầu, cái gọi là thánh hiền thủ hộ, hắn xem như minh bạch tới. Triều thánh thiên thê, có lịch đại nam cương từng vị yêu tộc thánh hiền cường giả lưu lại cấm chế đây cũng không phải là vô cùng đơn giản hơn 10 vị thánh hoàng có thể làm được kia là đến ngàn vạn mà tính nhiều đời thánh hoàng phía trên cường giả gia trị qua nghĩ muốn khiêu chiến những cấm chế kia đừng nói một chút yêu tộc tiểu bối liền xem như tới một vị vô địch thánh hoàng đều muốn thành thành thật thật từng bước một đi lên không thể có bất kỳ dị tâm có vết xe đổ một chút nguyên bản còn có tâm tư yêu tộc thiên tài đều bỏ đi ý niệm so với cướp đoạt người khác kỳ ngộ cùng cơ duyên, loại này hạ tràng đủ để cho bọn hắn do dự ba phần. Càng mấu chốt, không có cướp được, còn rơi vào một cái bị phế đi tu vì cái gì hạ tràng, quá uổng phí. Tự nhiên, có tâm tư cũng chính là một chút nhị lưu tông môn thiên tài, chân chính những đế môn kia yêu nghiệt, căn bản không quan tâm những thứ này. Lúc này, cổ trạch đã bước lên hai vạn tầng cao độ, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, căn bản không người nào có thể đuổi kịp. Đế môn không hổ là đế môn, lục thủy viên thế hệ này đại đệ tử cổ trạch, xem ra lần này về sau, rất có thể sẽ dẫn tới thương thiên đạo thiên kiếp chân chính bước vào đế trữ chi vị đám người có thổn thức có ghen ghét cũng đành chịu để môn nội tình cũng không tầm thường người có thể dùng cố gắng để đền bù luận thiên phú có lẽ cổ trạch không tính là yêu tộc thế hệ này tiểu bối bên trong đứng đầu nhất nhưng là không chịu nổi nhân gia phía sau sư môn nội tình thâm hậu vô số tài nguyên đập xuống liền xem như cái phế vật đều có thể trở thành thiên tài càng đừng nói cổ trạch bản thân thiên phú căn cốt đều là thượng giai không tính nghịch thiên, nhưng cũng tính chết ngàn năm khó gặp. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe thấy có người cười lạnh, cổ trạch cũng chính là bây giờ không người cùng hắn tranh phong, nếu là mấy vị kia xuất hiện, cũng không tới phiên hắn hiện tại độc lĩnh phong tao. Người này cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tới không ít người chú ý, nhất là, có mấy vị cường giả sắc mặt tối đen, rõ ràng chính là lục thủy viên lẫn vào tán tu bên trong cường giả. Chương 2846 Đánh cờ Nguồn Mê truyện audio.com là người phương nào dám như thế đại khẩu khí bình luận cổ trạch phải biết đây chính là đế môn một vị truyền nhân mặc dù lục thủy viên tại nam cương rất nhiều đế môn bên trong cũng không tính đặc biệt cường thế có thế đó cũng là đế môn nhất thời ở giữa không ít người nghe vậy đều là sắc mặt hơi đổi một chút chúc huynh người cớ gì nói ra lời ấy có quen thuộc cái kia ăn nói ngông cùng người yêu tộc tu sĩ liền vội vàng hỏi đồng thời hướng phía hắn nháy mắt nhưng là cái trước căn bản lơ đỉnh, cười nói nam cương thiên tài đông đảo không nói khác coi như cái này ngàn năm qua xuất hiện, hắn cổ trạch tính thế nào, cũng chính là đứng vào trước 10 liệt kê, hoàn toàn chính xác coi là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà muốn nói độc lĩnh phong tao, vậy liền kém xa. Ô, cổ trạch mới bất quá đứng vào trước 10. Cái kia thật không biết chính người khác, đến cùng loại nào kinh tài tuyệt diễm. Có người nhìn không được lên tiếng hỏi. Ha ha, không nói những cái khác, nằm cương bên ngoài, chúng ta không nói. Ngay tại cái này nằm cương bên trong, chúng ta yêu tộc nhiều như vậy để môn truyền thừa, nếu bạn về như nay thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tự nhiên là thánh yêu môn truyền nhân không ai có thể hơn, điểm này chư vị không có bất kỳ dị nghị gì a. À. Cách đó không xa, Lý Diệp nghe vậy trong lòng hơi động, hướng phía người kia quan sát tỉ mỉ hồi lâu, theo sau khẽ nhíu mày. Yêu yêu, người này không phải thánh yêu môn người đi. Quả nhiên thánh yêu môn công chúa khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, mặc dù hắn khí tức che giấu rất tốt, nhưng là tuyệt không phải thánh yêu môn ra đệ tử không phải thánh yêu môn đệ tử, lại ở đây phát ngôn bừa bãi, ca ngợi thánh yêu môn. Lý Diệp khóe miệng có chút dơ lên, xem ra thánh yêu môn có động tác, cái kia kẻ sau màn cũng tương tự không có ngồi chờ chết. Hắn vẫn chưa nói cái gì, mà là tiếp tục nhìn xuống. Thánh yêu môn truyền nhân. Yêu cơ công chúa. Kia là tự nhiên. Tại Nam Cương, thánh yêu môn chính là yêu tộc thánh địa, thánh yêu môn công chúa lại là người nhầm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, tự nhiên là toàn bộ Nam Cương yêu tộc số một. Đúng vậy a, à, nghe nói thánh yêu môn cái này một vị công chúa điện hạ rất thần bí, có rất ít người gặp qua nàng. Lại nghe ngửi không thấy trăm tuổi liền đạt được thương thiên đồng ý, thành làm một đời đế trữ, thiên phú chi cao, liền xem như thánh yêu môn qua nhiều năm như vậy, đều rất ít gặp. Không ít người khẽ gật đầu, mặc kệ thánh yêu môn lần này có hay không bao che nhân tộc, nhưng là tại Nam Cương không ít yêu tộc trong lòng địa vị, lại không phải dễ dàng dao động như vậy. Chỉ tiếc, không thể thấy phương dung. Nghe đồng vị công chúa điện hạ này không chỉ có thiên phú tuyệt thế vô song, liền dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, trăm ngàn vạn năm đều khó gặp, được khen là nam cương đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn vì đó khuynh đảo tại dưới váy. Không ít người nghe vậy, đều là theo bản năng lộ ra hướng tới chi sắc. Người tu đạo cũng không phải là tuyệt tình người, càng không phải là diệt tuyệt thất tình lục dục. Bọn hắn cũng có truy cầu quyền lực, địa vị, thậm chí là nữ sắc. Nhất là quyền cao chức trọng, hoặc là thiên phú xuất chúng những người kia, càng là như vậy. Lần này, không biết thánh yêu môn công chúa sẽ hay không xuất hiện, nếu là xuất hiện, ngược lại là có thể thấy Phương Dung a. Triều Thánh Thiên Thê đều xuất hiện, nhưng không thấy Thánh Yêu Môn đệ tử ra. Không biết người nào, đột nhiên mang theo một tiên nghi vấn nói một câu. Lập tức, đưa tới không ít người chú ý, đúng a, Thánh Yêu Môn đệ tử một cái đều không có xuất hiện, việc này ngược lại là mang theo một tia cổ quái. Theo lý thuyết, Triều Thánh Thiên Thê ngàn năm xuất hiện một lần, đây chính là năm cương hiếm có đại sự. Hắn Thánh Yêu Môn mặc dù một môn tam đế, nội tình thâm hậu, thế nhưng là cùng vô số đời thánh hiền lưu lại triều thánh thiên thê so sánh, còn chưa đủ xem đi. Chẳng lẽ là không để vào mắt? Có người cười lạnh. Cũng không thể nói như vậy, triều thánh thiên thê mặc dù đối với chúng ta quả thật lớn cơ duyên, có thể là đối với thánh yêu môn, có lẽ chỉ là thư thất bình thường. Chư vị đừng quên, triều thánh thiên thê chính là thánh yêu môn đời thứ nhất đại đế, yêu ngày đại đế tự mình tìm vô số thánh hiền chế tạo, này mới khiến triều thánh thiên thê, từ đầu đến cuối đều lưu tại thánh yêu môn trong tay. Huynh đài có ý tứ là, ha <laughs> ha, ta không có ý tứ gì khác, đã triều thánh thiên thê chính là là năm đó yêu ngày đại đế cùng chư vị thánh hiền lưu lại tài phú, thánh yêu môn tự nhiên có biện pháp khống chế, sở dĩ. Không ít người nghe vậy, đều là biến sắc. Kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ nhất có người nói. Thánh yêu môn trưởng khống triều thánh thiên thê không phải một năm hai năm, mấy triệu năm qua, cũng không phải không có có nhận đến tranh luận qua. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, thánh yêu môn tại Nam Cương địa vị vững như Thái Sơn, không người có thể khiêu chiến, cũng liền không ai có thể ở trên đây làm mưu đồ lớn, nhưng là không có nghĩa là không có lòng người bên trong không cam tâm mà trước mắt lại một lần nữa có người đem cái đề tài này ném ra ngoài tăng thêm gần nhất thánh yêu môn bao che nhân tộc một chuyện tại nam cương là xôn xao tự nhiên đưa tới không ít cường giả yêu tộc bất mãn hư thánh yêu môn nhiều năm như vậy bá chiếm triều thánh thiên thê ngàn năm mới để chúng ta có cơ hội đi lên một lần nói không chừng bọn hắn môn hạ đệ tử không chỉ có thể tùy thời leo lên triều thánh thiên thê lĩnh ngộ cái kia thánh hiền công pháp thậm chí thất bại một lần lại có thể đi lên một lần trách không được trách không được thánh yêu môn qua nhiều năm như vậy thiên tài bối xuất chỉ tiếc kia cũng là tiêu hao nguyên vốn thuộc về nam cương tất cả yêu tộc tiền bối di sản một thanh âm lạnh lẽo cười một tiếng lại không người thấy là người nào phát ra nhưng mà lại lập tức đốt lên không ít vốn là trong lòng còn có oán khí người trong lòng hỏa diễm đúng vậy a à, đối ngoại danh xưng triều thánh thiên thê duy có một lần cơ hội một khi thất bại liền không thể tiếp tục đăng đi lên vậy làm sao không nhìn thấy thánh yêu môn đệ tử xuất hiện chẳng lẽ bọn hắn đã sớm nếm thử qua có người cổ động tự nhiên để không ít yêu tộc đều căm giận bất bình đứng lên thánh yêu môn dời đi đông đảo yêu tộc chú ý nhưng mà phía sau màn hắc thủ lại cũng không vui lòng nhìn thấy thánh yêu môn như thế nhẹ nhõm một chút cửa nhỏ phái vậy thì thôi nhưng là lúc này nghĩ nghĩ lại có không ít nam cương đại môn phái đều tụ tập đến linh yêu thành mặc dù bọn hắn đơn độc bất kỳ một cái nào cũng không dám đắc tội thánh yêu môn loại này quái vật khổng lồ nhưng là liên hợp lại lại cũng không thể coi thường mười mấy hai mươi cái nhị lưu môn phái một khi liên hợp lại tăng thêm phía sau màn mấy đại đế môn ủng hộ đến lúc đó thánh yêu môn đối mặt áp lực tuyệt đối không nhỏ một màn này để lý diệt nghĩ đến đã từng thiên ngoại thiên chỉ bất quá là năm đó thiên ngoại thiên sớm đã là mặt trời lặn phía tây tàn tạ không chịu nổi không còn ngày xưa huy hoàng nhưng là trước mắt thánh yêu môn chính là như mặt trời ban trưa thời điểm phen này đánh cờ ai có thể cười đến cuối cùng hiển nhiên tạm thời còn không thể làm ra phán đoán thánh yêu môn hẳn là sẽ không giữ im lặng chính khi lý diệt nghĩ như vậy, quả nhiên, liền có một bóng người trực tiếp bước lên triều thánh thiên thê thánh yêu môn đệ tử có người hét lên kinh ngạc bởi vì người kia một thân cách ăn mặc chính là thánh yêu môn đệ tử mới vừa rồi còn tại căm giận bất bình không ít người giờ phút này đều là híp mắt lại cái kia thánh yêu môn đệ tử quét qua đám người biểu lộ bình tĩnh không hề nói gì từng bước một trực tiếp bước lên triều thánh con đường chương 2847 tuyệt vô diệt nguồn mê truyện audio com người này tốc độ không nhanh nhưng cũng trong chớp mắt liền leo lên ngàn tầng độ cao người này là ai có người nhìn không được hỏi nếu là thánh yêu môn đệ tử hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng như vậy leo lên triều thánh thiên thê ngàn tầng tự nhiên không thể nào là hạng người vô danh càng mấu chốt hắn xuất hiện lập tức ngừng lại không ít người miệng thánh yêu môn gia khinh một người lạnh hừ một tiếng đồng dạng xuất hiện ở triều thánh thiên thê bên trên đám người xem xét đều là hét lên kinh ngạc đây không phải là khanh thương môn tuyệt vô diệt a à. có người nhận ra cái kia người lai lịch đồng thời càng làm cho không ít người dồn dập toàn thân rung lên khanh thương môn để môn truyền thừa mà cái này tuyệt vô diệt càng là tại nam cương danh khí lớn so với trước đó cổ trạch đều muốn càng hơn ba phần tuyệt vô diệt không phải nghe đồn hắn bế quan xung kích đế trữ rồi sao làm sao xuất quan rồi nhìn hắn khí tức xem bộ dáng là xông quan thành công bây giờ cần phải chính là một tôn đế trữ cùng cái kia thánh yêu môn công chúa so sánh đã không có bất luận cái gì chênh lệch đế trữ cái này chính là thông hướng vô thượng đại đế đường tắt duy nhất chỉ có chứng được đế trữ chi thân mới có tư cách đi xung kích cái kia đại đế chi cảnh khai sáng thuộc về mình thương thiên đại đạo nếu không chỉ có thể ngược lại tu luyện luân nhập đạo tu luyện đến đỉnh phong thành làm một đời vô địch thánh hoàng đồng dạng đều là vô địch nhưng là không hề nghi ngờ vô địch thánh hoàng kia là đại đế không xuất hiện điều kiện tiên quyết mới được khen là vô địch một khi đại đế xuất hiện, thánh hoàng mặc dù cũng không phải là những người khác như vậy, đại đế trước mặt giống như sâu kiến, lại cũng chưa chắc có mấy phần sức chống cự. Khanh thương môn tuyệt vô diệt. Đây chính là nam cương thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hy vọng nhất xung kích đại đế một trong những người được lựa chọn. Đúng vậy a, à, so với cổ trạch, cái này tuyệt vô diệt nghe nói chính là khanh thương môn một vị trưởng lão một lần ra ngoài, từ sơn giả bên trong nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, lại quan sát căn cốt bất phạm, mang về tông môn bồi dưỡng, không nghĩ tới ngược lại để khanh thương môn nhiều như thế một vị nghịch thiên yêu nghiệt. Tuyệt vô diệt xuất hiện, để vừa mới đạp lên triều thánh thiên thê không ít người đều là dọa được liên tiếp lui về phía sau. Về phần trước đó cái kia thánh yêu môn đệ tử, thì là khẽ nhíu mày. Tuyệt vô diệt. Hắn đôi mắt bên trong sẽ qua một đạo ngưng trọng, dù sao cùng thuộc Nam Cương đế môn, riêng phận mình cũng hiểu nhau. Oanh. So với những người khác, tuyệt vô diệt vừa xuất hiện trên triều thánh thiên thê, liền tự như một đạo gió lốc căn bản không giảng đạo lý, bay thẳng nhanh trèo đăng lập tức, liền vượt qua vô số người, thậm chí từ bên cạnh hắn, thỉnh thoảng hiện lên các loại thần quang. Trời ạ, à, đó cũng đều là từng cái thánh hiền lưu lại cảm ngộ, hắn thế mà đều chứng mắt. Người khác leo lên Triều Thánh Thiên Thê, chỉ nhằm chiếm được thánh hiền lưu lại công pháp hoặc là cảm ngộ, nhưng mà chỉ có đại khí vận người mới có cơ hội gặp được, bình thường thiên tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất luận kẻ nào đạt được một cái, đều sẽ vui mừng quá đổi, vội vàng dừng bước lại, bắt đầu lĩnh hội. Nhưng là như là tuyệt vô diệt như vậy, trên đường đi đi, chỉ ít xúc động nhiều lần thánh hiền ý chí, lại đều bị hắn không nhìn khẽ quét mà qua, cả người tự như một tôn ma thần, từng bước một hướng phía cái kia triều thánh chỗ cao nhất mà đi. Tam sư huynh không phải là đối thủ của hắn. Khẽ than thở một tiếng, thánh yêu môn công chúa thấp giọng nói. Nguyên lai like cái kia xuất hiện thánh yêu môn đệ tử, chính là nàng tam sư huynh, tại thánh yêu môn, đó cũng là thiên phú tuyệt hảo. Lý Diệp tự nhiên nhìn ra, cái kia thánh yêu môn đệ tử một thân tu vi có lẽ không cao, nhưng lại không nên xem nhẹ. Nhất là, cái kia ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài khí tức, cùng lúc trước hắn tại ngộ đạo nhai nhìn thấy mặt tử hàng giống nhau đến mấy phần. Đây rõ ràng chính là cố ý tại áp chế tu vi, không nghĩ tới sớm dẫn tới đế trữ thiên kiếp. Đông. Đông. Tuyệt vô diệt mỗi leo lên ngàn tầng, liền sẽ phóng thích một loại khủng bố lực lượng, mặc kệ là tiểu môn phái đệ tử vẫn là tán tu, đều là không chịu nổi, lập tức liền bị rung ra triều thánh thiên thê bên ngoài. Cái này tuyệt vô diệt, quá bá đạo. Giống như nghe đồn, khanh thương môn cái này truyền nhân, phong cách hành sự tương đương bá đạo, đừng nói ngoại nhân, liền xem như khanh thương môn đệ tử đều đối với hắn kính sợ có phép. Nhìn thấy những người kia tao ngộ, không ít người đều là giận mà không dám nói gì. Triều thánh thiên thê trên có thánh hiền thủ hộ, không cho người khác xâm phạm. Bất quá cái này tuyệt vô diệt ngược lại là lợi hại, căn bản không động thủ, vẹn vẹn chỉ là lấy khí thế đè người, liền để nhiều người như vậy vô pháp tiếp tục lưu lại phía trên, quả nhiên là thật đáng giận. Mặc dù rất nhiều người, nhất là bị chấn hạ triều thánh thiên thê những thiên tài kia tức giận bất quá, thế nhưng là cũng không dám như thế nào không đề cập tới tuyệt vô diệt bối cảnh liền nói bản thân hắn lúc này đồ đần đều nhìn ra tuyệt vô diệt đã sớm bước vào đế trữ chi thân muốn cùng như thế một cái yêu nghiệt đi chống lại căn bản chính là muốn chết liền ngay từ đầu nhất kỵ tuyệt trần cổ trạch hiện tại cũng mặc lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng cái kia thánh yêu môn đệ tử hẳn là gia khinh đem nghe đồn hắn tại thánh yêu môn bên trong cũng là có thể đứng vào trước năm thiên tài không biết hắn cùng cái kia tuyệt vô diệt ở giữa đến cùng ai càng hơn một bậc có người phát ra nghi vấn. Hiển nhiên, bây giờ hai người không có khả năng ra tay đánh nhau đến phân ra một cái thắng bại. Muốn so một cái cao thấp, tự nhiên là xem ai có thể đạp lên cao hơn địa phương, trong chớp mắt, tuyệt vô diệt liền đã lên 10.000 tầng, trực tiếp đem thanh dạ đều dẫm tại dưới chân. Về phần gia khinh, đồng dạng không lạc hậu với hắn, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, mặc dù hai người một trước một sau, cơ hội không có quá nhiều chênh lệch. Nhưng là tuyệt vô diệt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bá đạo cùng cường thế, nhưng là gia khinh cái tráng, lại có chút nhiều một tia mồ hôi cũng không phải là hắn không chịu nổi lịch đại thánh hiền khí tức mang tới áp lực mà là tại tuyệt vô diệt đối thủ này trước mặt cho hắn tạo thành một loại cảm giác áp bách rất nhanh hai người đều bước lên hai vạn tầng độ cao này trước đó chỉ có cổ trạch một người đạp lên qua không hổ là nam cương thế hệ trẻ tuổi người nổi bật không nói cái kia khanh thương môn tuyệt vô diệt liền nói cái này gia khinh tại thánh yêu môn bên trong danh khí cũng không lớn nhưng là một thân tu vi lại đủ để cùng các đại đế môn truyền nhân so sánh đúng vậy a à, thánh yêu môn một môn tam đế nam cương yêu tộc thánh địa có thế cũng không phải là thổi phồng lên chỉ tiếc lần này lại muốn bao che một cái sát hại yêu tộc nhân tộc hung thủ không ít người đều đang cảm thán không biết hai người bọn họ phải chăng có thể đạp lên ba vạn tầng triều thánh thiên thê tổng cộng chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cấp cái này vạn năm qua có thể đạp lên mười ngàn tầng người đều lác đác không có mấy có thể xưng ngàn năm vừa gặp thiên tài có thể đạp lên hai vạn tầng đều có tư cách trở thành các đại đế môn truyền nhân đệ tử mà đập lên ba vạn tầng, cái này vạn năm qua, có vẻ như cũng chỉ có một người làm được qua. Một vị gia một đời cường giả yêu tộc nhìn không được nói. Cái kia một người, thế nhưng là chỉ vạn năm trước, yêu phượng hậu duệ phượng cửu ngay. Phượng cửu ngay. Nghe được cái tên này, không ít cường giả yêu tộc đều là lộ ra một loại vẻ phức tạp. Vạn năm trước, Nam Cương yêu tộc từng có một vị thiên tài hoành không xuất thế, chấn kinh toàn bộ Nam Cương yêu tộc. Liên các đại đế môn đều là dành trước muốn đem người này triệu vào môn hạ, nhưng không được mà kết thúc. Chương 2848 Thông thiên lộ Nguồn Mê truyện audio.com Triều Thánh Thiên thê ba vạn tầng, vạn năm qua, chỉ có một người làm được qua. Đó chính là Nam Cương cái này vạn năm qua, nhất là yêu nghiệt một người. Trong truyền thuyết, nắm giữ yêu giới yêu phượng huyết mạch. Từ vừa xuất hiện, ngay tại Nam Cương lực áp các đại đế môn truyền thừa đệ tử thậm chí là thiên tài, chưa từng bất luận cái gì thua trận. Phượng Cửu Thiên Cái tên này, tại vạn năm trước Nam Cương từng một trận để không ít đế môn cũng hơi cảm giác đau đầu không vì cái gì khác cũng bởi vì người này xuất thân lai lịch bí ẩn vô cùng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối càng mấu chốt còn mời chào không đến cái này phượng cửu thiên năm đó thế nhưng là ngạo khí rất nghe nói không ít đế môn truyền thừa đều hướng hắn ném ra cành ô liu nhưng là người này một mực không rảnh để ý đâu chỉ năm đó liền thánh yêu môn một vị thánh hoàng yêu tôn lão tổ đều tự mình ra mặt muốn thu hắn làm đồ lại bị người này gọn gàng làm một tiếng cự tuyệt. Tại năm đó thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Biết rõ năm đó sự tình một số người, bây giờ cũng đều đã trở thành các đại môn phái trưởng lão, nhưng là mỗi lần nhớ tới năm đó cái kia tại năm Cương hoành hành tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn còn có chút cảm thán. Cái kia phượng cửu thiên hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, vạn năm qua cũng chính là hắn bước lên triều thánh thiên thê ba vạn tầng phía trên. Tại hắn về sau, không ai có thể làm được qua. Đúng vậy a, à chỉ tiếc cái này phượng cửu thiên như là trên bầu trời tinh thần lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện đột nhiên biến mất cũng đột nhiên nếu không lấy năm đó thiên phú của hắn có lẽ sớm đã trở thành một đời yêu đế đáng tiếc a à, đáng tiếc phượng cửu thiên lý diệt nghe nói về sau ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú từ năm cương một số người trong miệng rõ ràng nghe ra đây là một cái kiệt ngạo bất tuần thiên tài mà lại cùng hắn đồng dạng căn bản khinh thường gia nhập bất luận cái gì đế môn đến nâng lên tự thân ba vạn tầng cao độ. Bây giờ, đám người chú ý điểm cũng đều ở nơi này. Đạp lên ba vạn tầng, chính là vạn năm qua, vô số thiên tài đều theo đuổi một cái độ cao. Bởi vì đây là vạn năm qua, chỉ có phượng cửu thiên một người làm được qua. Về phần cái kia 99.999 bậc chỗ cao nhất, kỳ thật rất nhiều người trong lòng cũng bất quá chỉ là ý dâm một chút, căn bản không ai sẽ theo đuổi loại kia cực hạn. Nghe nói chỉ cần ở đây triều thánh thiên thê, leo lên 10.000 tầng độ cao, tương lai chí ít cũng là một đời thánh hoàng cường giả bị tôn xưng là yêu tôn một vị tuổi trẻ yêu tộc sinh lòng hướng tới nhưng mà cái này triều thánh thiên thê có thế không phải người nào đều có tư cách đi lên rất nhiều người yêu tộc tiểu bối thậm chí liền tới gần đều không chịu nổi cái kia lịch đại thánh hiền lưu lại khí tức vạn tầng có thể thành thánh hoàng ba vạn tầng có thể chứng thương thiên đạo không biết là người phương nào nói chuyện nhưng là thuyết pháp này tại năm cương lưu truyền không biết có bao nhiêu vạn năm cho dù là lại cổ xưa tồn tại đều đối với cái này sâu tin không nghi ngờ vạn tầng có thể thành thánh hoàng ba vạn tầng có thể chứng thương thiên đạo. Lý Diệp khóe miệng dương lên, hắn càng phát đối với cái này triều thánh thiên thê hứng thú dày đặc. Phải biết, cho dù là trên này tam giới thần thẳng châu, thiên địa linh khí vượt xa khỏi hạ cửu vực tổng cộng, có thể muốn trở thành một đời thánh hoàng đây chính là khó khăn bực nào. Càng đừng nói chứng thương thiên đạo. Xung kích cái kia vô thượng đế cảnh. Từ xưa Nam Cương liền lưu truyền cái này truyền thuyết, nghe đồn triều thánh thiên thê bên trên, lịch đại thánh hiền vì hậu thế tử tôn, lưu lại vô thượng ý chí, người hữu duyên có thể ở phía trên cảm ngộ đến những thánh hiền kia đã từng lưu lại ý chí từ đó thu hoạch được đột phá. Thánh yêu môn công chúa xem như nam cương địa đầu xa, tự nhiên rõ ràng lý dịp trong lòng nghi vấn, ở một bên thấp giọng giải thích. Thú vị, thú vị, chẳng lẽ có người bước vào 10.000 tầng, liền nhất định có thể trở thành một đời thánh hoàng. Hoàn toàn chính xác, có rất nhiều cổ xưa mà lại cường đại tồn tại, có thể đem ý chí của mình vạn vạn năm lưu giữ lại, mà đối đãi sau là người hữu duyên nhưng là, vẻn vẹn như thế, cũng làm người ta thành thánh đăng đế, vậy thì có chút quá khoa trương. Chỉ bất quá lại nhìn thấy thánh yêu môn công chúa khẽ lắc đầu, mặc kệ năm đó những thánh hiền kia là làm được bằng cách nào, nhưng là trên triều thánh thiên thê, phàm là có thể dựa vào chính mình leo lên 10.000 tầng trở lên độ cao, cuối cùng đều vung ra rất là một đời yêu tôn thánh hoàng. Hiển nhiên, tại Nam Cương, không phải không người hoài nghi, lại bị nhiều đời thiên tài chứng minh điểm này. Ta nhìn, không phải cái này triều thánh thiên thê bên trên cái gọi là thánh hiền lưu lại ý chí, cái này triều thánh thiên thê bản thân liền là một cái phán đoán người thiên phú căn cốt cùng ngộ tính thông lộ. Lý Diệp cũng không ngốc, cái gọi là thánh hiền di vật bất quá chỉ là hậu nhân nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa hạ kết quả. Chân chính quyết định một người phải chăng có thể thành thánh đăng đế, chỉ có tự thân. Mà cái này triều thánh thiên thê, chính là đo đạt một người thiên phú căn cốt cùng ngộ tính chỗ tốt nhất. Là người chết hay là lừa chết, lôi ra đến linh lợi, xem xét liền biết. Là thiên tài, vẫn là tầm thường, leo lên triều thánh thiên thê, tự nhiên liếc qua thấy ngay điểm này, thánh yêu môn công chúa cũng không phủ nhận. Dù sao năm cương lịch đại đại hiền người cũng không ít, đạo lý đơn giản như vậy không có khả năng nhìn không ra. Leo lên 10.000 tầng, liền đại biểu cho có tiềm lực trở thành thánh hoàng. Leo lên ba vạn tầng mang ý nghĩa có hy vọng xung kích đế cảnh, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, nếu là leo lên cái kia cao nhất 99.999 bậc chỗ nơi, lại ý vị như thế nào? Đã Nam Cương có thuyết pháp này, tự nhiên cũng có tiếp sau đó. Quả nhiên, theo lý Diệp hỏi thánh yêu môn công chúa có chút do dự một chút về sau thấp giọng nói từ xưa nghe đồn triều thánh thiên Thê chính là thánh yêu môn đời thứ nhất đại đế yêu thiên đại đế chỗ tạo kỳ thật cũng không nhưng loại này thần tích cho dù là đại đế tự nhiên cũng không thể lực hoàn thành trong đó có ẩn tình đi lý Diệp đã sớm đoán ra thậm chí nam cương không ít đế môn hoặc là cổ xưa tồn tại cũng hẳn phải biết điểm này duy có một ít người bình thường mới có thể tin tưởng cái kia cái gọi là yêu thiên đại đế tìm tới từng vị thánh hoàng chế tạo cái này cái gọi là triệu thánh con đường triều thánh thiên thê sau nam cương xuất hiện sớm hơn thậm chí tại tam giới liên hệ trước đó liền đã tồn tại yêu thiên đại đế tiền bối chẳng qua là cái thứ nhất phát hiện người nơi này cũng ở nơi đây thành lập thánh yêu môn có chút tân bí chỉ có số người cực ít mới hiểu rõ cho dù là thánh yêu môn đệ tử đều không nhất định biết những thứ này phía trên kia nhìn có người đi lên qua lý diệp ánh mắt trực tiếp nhìn phía cái kia cơ hồ vô pháp nhìn thấy chỗ cao nhất nghe đồn kia là vô số nam cương thánh hiền nơi chôn xương nhưng là hắn lại rõ ràng, cái kia bất quá chỉ là đối ngoại một loại hoang ngôn. Bên trong tuyệt đối có một loại nào đó bí mật kinh thiên. Có. Người nào? Triều Thánh Thiên Thê đã tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có người đi lên qua. Hoành Thiên Đại Đế. Hoành Thiên Đại Đế. Lại là Hoành Thiên Đại Đế. Lý Diệp lần này là thật không nghĩ tới. Hoành Thiên Đại Đế cũng không phải yêu tộc. Phải biết, Triều Thánh Thiên Thê nếu là yêu tộc độc hữu, vì sao thân vị nhân tộc Hoành Thiên Đại Đế lại có thể đi lên? lại nhìn thấy thánh yêu môn công chúa cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác, triều thánh thiên thầy chính là yêu tộc mới có thể đạp lên một đầu thông thiên chi lộ, nhưng là thế nhân cũng không biết, hoành thiên đại đế, lại chính là nắm giữ một nửa yêu tộc huyết mạch người. Hoành thiên đại đế, thế mà trong cơ thể mang theo một nửa yêu tộc huyết mạch. Cái này tuyệt đối là hung hăng nổ bí mật. Mấy chục vạn năm đến, có quan hệ với hoành thiên đại đế truyền thuyết rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói loại này bí mật. Chương 2849 Năm vạn tầng, có thể chứng đế đạo. Nguồn: mê truyện audio.com. Hoành Thiên Đại để leo lên cái kia trong truyền thuyết 99.999 cấp chỗ cao nhất, nhưng lại không ai biết hắn ở phía trên nhìn thấy cái gì, gặp cái gì, thậm chí đạt được cái gì. Thậm chí biết việc này, cũng lác đác không có mấy. Vô số năm qua, Nam Cương Thiên tại bối xuất, yêu nghiệt vô số, thế nhưng lại không người nào có thể leo lên cái kia trong truyền thuyết chỗ cao nhất. Thậm chí liền đạp lên ba vạn tầng người đều ít càng thêm ít. Nhìn cái kia tuyệt vô diệt đã leo lên 27,000 tầng. Không biết ai kinh hô lên, nguyên lai like ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt vô diệt cơ hội lấy một loại không thể địch nổi bá khí, leo lên 27,000 tầng. Độ cao này đã vượt qua trước đó tất cả mọi người. Bao quát cổ trạch, thanh giả chờ mỗi người nam cương nổi danh thiên tài. Ở trước mặt của hắn, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhất là cổ trạch, hai người đồng dạng thân là đế môn truyền thừa truyền nhân, tự nhiên ngày bình thường cũng đều là đối thủ, nhưng là bây giờ nhìn lên, chênh lệch này nhưng lớn lắm. Cổ trạch trên đăng hai vạn tầng về sau, liền bước đi liên tục khó khăn, mặc dù vẫn chưa dừng bước lại, lại tốc độ chậm lại. Về phần thanh giả đám người, liền độ cao này đều không thể với tới. Chân chính cùng sau lưng tuyệt vô diệt, chỉ có một người. Gia khinh Thánh yêu môn đệ tử một đời bên trong, đủ để đứng vào trước năm tuyệt thế thiên tài. So với cổ trạch đám người, gia khinh tại Nam Cương tên tiếng không lớn, biết hắn cũng không có nhiều người nhưng ngày hôm nay, hắn lại cơ hội dùng một loại nhất thủ đoạn vô địch, làm cho cả Nam Cương đều biết, thánh yêu môn không chỉ có riêng chỉ có một cái truyền nhân. Hai vạn năm ngàn tầng, mặc dù không kịp tuyệt vô diệt độ cao, nhưng là từ trên mặt của hắn lại đó có thể thấy được, hắn còn có lưu dư lực. Thánh yêu môn không hổ là thánh yêu môn, cái này gia khinh ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, không nghĩ tới cương nhiên như thế cường đại. Hắn tại thánh yêu môn đệ tử một đời bên trong, cũng không tính là xuất sắc nhất, nhưng nhìn bộ dáng, đồng dạng có hy vọng leo lên ba vạn tầng cao độ đây chính là mang ý nghĩa, tương lai chí ít có tám chín thành khả năng, thành làm một đời đế trữ. Không ít người nghị luận âm ỉ, chỉ có lý dịch cùng số rất ít cường giả mới trong lòng cười lạnh. Đế trữ. Gia khinh đã sớm có tư cách kia. Chỉ bất quá hắn một mực đang áp chế, áp chế loại thời khắc kia đến. Mà loại này cách làm chỉ có một cái mục đích. Vì càng lớn giả tâm tại làm nên. Mục tiêu của hắn, không chỉ có riêng chỉ là trở thành đế trữ. Ba vạn tầng. Từng đạo hấp khí âm thanh liên tiếp, chỉ nhìn thấy cái kia tuyệt vô diệt đã leo lên ba vạn tầng độ cao. Tầm mắt bao quát non sông, duy ngã độc tôn đáng sợ khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Một khắc này, hắn chính là phiến thiên địa này tuyệt đối vô địch vương giả, tất cả mọi người đều muốn ngưỡng vọng hắn. Hắn còn muốn tiếp tục. Mọi người đã khó mà tiếp nhận loại này to lớn xung kích, nhưng mà cái kia tuyệt vô diệt, thế mà vẫn chưa dừng lại, tiếp tục leo lên. Chẳng lẽ, hắn muốn leo lên cái kia từ không có người từng tới chỗ cao nhất? Một vị tông môn lão tổ nhìn không được phát ra sợ hãi tháng phục. Vô số năm, vô số năm qua, không ai làm được qua. Bây giờ, như là hắn như vậy cổ xưa tồn tại, lại tại một cái hậu bối trên thân, thấy được hy vọng. Đó là ngay cả đã từng bọn hắn, đều không thể làm được một bước. Tuyệt vô diệt. Khanh thương môn, quả nhiên là nắm giữ một vị đáng sợ truyền nhân A. À. Tuyệt vô diệt xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Nam Cương tất cả để môn truyền thừa gõ một cái cảnh báo. Như thế một cái yêu nghiệt xuất hiện, không ra mấy trăm năm sẽ cho nam cương mang đến loại nào xung kích đứng mũi chịu sao xem như nam cương yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa thánh yêu môn liền sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến liền thánh yêu môn giữ im lặng một chút tồn tại giờ phút này cũng đều từng cái xôn xao biến sắc đứng lên từ vừa mới bắt đầu đám người tập kết linh yêu thành đến triều thánh thiên thê xuất hiện đều là thánh yêu môn hóa giải lần này sự cố thủ đoạn chỉ là bọn hắn không ngờ tới lại vô tâm cắm liễu liễu xanh ung để khanh thương môn thế hệ này truyền nhân lập tức tại Nam Cương vô số yêu tộc trước mặt, hiện ra cái kia cơ hồ có thể nói để từng vị yêu tôn thánh hoàng loại kia tồn tại, đều cảm giác được kinh hải vô địch thiên phú. Kẻ này, nếu là có thể leo lên năm vạn tầng chi địa, tương lai tất sẽ thành ảnh hưởng toàn bộ Nam Cương cục diện nhân vật mấu chốt. Nếu như nói, đạp lên ba vạn tầng độ cao, liền có xung kích đế cảnh tư cách. Như vậy leo lên năm vạn tầng, lại đủ để cho Nam Cương từng vị cổ xưa tồn tại, cũng nhìn không được từ trong phần mộ bò lên ra bởi vì từ xưa đến nay những cái kia có thể trên triều thánh thiên thê leo lên độ cao như thế cuối cùng chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc đều sẽ trở thành một đời đại đế nếu như chỉ là một cái có hy vọng xung kích đế cảnh tiểu bối thánh yêu môn tịnh không để ý thế nhưng là nếu như là tương lai một vị đại đế cái kia liền không thể đánh đồng nhìn tới có hy vọng xung kích đế cảnh cùng một vị chân chính đại đế đây chính là hai khái niệm cửu diệu điện vì sao có giả tâm cũng bởi vì ra đời một vị nhật diệu đại đế để cửu diệu điện thành là một môn song đế đế môn truyền thừa. Khanh thương môn một khi có người thứ hai chứng được đế đạo, sẽ làm cho cả năm Cương nguyên bản liền phức tạp cục diện, triệt để biến hỗn loạn lên. Trước có cửu diệu điện, sau có khanh thương môn. Bất kỳ một cái nào đế môn truyền thừa, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này phát sinh. Thậm chí là cửu diệu điện cường giả, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Cái này tuyệt vô diệt, không nghĩ tới dấu sâu như thế. Hừ. Hắn lần này, xem ra là nghĩ muốn nhờ triều thánh thiên thê, trước thời hạn lung lạc lòng người cửu diệu điện một mực là thánh yêu môn về sau nam cương thứ hai đại đế môn truyền thừa bây giờ khanh thương môn đột nhiên xuất hiện cái này một cái đáng sợ truyền nhân đệ tử lập tức để cửu diệu điện bên này áp lực cũng đồng dạng biến rất lớn thiếu chủ còn chưa tới a à? một vị cửu diệu điện trưởng lão câu mày trong miệng hắn thiếu chủ tự nhiên là cửu diệu điện đương đại truyền nhân không bờ công tử tại nam cương thánh yêu môn công chúa chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, như vậy cửu diệu điện không bờ công tử chính là duy nhất có cơ hội cùng nó tranh cao thấp một hồi một vị khác thiên chi kiêu tử. Hiển nhiên, tuyệt vô diệt xuất hiện, đã ẩn ẩn chạm đến cửu diệu điện thần kinh. Mặc dù bây giờ bọn hắn trong bóng tối liên thủ đối phó thánh yêu môn, nhưng là cũng không có nghĩa là hai đại đế môn truyền thừa liền có thể thân mật vô gian. Thiếu chủ còn chưa tới, ngược lại để cái này tuyệt vô diệt cướp đi thiếu chủ danh tiếng không vội, hắn tuyệt vô diệt coi như muốn thừa dịp thiếu chủ không tại, lung lạc lòng người, cái kia cũng muốn hắn có bản lĩnh này. Trừ phi hắn leo lên năm vạn tầng, nếu không cuối cùng vẫn là kém thiếu chủ một bậc. Mấy vị cửu diệu điện cường giả đều là hừ lạnh, mà bọn hắn trong miệng thiếu chủ, bây giờ nhưng lại chưa tại linh yêu thành bên trong. Bọn hắn cũng không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thật đều bị một đôi mắt chỗ bắt được. Cửu diệu điện vị này truyền nhân. Lý Diệp trong lòng yên lặng nhắc tới, đối với Nam Cương, hắn tự nhiên không hiểu nhiều, cho dù là thiên kiếm đại đế, biết cũng là hắn chỗ tại thời đại kia năm cương cách cục. Bây giờ, sớm đã là thương hải tan điền, vật đổi sao dời. Chương 2850 Cửu vĩ thiên hồ hậu duệ Nguồn Mê truyện audio com Từng đạo đáng sợ yêu quan, tại tuyệt vô diệt đục thân chu vi nở rộ. Triều thánh thiên thê bên trên, mỗi bước ra một bước, hắn đều phải thừa nhận lịch đại thánh hiền ý chí cường đại khảo nghiệm. Từ ba vạn tầng bắt đầu, Hắn liền đã vô pháp cùng trước đó như vậy, nhẹ nhõm tự nhiên leo lên. Mỗi một bước, liền có thể nhìn thấy một cổ vô địch ý chí phản phất muốn đem hắn từ phía trên xé nát. Thật là đáng sợ, loại này cường độ hạ, liền xem như thượng vị yêu hoàng đi lên, không cần một lát, liền sẽ bị triệt để xé nát. Đúng vậy a, à, ba vạn tầng phía trên, vô số năm qua, nằm cương thiên tại đông đảo, có thể là có thể đi đến độ cao này, lại không mấy cái. Cái này tuyệt vô diệt, nếu là thật sự leo lên đi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị vô địch đại đế có người chờ mong, cũng có người muốn nhìn thấy tuyệt vô diệt thất bại, từ phía trên thất bại tan tác mà quay trở về. Sau lưng tuyệt vô diệt, Gia khinh cũng đã leo lên ba vạn tầng cao độ, mặc dù tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại lấy một loại vững vàng tốc độ, chậm rãi trèo thang bên trong. Chỉ bất quá, hắn cùng tuyệt vô diệt chênh lệch, đang bị càng kéo càng lớn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, mặc dù Gia khinh đồng dạng thiên phú hơn người, thế nhưng là cùng tuyệt vô diệt vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ba vạn năm ngàn tầng, tuyệt vô diệt vững vàng bước lên nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, ánh mắt của hắn đã không có trước đó bình tĩnh như vậy, lộ ra một loại ngưng trọng. Ba vạn bảy ngàn tầng. Tuyệt vô diệt mỗi bước ra một bước, ít nhất phải tốn hao thật lâu thời gian. Cuối cùng vẫn là kém một chút, bất quá vạn năm qua, có thể làm đến bước này, hoàn toàn chính xác tìm không ra mấy người. Tuyệt vô diệt đều làm không được, thật không biết người nào có thể leo lên cái kia năm vạn tầng cao độ, chứng được đế đạo. Nhìn thấy tuyệt vô diệt đang đến gần bốn vạn tầng cao độ, đã thật lâu không có làm ra hành động, rất nhiều người đều để lộ ra một cổ vẻ thất vọng. Về phần gia khinh, trên đăng ba vạn bảy trăm tầng về sau, liền đã bỏ đi tiếp tục trèo đăng, mà là lựa chọn ngồi trên mặt đất, lặng lặng bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới. So với tuyệt vô diệt, gia khinh rõ ràng hơn chính mình cần gì. Cùng nó đi tranh cái kia phiêu miểu vạn người không được một cơ duyên, không bằng cố mà trân quý trước mắt. Ba vạn tầng, vốn là một nấc thang, vạn năm qua cơ hồ không có mấy người đi đến một bước này. Về phần năm vạn tầng chứng đế đạo, lần trước có người làm được, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhiều ít vạn năm trước tự nhiên cũng có một chút yêu tộc không tin tà thế nhưng là đừng nói đuổi kịp hai người bước chân những người kia thậm chí rất nhiều liền ngàn tầng độ cao đều không đạt được tuyệt vô diệt loại này thiên kiêu đều không thể leo lên cái kia năm vạn tầng chứng được đế đạo nàm cương chẳng lẽ liền thật không ai rồi ai chỉ tiếc vẫn chưa nhìn thấy thánh yêu môn vị công chúa kia còn có cửu diệu điện không bờ công tử nếu là hai người này có lẽ có hy vọng làm được không biết ai đột nhiên nói một câu ngược lại để không ít người rất tán thành đúng vậy a à, cái kia thánh yêu môn công chúa đã bị băng ý đại đế tự mình thu làm quan môn đệ tử tự nhiên không tầm thường mà lại nghe đồn nàng chính là nam cương mấy chục vạn năm đến huyết mạch là cao quý nhất một người mặc dù không biết là dạng gì huyết mạch nhưng là thánh yêu môn đã năm đó lập nạn làm truyền nhân tự nhiên có nguyên nhân ở bên trong hắc hắc thánh yêu môn công chúa không nói nhưng là theo ta được biết cái kia cửu diệu điện không bờ công tử thật không đơn giản a à. một người cười hắc hắc nhìn thấy những người còn lại hướng phía hắn trong lại, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nói, không dối gạt chư vị, tại vị kế tiếp gia tổ, chính là tại cửu diệu điện bên trong người hầu, căn cứ gia tổ thuyết pháp, cửu diệu điện không bờ công tử, chính là thái cổ cái nào đó thánh thú huyết mạch, mà lại đã thức tỉnh. Thánh thú huyết mạch. Không ít người nghe vậy đều là hít vào một hơi. Yêu tộc đáng tự hào nhất, cũng là yêu tộc không bị thần thẳng châu các nơi khác nhân tộc tu sĩ đồng ý, chính là bọn hắn huyết mạch trong cơ thể chính là là tới từ yêu giới thiên yêu nhưng là đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch của bọn hắn thường thường nhiều khi quyết định một người xuất thân cao thấp cùng thiên phú mạnh yếu. Như là nhân tộc tu sĩ đối với huyết mạch coi trọng, yêu tộc cũng giống vậy như thế. Thánh thú huyết mạch, cái kia có thế khó lường, cái này sao thiên yêu huyết mạch trân quý hơn a? À? Cũng không phải, Thánh thú huyết mạch, liền xem như tại lúc trước tam giới liên hệ lúc, yêu giới những thiên yêu kia có thế cũng đều là vô cùng coi trọng nghe nói nếu là có thể để trong cơ thể thánh thú huyết mạch triệt để thức tỉnh, thậm chí có có thể trở thành yêu giới thiên yêu. Thiên yêu, đây chính là yêu đế phía trên tồn tại. đổi thành nhân tộc bên này, đó chính là đại đế phía trên, thánh giả chí tôn. Lý Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày, yêu giới như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là bây giờ thần thẳng châu, thánh giả còn tồn tại mấy người, căn bản không người biết được. Liên thiên kiếm đại đế đều đối với cái này ngôn ngữ bất tường, phản phất có ẩn tình khác. Đại đế tại bây giờ kia cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, càng đừng đề cập thánh giả. Như quả thật như thế, cái kia cửu diệu điện lần này, xem ra quả nhiên là nhìn chầm chầm, nghĩ muốn khiêu chiến một chút thánh yêu môn địa vị a. À. Ha ha, kia là tự nhiên. Thánh thú huyết mạch, cái kia không bờ công tử tương lai thành làm một đời đại đế kia là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó cửu diệu điện đồng dạng cũng là một môn tam đế, cùng cái kia thánh yêu môn bình khởi bình tọa thậm chí càng càng hơn một bậc. Người này vừa nhìn liền biết chính là cửu diệu điện người, mặc dù nấp rất kỹ, thế nhưng là lý diệt lại là nghe vậy mỉm cười tương lai đại đế nếu là đại đế dễ dàng như vậy liền có thể trên việc tu luyện đi dưới gầm trời này sớm đã là đại đế đi đầy đất đừng đề cập hiện tại đế môn truyền thừa lúc này mới nhiều ít chỉ là cái này thánh thú huyết mạch lại làm cho hắn nghĩ tới một việc yêu yêu ngươi trước đó nói hoành thiên đại đế cũng có một nửa yêu tộc huyết mạch hoành thiên đại đế tự nhiên là nhân tộc xuất thân tại sao lại có yêu tộc huyết mạch căn cứ ghi chép đích thật là như thế thánh yêu môn công chúa nhẹ gật đầu, nàng ngược lại là không rõ lắm vì sao hỏi cái này. Cái kia cửu diệu điện không bờ công tử chính là thánh thú huyết mạch, yêu yêu ngươi nếu là thánh yêu môn truyền nhân, cần phải nắm giữ không thua với hắn cao đẳng huyết mạch mới đối đem. Đột nhiên như thế hỏi cái này, đổi là người khác, đã sớm bị thánh yêu môn công chúa một chưởng đánh vết. Đối với yêu tộc mà nói, tự thân huyết mạch chính là một cái bí mật, sẽ rất ít cáo tri người bên ngoài. Nhưng là đối với Lý Diệp, nàng lại có chút một do dự, nói, trong cơ thể ta, có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch cửu vĩ thiên hồ lý diệt nghe vậy cũng là giật nảy cả mình cửu vĩ thiên hồ chính là thái cổ thời kỳ một cái cực kỳ hy hữu thần thú thậm chí có thể nói cửu vĩ thiên hồ truyền thuyết là có hay không chính tồn tại cho đến nay đều không ai có thể chứng minh nhưng là mặc kệ như thế nào cửu vĩ thiên hồ cái kia đích thật là thần thú bộ tộc mà nắm giữ loại này huyết mạch so với cái kia cửu diệu điện vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh thú huyết mạch không bờ công tử quả thực chính là quan mấy con phố bất quá hắn càng để ý chính là một chuyện khác như là có người trong cơ thể nắm giữ thánh thú hoặc là thần thú huyết mạch, có thể thuộc về yêu tộc một thành viên. Lời vừa nói ra, thánh yêu môn công chúa rõ ràng hai con ngươi hiện lên từng vệt sóng gần lăng tăng, theo sau nhẹ gật đầu. Chương 2851 Thánh yêu môn khí đồ Nguồn Mê truyện audio com Một tiếng thật dài than nhẹ Tam sư huynh cuối cùng vẫn là kém một bước Linh yêu thành chính là thánh yêu môn trực tiếp trưởng quản một tòa thành trì Tự nhiên cũng có thánh yêu môn một chút đệ tử cùng cường giả ở đây đúng vậy a à, mặc dù tam sư huynh thiên phú vô song nhưng là cuối cùng vẫn là vô pháp khiêu chiến cái kia độ cao a à. đám người nhìn lại thánh yêu môn đệ tử gia khinh lúc này đã đăng lên trời bậc thang bốn vạn tầng độ cao có thể nói là nam cương yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu mà giờ khắc này hắn lại dừng bước không tiến thậm chí thật lâu đều không có bước ra một bước hẳn là đến cực hạn triều thánh thiên thê bên trên lịch đại thánh hiền lưu lại ý chí mỗi một vạn tầng đều là một nấc thang muốn vượt qua tuyệt không phải người thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ít cường giả yêu tộc thấy, cũng là lắc đầu. Thang trời bốn vạn tầng, tại Nam Cương vô số năm qua, mặc dù không gọi được cỡ nào yêu nghiệt vô song, nhưng cũng đủ để xếp vào tuyệt thế thiên tài liệt kê. Thánh yêu môn, hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu, cái này gia khinh trước đó không lộ ra trước mắt người đời, lại so với bình thường đế môn truyền nhân, đều muốn xuất sắc mấy phần A. Lời ấy cũng không biết là người phương nào nói ra miệng, lập tức để lục thủy viên mấy vị trưởng lão sầm mặt lại dù sao lục thủy viên mạnh nhất một người cổ trạch bây giờ cũng còn chưa nhảy lên tới bốn vạn tầng độ cao này bị gia khinh kẻ đến sau cư bên trên một bên là thánh yêu môn bình thường cũng không quá nổi danh một vị đệ tử một bên thì là đế môn truyền nhân cái này hai tướng vừa so sánh về sau lập tức phân cao thấp mà nhưng vào lúc này không ít yêu tộc đều dồn dập kinh hô thánh yêu môn người cuối cùng xuất hiện trước đó chẳng qua là gia khinh một người bây giờ đám người lại nhìn thấy từng đạo yêu quan cường đại khí tức để ở đây không ít cường giả yêu tộc đều là nghe mà biến sắc. Thánh yêu môn lần này, đến cũng không có nhiều người, cũng chính là hơn 10 người. Trong đó một nửa đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nhưng là còn sót lại mấy người, lại làm cho không ít người gặp, đều là lộ ra một vệt kinh hãi. Mấy người kia đều là thánh yêu môn trưởng lão A, không nghĩ tới trực tiếp tới năm vị. Thánh yêu môn trưởng lão, tới năm người. Tu vi yếu nhất, đều ít nhất là nửa yêu đế. Loại này đội hình, đủ để cho bình thường yêu tộc cùng cửa nhỏ phái kính sợ vô cùng nhưng lại còn chưa đủ lấy để một ít người cảm thấy áp lực thánh yêu môn cuối cùng nguyện ý ra mặt bản tòa còn cho rằng thánh yêu môn từ khi bao che một cái nhân tộc tiểu bối về sau liền nghĩ từ cái này nam cương rời đi tiến về cái này nhân tộc bên trong thằng châu cùng cái này nhân tộc làm bạn một đạo thanh âm âm dương quái khí lúc này đột nhiên vang lên cũng làm cho đến đây mấy vị thánh yêu môn trưởng lão nghe vậy sắc mặt một đen ngược lại là còn lại không ít người xem náo nhiệt đều là lộ ra xem kịch vui thần thái. Cái này thánh yêu môn đỉnh lấy nam cương yêu tộc thánh địa danh hiệu cũng có trên trăm vạn năm, lần này cũng không biết vì sao, thế mà muốn bao che một cái nhân tộc tiểu tử. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đêm, thánh yêu môn mặc dù danh xưng yêu tộc thánh địa, nhưng là đồng dạng không cự tuyệt nhân tộc tu sĩ bái vào môn hạ. Nhất là thánh yêu môn ba vị đại đế bên trong liệt dương đại đế, có thể là nhân tộc xuất thân. Liền nhìn trên mặt mũi này, thánh yêu môn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặt kệ. Ồ, đã như vậy, cái kia thánh yêu môn cái này yêu tộc thánh địa danh hiệu, thật đúng là có tiếng không có miếng A. À. Không ít yêu tộc nghị luận âm ỉ, lê mị, đã đều tới, còn làm gì giấu đầu lộ đuôi, cái này có thể cùng thân phận của ngươi không hợp. Thánh yêu môn một vị trưởng lão thấp giọng quát một tiếng, đồng thời một trưởng đánh ra. Nửa yêu đế tu vi, đủ để xé rách hư không, liền đơn giản một trưởng, liền thượng vị yêu hoàng đều không dám tùy tiện tiếp được. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đám người lướt đi, đồng thời phát ra đinh tai nhức ốc cười ha ha âm thanh. Lục lão quỷ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ, một thân tu vi đến nay đều không nhắc tới thăng, xem ra ngươi đời này cũng bất quá loại này cảnh giới. Cái kia trong tiếng cười, mọi người mới nhìn thấy vừa rồi miệng ra trào phúng khiêu khích người. Chính là một cái người trung niên đen gầy, một khuôn mặt lộ ra từng tia từng tia âm tàn, ánh mắt đáng sợ vô cùng. Lê Mị, đây không phải là đã từng bị Thánh yêu môn đuổi ra sư môn người kia a? À? Có người nghe xong, lập tức hét lên kinh ngạc. Đã từng bị Thánh yêu môn đuổi ra sư môn nói cách khác, người này là thánh yêu môn khí đồ. Không ít người càng là từng nghe nói Lê Mỹ lai lịch, nghe vậy đều là lộ ra kinh hải chi sắc. Người này thế nhưng là tâm ngoan thủ lạc, tại Nam Cương rất ít nguyện ý có người trêu chọc, không nghĩ tới hôm nay lại tới cái này Linh yêu thành. Có biết năm đó sự tình yêu tộc và một đời cường giả, càng là một mặt thổn thức. Mà đúng lúc này, thánh yêu môn vị trưởng lão kia đã cùng cái kia trung niên đen gầy nam nhân giao thủ. Hai người tu vi tương đương, đều là nửa yêu đế. Nhưng rõ ràng nhất cái sau tu vi hơi kém một chút nhưng là thắng ở thọ nguyên huyết khí căn đây. Nhất thời ở giữa, căn bản phân không ra thắng bại. Thánh yêu môn lục trưởng lão thế nhưng là một vị cổ sư nửa yêu đế cường giả, không nghĩ tới thế mà bắt không được một cái khí đồ. Ngươi biết cái gì, cái kia lê mị thế nhưng là thượng nhân có thể so sánh. Năm đó hắn tại Thánh yêu môn lúc, chính là thiên phú vô cùng xuất chúng, một trận có hy vọng tranh đoạt truyền nhân đệ tử thân phận, chỉ bất quá người này tâm ngoan thủ lạc, thậm chí đối với đồng môn đệ tử đều không để ý sư môn chi tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nghe nói lúc trước sở dĩ bị đuổi ra thánh yêu môn cũng bởi vì hắn vì tranh đoạt truyền nhân đệ tử thân phận trong bóng tối độc chết mấy vị cùng hắn cạnh tranh sư huynh đệ một người trong đó càng là cái này lục trưởng lão quan môn đệ tử một vị lão tổ kiểu nói này lập tức để không ít không biết năm đó tương tình người đều bừng tỉnh đại ngộ bất luận tông môn gì nội bộ đều tồn tại cạnh tranh cái này vốn là là không gì đáng trách có cạnh tranh mới có động lực nhưng là muốn nói dùng thủ đoạn hèn hạ độc chết sư huynh đệ của mình bất luận tông môn gì cũng sẽ không nhân nhượng càng đừng nói, thánh yêu môn dạng này danh môn đại phái. ha ha ha, lục lão quỷ, ngươi quả nhiên là già rồi. năm đó ngươi không phải một chữ nghĩ muốn giết ta, vì ngươi đệ tử kia báo thù a à, đáng tiếc a à, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn không có giết ta. hiện tại, ngươi đã già. âm âm, hư không bên trong, lục trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, cả người liên tục nhanh lùi lại. nhìn kỹ, không biết khi nào, cái kia lê mị thế mà lấy ra một kiện đáng sợ thần binh, chính là một cái chuông đồng. mà âm xuyên tai cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết liệt hồn chung có một vị lão tổ nhìn thấy về sau là thất thanh lúc này liền thấy cái kia lê mị cười ha ha vô cùng đắc ý trực tiếp thúc động trong tay cái kia một cái chung đồng chỉ nghe thấy đáng sợ thanh âm chói tai từ trong đó xuất hiện đừng nói lục trưởng lão liền chung quanh không ít cường giả yêu tộc đều hoàn toàn biến sắc liên tục nhanh lùi lại một chút tu vi yếu một chút yêu tộc tán tu càng là có người thất khiếu chảy máu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh liệt hồn chung tuyệt đối là liệt hồn chung không nghĩ tới cái này mà khí thế mà lại xuất hiện thế gian. Lục trưởng lão ổn định thân hình, lại là trên mặt thần sắc, tự lẩm bẩm. Hắn vừa rồi cái kia một chút, tổn thương cũng không nhẹ. Liệt hồn chung. Vật này đối với tại bọn hắn người tu đạo mà nói, thế nhưng là một kiện đại sát khí. Chương 2852 Liệt hồn chung Nguồn Mê truyện audio com Liệt hồn chung xuất hiện, để thánh yêu môn mấy vị trưởng lão khác đều là ngồi không yên. Sư huynh, ta đến giúp ngươi một người trong đó hét lớn một tiếng, đồng dạng cũng là một vị bán yêu đế cường giả. Ha ha ha. Đến mấy người đều như thế. Năm đó các ngươi đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay ta lê mị liền muốn để các ngươi từng cái quy thiên. Hai vị bán yêu đế, người bình thường gặp đều muốn dọa đến xoay người chạy. Mặc dù lê mị cũng là bán yêu đế, nhưng là tất cả không có cách nào cùng thánh yêu môn trưởng lão loại này lão quái vật so sánh. Nhưng là cầm trong tay liệt hồn chung lê mị, lại không có sợ hãi. Ken một tiếng chuông vang. Lập tức liền thấy lục trưởng lão cùng mặt khác người trưởng lão kia đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị bán yêu đế, thế mà bù không được liệt hồn chung một tiếng chuông vang. Thật là đáng sợ ma khí. Bán yêu đế tại Nam Cương, đủ để bị liệt là cường giả tuyệt thế liệt kê. Dù sao thánh hoàng loại kia tồn tại, bình thường người bình thường cũng đụng không lên. Bây giờ hai vị bán yêu đế, thế mà bị một cái chung đồng đánh chính là liên tục bại lui, cái này có thể để không ít cường giả yêu tộc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đây chính là liệt hồn chung. Năm đó liền thánh hoàng máu tươi đều uống qua. Thánh yêu môn bán yêu đế tại trước mặt nó, cũng bất quá chỉ là chờ chết mà thôi. Không ai nghĩ đến, Lê Mỹ cái này năm đó bị thánh yêu môn đuổi ra sư môn khí độ, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Máu chốt, tu vi so với năm đó, cường đại quá nhiều. Mà trong tay hắn liệt hồn chung, càng là tại Nam Cương đã từng một trận gây nên qua gió tanh mưa máu một kiện ma khí. Liệt hồn chung. Thánh yêu môn công chúa thân thể mềm mại khẽ rung lên, đừng nói là hai vị trưởng lão liền xem như nàng dạng này đế trữ tại liệt hồn chung trước mặt đều là tràn ngập nguy hiểm lý diệt càng là híp mắt lại liệt hồn chung cái kia tiếng chuông vô cùng quỷ dị căn bản không nhìn người tu đạo hộ thể cương khí cùng nhục thân trực tiếp nhằm vào một người thần hồn nguyên thần liền hắn vừa rồi nghe hai lần cũng hơi cảm giác thần hồn sao động nguyên thần bất ổn ken tiếng chuông lần thứ ba vang lên mà lần này thánh yêu môn hai vị trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi rốt cục ngăn cản không nổi sư huynh sư đệ cùng nhau đến đây mặt khác ba tên trưởng lão dồn dập kinh hô xuất thủ đem hai người cứu lại mà cái kia lê mị hiển nhiên cũng không phải như thế nhẹ nhõm liền có thể thôi động cái kia liệt hồn chung liên tiếp tới ba lần cũng là tiêu hao nghiêm trọng không ít yêu tộc giờ phút này đều là thần sắc phức tạp thánh yêu môn nhiều năm như vậy cao cao tại thượng đã sớm xâm nhập lòng người nhưng mà trước mắt hai tên trưởng lão lại không địch lại một cái năm đó bị bọn hắn đuổi ra sư môn khí đồ cái này lê mị hôm nay thế nhưng là chuyên trước đến báo thù a à. trong tay hắn cái kia liệt hồn chung thánh hoàng không ra bây giờ thật đúng là không ai có thể áp chế hắn liệt hồn chung đã sớm biến mất vài vạn năm tại sao lại ra hiện trong tay hắn vô số nghi vấn cho đủ số tại trong lòng mọi người lý diệt nheo mắt lại đồng thời nghe được thánh yêu môn công chúa nói đạo huynh cẩn thận cái kia liệt hồn chung chính là một kiện ma khí nhằm vào người tu đạo thần hồn nguyên thần loại này ma khí tại sao lại rơi vào một cái khí đồ trong tay trước đó hắn liền nghe được, cái này liệt hồn chung, nguyên bản chính là từ thánh yêu môn lưu lạc đi ra. Vậy thì tương đối ý vị sâu xa. Nguyên vốn thuộc về thánh yêu môn một kiện cường đại thần binh, lại rơi vào một cái năm đó bị đuổi ra thánh môn người trong tay, hiện tại quay đầu, đã thương thánh yêu môn hai vị trưởng lão. Thánh yêu môn công chúa thần sắc phức tạp, cuối cùng lại là nói, liệt hồn chung năm đó chính là thánh yêu môn một vị yêu tôn chỗ tự tay chế tạo, chỉ tiếc cuối cùng vị kia yêu tôn lại tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu mang qua, nhưng là trong đó quá trình khẳng định có ẩn tình khác lê mị người năm đó khi sư diệt tổ bị ngươi đào thoát ngươi không hảo hảo tham sống sợ chết hôm nay đến linh yêu thành là chuẩn bị nhận lấy cái chết a à. ha 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 mấy người các ngươi lão già năm đó giống như này giả nhân giả nghĩa lão tử đã sớm nhìn thấu các ngươi bây giờ thế mà còn bao che một cái nhân tộc tiểu tử muốn cùng toàn bộ nam cương yêu tộc là địch xem ra các ngươi quả nhiên là đem mình làm nam cương yêu tộc thánh địa không đem đông đảo yêu tộc để ở trong mắt một tiếng cười ha ha, lại làm cho không ít yêu tộc trong lòng xẹt qua một tia phẫn hận. Đúng vậy a, à, thánh yêu môn xem như nam cương yêu tộc thánh địa, bây giờ lại bao che một cái vết yêu tộc nhân tộc tiểu bối. Về tình về lý, cái này đều không thích hợp. Cái này Lê Mị, xem ra cũng là hướng về phía chuyện này mà đến, không biết là hắn đơn thuần vì báo thù, vẫn là có người ở sau lưng ủng hộ. Yêu tộc bên trong không thiếu một chút tâm tư kín đáo hạng người, tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề mấu chốt. Năm đó cái này Lê Mị, nghe nói chính là độc chết mấy người đệ tử chính là là nhân tộc xuất thân, hắn đối nhân tộc cừu thị cũng không thấp a. À. Hôm nay hắn nắm lấy cơ hội, nếu là phía sau có mấy cái kia để môn chỗ dựa, còn thật có thể làm xảy ra chuyện ra. Lúc này, người sáng suốt cũng đều nhìn ra, phía sau mạn thúc đẩy người, cuối cùng bắt đầu xuất thủ. Lê Mị chỉ bất quá là một cái trong số đó, phải chăng còn sẽ có thủ đoạn khác, không ai có thể dự đoán được thánh yêu môn mấy vị đệ tử chính muốn xuất thủ, lại bị lục trưởng lão mấy người ngăn lại. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó, lần này triều thánh thiên thê xuất hiện tận dụng thời cơ, mấy người các ngươi không cần lãng phí tốt đẹp như vậy cơ hội. Nguyên lai like những đệ tử này, chính là bây giờ thánh yêu môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, tương đối xuất sắc mấy người. Thế nhân đều biết triều thánh thiên thê tại thánh yêu môn nắm giữ bên trong, lại căn bản không rõ ràng, cho dù là thánh yêu môn người muốn đi vào triều thánh thiên thê, cũng không phải tùy thời có thế. Lần này, thánh yêu môn hao tốn rất lớn đại giới, trước thời hạn để triều thánh thiên thê hàng thế, trừ chuyển di đám người lực chú ý bên ngoài cũng có để môn hạ đệ tử thừa cơ leo lên thang trời tìm kiếm cơ duyên của mình quyết định này. Mấy cái kia đệ tử có chút không cam tâm, nhưng lại nhẹ gật đầu. Mấy người đạp lên triều thánh thiên thê, rất nhanh liền thể hiện ra so với còn lại mấy cái bên kia tông môn thiên tài cùng tán tu ưu thế. Dù sao cũng là thánh yêu môn bên trong ra thiên tài, ngay từ đầu một ngàn tầng cao độ tại trước mặt bọn hắn, như là đất bằng, trong chớp mắt, liền nhảy lên. Một màn này, nhìn không ít nguyên bản hoài nghi thánh yêu môn biển thủ, một mực trong bóng tối lợi dụng triều thánh thiên ý kiếm lời cường giả yêu tộc, đều là ngậm miệng lại mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, triều thánh thiên thê chỉ có một lần cơ hội. Một khi bên trên một cái trong luân hồi từng lên trời bậc thang người, tại cái tiếp theo luân hồi tuyệt đối không có tư cách đi lên. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy thánh yêu môn mấy vị thiên tài lại có thể leo lên đi, vậy liền mang ý nghĩa cho dù là thánh yêu môn, cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ, để môn hạ đệ tử, leo lên triều thánh thiên thê đi lĩnh ngộ những thánh hiền kia lưu lại vô địch ý chí. Duy chỉ có Lê Mị xuất hiện, ngoài thánh yêu môn đoán trước mấy cái lão bất tử, đã hôm nay bị ta đụng phải, năm đó thù, hôm nay liền hảo hảo tính toán. Có liệt hồn chung tại tay, Lê Mị căn bản không hề cố kỵ. Bản thân Tu Vi cũng đã là bán yêu đế hắn, cầm trong tay liệt hồn chung, thánh hoàng không ra, người nào có thể ngăn cản hắn. Chương 2853 Thánh hoàng cấp giằng co Nguồn Mê truyện audio com Liệt hồn chung mới ra, thánh yêu môn vừa rồi vẫn chưa động thủ ba tên trưởng lão, giờ phút này lại là thần sắc ngưng trọng liên thủ kết trận. Bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào, đều có thể bắt lại Lê Mị. Nhưng là đối mặt liệt hồn chung, dù là ba người liên thủ đều không nhất định là đối thủ. Sở dĩ ba người trực tiếp bố hạ một cái trận pháp, lấy ba người là chủ đạo. Một môn tam đế cổ xưa nội tình, tự nhiên có vô số ngoại nhân chỗ không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Tam tài trận. Lý Diệt nhãn tình sáng lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra, một bộ này ba người trận pháp, chính là trong truyền thuyết thượng cổ hợp kích trận pháp, tam tài trận này trận cũng không coi là bao nhiêu nghịch thiên trận pháp, lại không phải người người có thể làm được. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là muốn ăn ý. Hiển nhiên, thánh yêu môn mấy vị trưởng lão mấy ngàn trên vạn năm tình nghĩa đồng môn, đã sớm lẫn nhau quen thuộc. Một bộ này trận pháp thi triển đi ra, tuyệt đối không phải đơn giản đem lực lượng của ba người kết hợp, mà là phát huy ra gấp bội hiệu quả. Đáng tiếc, vẫn còn có chút tì vết, nếu là có thể hoàn mỹ thi triển tam tài trận, ngược lại là có cơ hội chống lại cái kia một cái chung đồng. Lý dịch trận pháp, chính là truyền từ thượng cổ trận đạo đại phái, Thiên Thánh Tông. Tự nhiên đối với cái này tam tài trận, cũng có sự hiểu biết nhất định. Thậm chí có thể nói, trong mắt hắn, thánh yêu môn chỗ bảo lưu bộ này tam tài trận, cũng không hoàn chỉnh, mà là có chỗ thiếu thốn. Mặc dù bình thường người nhìn không ra, lại trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ. Đồng thời, quả nhiên ứng nghiệm hắn dự đoán. Mặc dù ba tên trưởng lão ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy thế cân bằng, thế nhưng là 30 chiêu về sau, liền bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Ha ha ha, ba cái lão bất tử hôm nay trước hết cầm ba người các ngươi máu tươi đến tế trong tay của ta liệt hồn chung ken đáng sợ tiếng chuông để ba tên trưởng lão dồn dập thổ huyết bay rơi ra ngoài ba tên bán yêu đế cường giả liên thủ hơn nữa còn lấy trận pháp gấp đôi tăng thực lực lên đều ngăn cản không nổi mẹ ơi cái này liệt hồn chung cũng thật là đáng sợ nghe đồn chung này chính là là năm đó thánh yêu môn một vị yêu tôn luyện chế pháp khí nhưng là theo vị kia yêu tộc rơi vào ma đạo về sau liền biến thành một kiện sát nhân ma khí không biết uống qua bao nhiêu cường giả máu tươi. Trong đó yêu hoàng vô số kể, liền bán đế thánh hoàng, đều có vẫn lạc tại phía trên ví dụ, bây giờ xem ra lại muốn dẫn đến một trận giết chóc phong bạo. Dừng tay. Ngay tại ba tên trưởng lão muốn chết thảm tại liệt hồn chung hạ lúc, hư không bên trong lại truyền ra một tiếng hừ lạnh. Đồng thời chỉ nhìn thấy một cái tay từ hư không bên trong nhô ra, hướng thẳng đến cái kia liệt hồn chung ông đồng đi. Lê Mỹ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trong tay liệt hồn chung lập tức hóa thành số to khoảng 10 trượng, tự như một đồng hồ tháp oanh nháy mắt thánh yêu môn ba tên trưởng lão liền bị chụp vào trong sống chết không rõ mà cái kia hư không bên trong xuất hiện một cái tay cũng không dám tiếp tục động thủ ha 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 thánh yêu môn lão bất tử ba người bọn họ liền tại bên trong ngươi nếu là dám ra tay lão tử liền có thể để bọn hắn lập tức hồn phi phách tán lê mị cùng trong lúc cười lại là chính mình phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên lấy hắn vừa rồi liên tục thôi động liệt hồn chung cũng là bị một chút phản phệ cùng bị thương nhẹ. Dù sao cũng là một kiện ma khí, cho dù là nắm giữ nó người, đều lại nhận một chút ma khí phản phệ. Một bóng người, từ hư không bên trong đi ra. Yêu tôn. Nhìn thấy cái kia một bóng người, vô số yêu tộc đều là nhìn không được bái lạy. Yêu tôn. Tương đương với nhân tộc Thánh Hoàng. Tại Nam Cương, đây chính là gần với đại đế vô địch tồn tại. Dù cho là đối với Thánh yêu môn rất nhiều bất mãn một chút yêu tộc, giờ phút này đều là lộ ra vẻ kính sợ thả ba người bọn họ, bản tôn có thể để ngươi còn sống rời đi. Xuất hiện tự nhiên là thánh yêu môn một vị yêu tôn thánh hoàng, người này lý dịch tự nhiên cũng đã gặp, chính là trước kia từ hắn nơi này vào tay một viên trường thọ đang yêu tôn. Thả bọn hắn. Ha ha ha. Hôm nay ta lê mị, liền không nghĩ tới buông tay. Người người đối với yêu tôn thánh hoàng đều là không không kính sợ, nhưng là hắn lê mị khác biệt. Đám người nghi hoặc, đến cùng là cái gì để hắn như thế không sợ. Liệt hồn chung mặc dù liệt hồn chung đáng sợ vô cùng, nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là một cái yêu tôn a à. quả nhiên cái kia hư không bên trong bóng người sắc mặt giận dữ, hư lạnh một tiếng, hướng thẳng đến liệt hồn chung một trảo. nhưng vào đúng lúc này lại là một đạo vô địch đáng sợ khí tức xuất hiện, nửa đường trực tiếp che lại cái kia liệt hồn chung, thậm chí cùng thánh yêu môn vị này yêu tôn còn trong bóng tối đối một chiêu, hư không trực tiếp phát ra đáng sợ tiếng vỡ vụn, cũng may thượng tam giới không phải hạ cửu vực có thể so sánh, mặc dù đáng sợ như vậy va chạm, cuối cùng vẫn là không có để hư không vỡ vụn. Tô huynh, ngươi thân là yêu tôn chi thân, đối với một cái hậu bối xuất thủ, thật có chút không thể nào nói nổi a. À. Yêu tôn? Lại là một cái yêu tôn. Nhưng là lần này cũng không phải thánh yêu môn cường giả, đám người xem xét đều là biểu lộ liên tục thay đổi. Trời ạ, à, đây không phải là Khanh Thương môn Linh Tê Yêu Tôn a. À. Có người nhận ra vừa rồi che lại liệt hồn trung đạo nhân ảnh kia thân phận, hét lên kinh ngạc. Linh Tê Yêu Tôn, Khanh Thương môn. Không hề nghi ngờ, đến lúc này phổ thông yêu tộc tự nhiên là không có tư cách nhúng tay đến loại này quyền lực đấu tranh bên trong. Nhất là, yêu tôn thánh hoàng đều xuất hiện, bình thường yêu tộc cái kia có tư cách. Liền yêu hoàng cường giả ở thời điểm này, đều cũng phải đứng dịch sang bên, không có tư cách nhúng tay. Linh Tê Người đây là ý gì? Thánh yêu môn bên này, tới chính là trước kia cùng Lý Diệp còn tính là quan hệ tốt đẹp ngọc bảo yêu tôn, giờ phút này hắn sắc mặt trầm xuống. Ba tên trưởng lão bị trấn áp tại cái kia liệt hồn chung bên trong, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Tô Huynh làm gì giả vờ như không biết, hôm nay Nam Cương vô số yêu tộc tụ tập ở đây Linh Yêu Thành, bất quá chỉ là vì một việc. Nếu là Tô Huynh cùng Thánh Yêu Môn, có thể đem người giao ra, cũng coi là đều đại hoan hỷ, mà lại Thánh Yêu Môn vẫn là Nam Cương yêu tộc trong suy nghĩ Thánh Địa. Quả nhiên là vì việc này. Nếu như Thánh Yêu Môn không giao đâu. Ngọc Bảo Yêu Tôn tự nhiên là không tán thành đem Lý Diệp giao ra, dù sao thủ Lý Diệp ân tình hắn, có thể không làm được loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Ha ha, Tô Huynh làm gì như thế? Bất quá là một nhân tộc tiểu bối, Thánh yêu môn chẳng lẽ muốn vì hắn, hủy cái này trăm ngàn vạn năm tới danh dự. Hai đại yêu tôn thánh hoàng đối thoại, tự nhiên không ai có thể cắm vào bên trên lời nói. Liền Lê Mị dạng này cùng nhân, cũng thấy Khắc Yên lặng ngốc ở một bên. Từ ánh mắt của hắn biến hóa liền có thể nhìn ra, vị này đã từng thánh yêu môn khí đồ, đã đầu nhập vào khanh thương môn ông ấp ngọc bảo yêu tôn cái gì cũng không nói, chỉ là khẽ nhíu mày. Vốn là chỉ là một cái Lê Mị, hắn xuất thủ tự nhiên có thể cầm chắc lấy nhưng là bây giờ khanh thương môn một vị yêu tôn nhúng tay, lại làm cho hắn có chút do dự đứng lên. Càng quan trọng hơn là, thánh yêu môn ba vị trưởng lão tính mạng, đều tại nhân gia một ý niệm. Ha ha ha. Linh tê yêu tôn lời ấy cũng chính là bản tôn suy nghĩ. Lại là một thân ảnh đáng sợ từ hư không bên trong nổi lên. Đám người xem xét đều là từng cái trận mắt hốc mồm. Yêu tôn. Lại tới một vị yêu tôn thánh hoàng. Chương 2854. Ngôn xuất pháp tùy. Nguồn, mê truyện audio com một cái yêu tôn thánh hoàng liền đầy đủ dọa người hiện tại trực tiếp xuất hiện ba vị bất quá như thế vẫn chưa đủ lại là một giọng già dạ nua vang lên hôm nay nhiều bạn cũng như vậy đều tới xem ra lão thân cái này náo nhiệt cũng là có cần phải đến góp một tiếp cận chỉ nhìn thấy hư không bên trong hiện ra một thân ảnh chính là một cái lão ẩu tóc trắng xóa chống một cây quải trượng nhưng mà nhìn thấy hắn nháy mắt vô số người đều hít vào một hơi ngân xà lão yêu không biết ai thấp giọng kinh hô nhưng mà sau một khắc, người kia liền trực tiếp kêu thảm một tiếng, toàn thân hóa thành huyết vụ, cứ như vậy trực tiếp hồn phi phách tán, liền thần hồn đều cùng một chỗ tiêu tán tại trong mắt mọi người. Phải biết, người kia thế nhưng là một vị yêu hoàng. Hơn nữa còn là một vị trung vị yêu hoàng. Lão thân không quá ưa thích có người nói ra cái tên kia, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bà lão kia mặt mũi tràn đầy hiền lành, nhưng là tất cả mọi người là nhìn không được trục cổ một cái. Một trong đó vị yêu hoàng nói dết liền dết, không chút nào dây dưa dài dòng loại này lôi đình thủ đoạn thế nhưng là đem không ít yêu tộc dọa đến run lẩy bẫy. nguyên lai là ngân xà đạo hữu ngọc bảo yêu tôn khẽ châu mày mà toàn bộ linh yêu thành có bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua bốn vị yêu tôn thánh hoàng giáng lâm loại này tràn diện một chút yêu tộc tiểu bối căn bản là chưa hề gặp qua trời ạ à, linh tê yêu tôn ngân xà yêu tôn còn có cái kia không phải thiên khánh yêu tôn a à. móa nó cửu diệu điện lục thủy viên cùng khanh thương môn lần này xem ra là quyết định muốn đem thánh yêu môn từ năm cương thứ nhất đến môn vị trí bên trên kéo xuống riêng phần mình đều tới một vị yêu tôn thánh hoàng nguyên lai cái này linh tê yêu tộc chính là khanh thương môn một vị lão tổ mà cái này ngân xà lão tổ càng là địa vị rất lớn cửu diệu điện bên trong bối phận đều là cực cao về phần cái kia thiên khánh yêu tôn ngược lại là trong mấy người tên tiếng không lớn bất quá ngay cả như vậy một vị yêu tôn đủ để cho toàn bộ nam cương chỉ ít bây giờ linh yêu thành biến khó mà bắt sợ tới sờ lui mà lại người này phía sau, chính là lục thủy viên cái này nam cương đế môn xem như chèo chống. Ba đại đế môn là cái này chân chính muốn xuất thủ. Có người sáng suốt xem xét, liền cười hắc hắc nói. Cái gì nam cương tán tu yêu tộc, cái gì lê mị, bất quá đều là khai vị chút thức ăn. Hiện tại mới là làm thật. Ba vị đạo hữu đến ta linh yêu thành, chẳng lẽ muốn cùng bản tôn ôn chuyện. Ngọc Bảo yêu tôn thần sắc không thay đổi, nhưng là một người đối mặt ba vị cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, trong lòng cũng là sẽ qua một tia cảnh giác ha ha, Tô Huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi, chúng ta mấy cái đến đây, cũng không vì khác, đem cái này nhân tộc tiểu bối giao ra, cho Nam Cương yêu tộc một cái công đạo. Linh Tê yêu tộc hắc hắc cười lạnh. Ba vị vẫn là mời trở về đi. Trong con mắt của mọi người, ba đại đế môn đồng thời tạo áp lực, hơn nữa còn một lần tới ba vị yêu tôn thánh hoàng ra mặt. Dù là thánh yêu môn nội tình lại thâm hậu, mặt mũi này vẫn là cần cho. Dù sao lập tức đắc tội ba cái đế môn đạo thống, đối với thánh yêu môn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt dù là thánh yêu môn nội tình tại Nam Cương không ai bằng, thế nhưng là cuối cùng cũng không phải vô địch thiên hạ, hiệu lệnh bày yêu. Chỉ là, Ngọc Bảo yêu tôn cái này quả quyết khẩu khí, để Linh Tê yêu tôn ba người đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đây mới là bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Bất quá mặt ngoài, cái kia thiên khánh yêu tôn lại khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Tô Huynh làm gì như thế, một cái nhân tộc tiểu bối mà thôi, đã hắn dám ở Nam Cương giết yêu tộc, liền muốn vì mình sợ tác sở vi, trả giá đắt. Rất đường hoàng, ai cũng biết, Nam Cương yêu tộc chục triệu, mỗi ngày đều chết hàng trăm hàng ngàn, cũng chưa chắc có thể làm cho yêu tôn thánh hoàng loại này tồn tại ra mặt đến trả thù. Chỉ là việc này chỗ máu chốt, ngay tại ở kẻ giết người, cũng không phải là yêu tộc. Hơn nữa còn bị thánh yêu môn mang đi. Lý công tử chính là ta thánh yêu môn quý khách. Ngọc Bảo yêu tôn lạnh hừ một tiếng, lý dịch một viên trường thọ đan, chỉ ít để hắn tăng lên hơn 10 năm thọ nguyên. Đây là hắn phục dụng vô số thọ đan tiên dược kết quả, Thể gian cái này bình thường tiên dược đối với hắn đều đã không có quá nhiều tác dụng, mà lý dịp một viên thuốc lại có loại này hiệu quả, đủ để cho hắn tại hao hết thọ nguyên huyết khí trước đó, tại trong thạch quan phủ bụi 100.000 năm lâu. 100.000 năm Có lẽ đối với bất luận cái gì một người tu đạo đều là lâu đời tuế nguyệt, cho dù là võ hoàng yêu hoàng, cũng bất quá 1-2 vạn năm tuổi thọ. Nhưng là đối với một cái truyền thừa cổ xưa, 100.000 năm, chỉ cần cái này 100.000 năm hắn còn tồn tại, liền tương đương với nhiều một vị thủ hộ giả đế môn đạo thống làm người kiên kỵ nhất cùng kính sợ, cũng không phải là đại đế. Dù sao toàn bộ thần thẳng châu, đế môn đạo thống mặc dù đều là nắm giữ đại đế cái kia nhóm cường giả, thế nhưng là đại bộ phận đại đế đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí liền đại đế truyền nhân đều cũng không rõ ràng đại đế hướng đi. Mà những cổ xưa kia thánh hoàng, vì kia vị tiền bối, chính là một cái đế môn đạo thống làm người kiên kỵ nhất nhân tố. Một khi phát sinh đại chiến, dù ai cũng không cách nào cam đoan lại đột nhiên bốc lên ra bao nhiêu cổ xưa thánh hoàng, những này đã từng vô địch hạng người, coi như đến mức đèn cạn dầu, thật muốn liều mạng, đại đế gặp đều muốn đi đường vòng. Đây không phải là một vị thánh hoàng, mà là một cái đế môn đạo thống, vô số năm qua lắng động một loại nội tình cùng vốn liếng. Thử hỏi, cho dù là đại đế tự mình dết đến tận cửa, đột nhiên trước mặt toát ra 10 cái 20 cái thánh hoàng cùng ngươi liều mạng, liền đại đế đều muốn quá ư sợ hãi. Đại đế là vô địch, thế nhưng là thánh hoàng cũng được khen là vô địch. Một khi không để ý tính mạng, đại đế trừ phi muốn trả giá đắt, nếu không tự nhiên sẽ không vui chính là bởi vì điểm này thánh yêu môn bên trong có không ít lão tổ đều phản đối giao ra lý diệp bọn hắn đều là thu lý diệp trường thọ đang người đối với tại bọn hắn loại này tồn tại bảo vật tầm thường cũng tốt công pháp cổ kinh cũng được đều đã không phải là bọn hắn truy cầu đối với tại bọn hắn gia tăng thọ nguyên mới là duy nhất nhu cầu mà lý diệp lại có thể thỏa mãn bọn hắn điểm này tô huynh lời ấy phải chăng cũng đại biểu cho thánh yêu môn quyết định linh tê yêu tôn khặt khặt cười lạnh một tiếng thánh yêu môn quyết định đúng vậy a, à, Ngọc Bảo yêu tôn mặc dù là cao quý yêu tôn thánh hoàng, tại thánh yêu môn địa vị rất cao, thế nhưng là cũng không phải là hắn định đoạt. cái này đích xác là thánh yêu môn quyết định. hư không bên trong truyền đến một đạo pháp âm, tự như từng đạo pháp tắc giáng lâm tại trước mặt mọi người. ngôn xuất pháp tùy đám người một mặt hoảng sợ, liền linh tê yêu tôn đám ba người đều là đầy mặt động dung. ngôn xuất pháp tùy liền thánh hoàng đều không thể làm đến bước này. trời ạ, à, thanh âm này chẳng lẽ là không ít cường giả yêu tộc đều là toàn thân rung lên. Thánh hoàng yêu tôn, chính là vô thượng cảnh giới, nhưng là hiển nhiên thanh âm này chủ nhân so với thánh hoàng yêu tôn, càng đáng sợ. Ngọc Bảo yêu tôn trực tiếp không mình hành lễ, cái kia thái độ đủ để chứng minh hết thảy. Đại đế. Chỉ có đại đế, mới có thể đủ làm đến bước này. Cũng chỉ có đại đế, mới có thể ngôn xuất pháp tùy. Nếu như nói Ngọc Bảo yêu tôn nói muốn bảo đảm lý dịp, đám người còn tịnh không để ý, nhất là ba đại đế môn. Nhưng là nếu như là một vị đại đế chính miệng nói ra đâu. Lúc này, liền thấy Linh Tê yêu tộc ba người từng cái thần sắc trên mặt liên tục thay đổi. Chương 2855. Bằng ý đại đế. Nguồn. Mê truyện audio.com. Đại đế. Thánh yêu môn đại đế. Thế nhân đều biết, Thánh yêu môn đại đế tổng cộng có 3 vị. Trừ sớm nhất Yêu Thiên đại đế bên ngoài, đã từng còn có một vị nhân tộc đại đế, tên là Đông Nhạc đại đế. Bất quá hai vị này đại đế đã sớm không hỏi thế sự thậm chí không người biết được bọn hắn phải chăng còn sống sót. Bây giờ Thánh Yêu Môn, nếu là vừa rồi vị kia đại đế là người phương nào, cái kia chỉ có một người. Sư Tôn. Thánh Yêu Môn công chúa thần sắc hơi có chút kích động, mà Lý Diệp cũng đồng thời biết vừa rồi cái kia có thể làm được ngôn xuất pháp tùy thanh âm chủ nhân, nguyên lai chính là Thánh Yêu Môn Băng Ý đại đế. Nguyên lai là Băng Ý đại đế. Linh Tê, Yêu Tôn ba người, lúc này cũng có chút không người. Bọn hắn là Yêu Tôn Thánh Hoàng không giả, thế nhưng là so với đại đế lại kém xa mặc dù thế nhân đều nói thánh hoàng là đủ để cùng đại đế sống vai cường đại tồn tại, nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Thánh hoàng vô địch, chỉ là nhằm vào đại đế bên ngoài cường giả, tại đại đế trước mặt, trừ phi là loại kia cực kỳ yêu nghiệt thánh hoàng, nếu không cũng chính là có hy vọng bảo trụ một mạng, bỏ trốn mất dạng mà thôi. Ngươi, tại ta thánh yêu môn, các ngươi nếu là muốn đem người mang đi, trực tiếp đạp phá thánh yêu môn đại môn liền có thể. Thanh âm không lạnh không nhạt, lại cơ hồ khiến linh tê yêu tôn ba người cái trán tất cả đều là mồ hôi càng đừng đề cập cái khác linh yêu thành bên trong yêu tộc đây chính là băng ý đại đế còn có cái này bình thản khẩu khí đạp phá thánh yêu môn đại môn nói đùa cái gì liền xem như cửu diệu điện có cùng thánh yêu môn tranh cao thấp một hội hùng tâm nhưng cũng lòng già biết rõ hiện tại cửu diệu điện cùng thánh yêu môn so sánh vẫn là có chênh lệch càng đừng nói lục thủy viên cùng khanh thương môn hai cái đế môn đạo thống ở trong mắt thánh yêu môn cũng không gì hơn cái này bá khí rất nhiều yêu tộc từ nhỏ đã nghe nói thánh yêu môn thần thoại bây giờ mới chính thức thấy được thánh yêu môn bá khí một mặt bất quá ngọc bảo yêu tôn lại hơi có chút toát ra mồ hôi lạnh nếu như cái này lời nói không phải từ băng ý đại đế trong miệng nói ra liền hắn đều bị giật nảy mình a à, đế tôn nói quá lời chúng ta đến đây bất quá chỉ là vì nam cương chúng yêu tộc tìm kiếm một cái thuyết pháp ngân xà yêu tôn chống quải trượng nhưng là khí tức trên thân đầy đủ để thượng vị yêu hoàng cũng không dám tới gần đại đế mặc dù đầy đủ dọa người nhưng là lần này bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là ba đại đế môn đạo thống liên thủ phía sau màn còn có những người khác một cái băng ý đại đế, hoàn toàn chính xác trấn trụ bọn hắn, lại trấn không được cái kia người sau lưng. Thuyết pháp. Các ngươi nếu là muốn đòi một lời giải thích, liền tự thân lên thánh yêu môn đến bản đế trước mặt lấy đi. Liền lý diệt đều nghe hơi có chút bóp đem mồ hôi lạnh, loại này khí thế cùng tự tin cũng chính là đại đế có cái này lực lượng. Đối mặt ba vị yêu tôn thánh hoàng, thậm chí là bọn hắn phía sau đế môn đạo thống. Bên trên băng ý đại đế trước mặt là lấy muốn thuyết pháp. Cho dù là ngân xà yêu tôn cũng không nhịn được nghẹn lời, nàng tự nhiên không dám thật muốn lên thánh yêu môn, mặc dù nàng không cho rằng thánh yêu môn dám giết nàng, nhưng là đối mặt một vị đại đế, thật muốn bị đại đế một chưởng cho bổ, cũng không thể trực tiếp để cửu diệu điện cùng thánh yêu môn khai chiến đi. Mà lại, người bình thường không rõ ràng, nhưng đã đến bọn hán độ cao này, kỳ thật đều rõ ràng vị này băng ý đại đế trước kia một chút kinh nghiệm. Cái này, Linh Tê Yêu Tôn cũng là đưa ánh mắt dời, Thiên Khánh Yêu Tôn chỉ khi không nghe thấy. Mà Linh Yêu Thành bên trong, một chút và một đời cường giả, cũng là có biết huyền cơ nghe đồn băng ý đại đế lúc còn trẻ cũng là nam cương nổi danh tuyệt thế giai nhân đã từng còn cùng cửu diệu điện một vị tuyệt thế thiên tài từng có tình cảm gút mắt mặc dù cụ thể không rõ ràng nhưng là năm đó băng ý đại đế cũng còn chưa bước vào đế trữ trước đó đã từng cả người là tổn thương trở lại thánh yêu môn không ai biết xảy ra chuyện gì việc này lão phu cũng có nghe thấy cái kia hẳn là là mười vạn năm trước đó đêm năm đó băng ý đại đế bất quá mới ra đời mà cửu diệu điện năm đó nhưng lại có một vị hoành không xuất thế vô địch yêu nghiệt tên là cho phép giấu trăm tuổi liền bước vào đế trữ, càng là tại Nam Cương bại một lần khó cầu. Liền rất nhiều thánh hoàng lão tổ, cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Được khen là có khả năng nhất trở thành cửu diệu điện vị thứ hai đại đế nhân tuyển. Đúng vậy a, à, đáng tiếc, về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho phép giấu người này tẩu hỏa nhập ma, đại sát tứ phương, rơi vào ma đạo, đã từng một trận để Nam Cương không ít tông môn liên thủ muốn tru sát, mà cửu diệu điện lại đem người bảo đảm xuống tới. Đoạn thời gian kia, cũng đúng lúc là băng ý đại đế cả người là tổn thương thời gian, trong đó khẳng định xảy ra chuyện gì. Mọi nhân như thế nào suy đoán cũng không biết được, nhưng là ngân xà yêu tôn tự nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mặc dù năm đó nàng cũng còn chưa xuất sinh, lại biết trong đó nội tình. Chính là bởi vì biết, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào thánh yêu môn, càng sẽ không xuất hiện tại băng ý đại đế trước mặt, cái kia là muốn chết. Bởi vì băng ý đại đế ra mặt, dù chỉ là ngôn xuất pháp tùy, truyền tới từ xa xa nàng đế âm ý chí, nhưng cũng đầy đủ trấn trụ tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, lại truyền ra một thanh âm băng ý đại đế tiền bối xem ra là muốn hộ cái này nhân tộc bình an chỉ bất quá băng ý đại đế tiền bối có thể từng nghĩ tới người này giết ta nam cương yêu tộc đồng bào bây giờ lại bởi vì tiền bối tay mà ung dung ngoài vòng pháp luật lại không phải rét lạnh toàn bộ nam cương yêu tộc tâm thanh âm này không lớn lại cơ hội truyền khắp toàn bộ linh yêu thành loại này tu vi loại này khí thế người chưa tới âm thanh tới trước càng máu chốt cái kia trong thanh âm nghĩ nghĩ lại còn mang theo một tia ma lực không ít cường giả yêu tộc đều cảm đồng thân thụ đúng vậy a à, lời này không giả đại đế mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh thế nhưng là cũng không thể bao che một cái nhân tộc hung thủ đúng giết ta yêu tộc đồng bào nếu là không chiếm được một cái thuyết pháp ta nhìn thánh yêu môn cũng không cần tự xưng cái gì nam cương yêu tộc thánh địa trực tiếp rời đi nam cương đầu nhập kia cái gì võ thần sơn dược vương điện ông ấp tốt bày yêu bạo động lý diệt lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ nhìn thấy một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng đang chậm ung dung đi tới lại một bước một thế giới cường đại khí thế, thậm chí đủ để cùng những yêu tôn kia thánh hoàng so sánh. Đế trữ. Lý Diệp trong mắt xẹt qua một tia phong mang. Người này rõ ràng chính là một vị đạt được thương thiên ý chí đồng ý, tu luyện thương thiên đạo đế trữ. Mà lại, tuyệt đối không là lúc trước mặt tử hàng loại kia sơ bước vào đế trữ cảnh giới, trên người hắn thương thiên đạo đã triệt để thành hình. Tuyệt đối không là vừa vặn tu luyện đơn giản như vậy. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng vừa xuất hiện, vô số người liền dồn dập nhường đường ra như cùng hắn chính là thế gian này vương quần hùng quỳ lạy loại kia khí tràn so với trước đó tuyệt vô diệt đều muốn thịnh bên trên ba phần nếu như nói tuyệt vô diệt kia là lãnh khốc cùng bá khí như vậy người này chính là trời sinh vương giả chi khí lại càng làm người ta kinh ngạc cùng sợ hãi vô nhai lý diệp trong đầu đột nhiên toát ra một người một cái tại nam cương danh xưng duy nhất có thể lấy cùng thánh yêu môn truyền nhân phân cao thấp thậm chí được khen là có khả năng vượt qua thánh yêu môn truyền nhân một vị tuyệt thế thiên tài cửu diệu điện Vô Nhai công tử. Trong truyền thuyết nắm giữ thượng cổ thánh thú huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu, rốt cục vẫn là xuất hiện a. À? Chương 2856. Vô Nhai công tử. Nguồn Mê truyện audio.com. Cửu Diệu Điện, Vô Nhai công tử. Linh yêu thành bên trong, tụ tập không ít nam cương cường giả yêu tộc. Có đế môn đệ tử, cũng có những tông môn khác thiên tài, càng có vô số tán tu. Nhưng là theo Vô Nhai công tử xuất hiện, tất cả mọi người phản phất bị khí thế của hắn ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy liền dung nhập vào trong đó, trở thành vô nhai công tử bản thân một cổ đáng sợ uy thế. Một màn này, liền Ngọc Bảo yêu tôn gặp, đều thất kinh. Cửu Diệu Điền tiểu tử này, thế mà đã tu luyện đến mức độ này. Bình thường người nhìn không ra, nhưng là thân là yêu tôn thánh hoàng Ngọc Bảo yêu tôn, lại liếc mắt nhìn ra, đây rõ ràng chính là Thương Thiên Đạo đại thành một loại báo hiệu. Thương Thiên Đạo, chỉ có đế trữ mới có thể tu luyện. Một khi đại thành, chính là xung kích đế cảnh thời cơ. Lý Diệp đồng thời nhau mắt lại, có ý tứ, cửu diệu điện cái này truyền nhân ngược lại là so với trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Từ Tây Châu 16 nước, đến Tử Vong Cốc, sau đó đến Nam Cương. Lý Diệp được chứng kiến không ít tuyệt thế thiên tài. Như là mặt tử hàng, tại năm đó Tây Châu 16 nước, có thể nói là nhân trung long phượng, không ai bằng. Nhưng mà coi như mặt tử hàng bước vào đế trữ, tu luyện thương thiên nói, cái kia cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Trước mắt cái này vô nhai công tử, cũng đã là thương thiên đạo cảnh giới đại thành đó là cái gì khái niệm lý dịp trước đó chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua đông châu hạ lan bộ tộc hạ lan thiên lãng cho dù là phong hỏa thành thiếu chủ phong dương vẫn là thánh yêu môn công chúa đều vẫn chưa đi đến như thế độ cao tiểu tử xem ra ngươi gặp đối thủ thiên kiếm đại đế cười hắc hắc nói bất quá ngữ khí cũng không có nhẹ nhàng như vậy thương thiên đạo đại thành mặc dù không có nghĩa là liền thật sự có thể trở thành đại đế thế nhưng là trẻ tuổi như vậy liền thương thiên đạo đại thành vẫn là liền thiên kiếm đại đế nhân vật như vậy đều lấy làm kinh hãi cái kia hạ lan gia tiểu tử chính là phong đại thiên tài bản đế cũng không kinh ngạc nhưng là tiểu tử này ngược lại để người cảm thấy kỳ quái a à? hoàn toàn chính xác kỳ quái thương thiên nói chính là bước vào đế cảnh duy nhất lựa chọn có thế trăm ngàn vạn năm đến đế trữ ra đời không ít nhưng là chân chính trở thành đại đế lại không nhiều muốn đem thương thiên đạo tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn, trong đó gian nan, tuyệt đối không thể sau một phạm nhân tu luyện tới đế trữ đơn giản, thậm chí càng thêm khó khăn trùng điệp, cần kinh nghiệm vô số kiếp nạn. Thương thiên nói, bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới đề thăng, đều cần dẫn tới một lần thiên kiếp, muốn thương thiên đạo đại thành, ít nhất phải kinh lịch ba lượt thiên kiếp, mà lại một lần sau một lần quy lực đề thăng. Lý Diệp khẽ nhíu mày, đồng dạng là đế trữ, nhưng là một cái vừa vừa bước vào đế trữ tu luyện thương thiên đạo cường giả, cùng một cái thương thiên đạo đại thành đế trữ cường giả, cái trước thậm chí liền cái sau ba năm chiêu, đều ngăn cản không nổi. Nam Cương lại có thể xuất hiện loại này thiên phú người, bản đế cũng thật bất ngờ a. À. Thiên kiếm đại đế ý tứ, lý diệt tự nhiên minh bạch. Bất quá nhìn thấy cửu diệu điện vị này truyền nhân, lại làm giấy lên lý diệt có một đoạn thời gian yên tĩnh lại nhiệt huyết. So với thường nhân loại kia kính sợ, hắn ngược lại là có chút chiến ý dân cao. Như thế một cái đối thủ, thế gian khó tìm. Trước đó Hạ Lan Thiên Lãng, Lý Diệp lúc ấy tu vi còn yếu, mặc dù chém dết đối phương phân thân, thế nhưng là hắn biết rõ như lúc trước hạ lan thiên lãng chính là là chân thân bản tôn đến đây hắn nhiều nhất chỉ có một thành phần thắng lựa chọn duy nhất chính là phòng thủ mà không chiến nhưng là bây giờ lại khác biệt ngũ hành chi thể hắn tiếp cận đại thành càng quan trọng hơn là liên tiếp hấp thu y vân lâm cùng thánh yêu môn công chúa hai nữ nguyên âm về sau hắn bây giờ tu vi liền chính hắn đều không thể minh xác nắm chắc rõ ràng liền võ hoàng cũng không tính là nhưng là thật muốn đấu một trận thánh hoàng cũng tốt thương thiên đạo đại thành đế trữ cũng được hắn đều có sức đánh một trận tiền bối không biết vãn bối lời nói tiền bối là phủ nhận cùng toàn bộ nam cương thế hệ trẻ tuổi bên trong có lẽ cũng chỉ có một người dám ở đại đế trước mặt dùng loại này giọng điệu nói chuyện cửu diệu điện vô nhai công tử thiếu chủ ngân xà yêu tôn cho dù là loại này thân phận nhìn thấy vô nhai công tử xuất hiện lại vẫn là hơi hành lễ đủ để nhìn ra cái này vô nhai công tử tử cửu diệu điện địa vị mổ mổ ngược lại là cái này vô nhai công tử nhìn qua không hề giống là kiêu căng hạng người thậm chí còn một mặt mỉm cười một chút kiêu ngạo đều không có băng ý đại đế vẫn chưa trả lời vô nhai công tử mặc dù chính là bây giờ nam cương số một thiên kiêu thế nhưng là lấy băng ý đại đế thân phận tự nhiên không cần để ý tới hắn nhưng là vô nhai công tử lại cũng không thèm để ý nhếch miệng mỉm cười tiếp tục nói đương nhiên thánh yêu môn thủ hộ nam cương nhiều năm yêu tộc tự nhiên cũng là trong lòng cảm kích bây giờ bất quá vì một cái nhân tộc tiểu bối đại thương hòa khí cũng thật là quá lớn đề nhỏ làm không bằng dạng này như thế nào vãn bối có một cái đề nghị tất cả mọi người cho rằng vô nhai công tử xuất hiện liền đại biểu cho cửu diệu điện chính thức muốn bắt đầu đối với thánh yêu môn nam cương thứ nhất để môn đạo thống địa vị khiêu chiến lại không nghĩ rằng cái này vô nhai công tử lời nói xoay chuyển không biết vô nhai thiếu chủ có gì đề nghị ngọc bảo yêu tôn trầm giọng hỏi bằng ý đại đế loại nào thân phận Nàng sẽ xuất hiện lên tiếng bảo đảm lý diệp cũng đã làm cho đám người không dám tin tưởng, hiện tại tự nhiên sẽ không theo một tên tiểu bối nhiều sao đo. Ngọc Bảo yêu tôn, vãn bối đề nghị kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói, việc này chính là bắt nguồn từ một cái nhân tộc tu sĩ, giết ta yêu tộc mấy vị tu sĩ nói bạn dẫn dắt lên, bây giờ thánh yêu môn nguyện ý bảo đảm người này, vãn bối cũng không thể nói gì hơn. Bất quá yêu tộc đạo hữu bị giết, thân vì yêu tộc một thành viên, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến không bằng liền mời vị kia nhân tộc đạo hữu tự mình ra, ta có thể cùng hắn đơn độc một trận chiến, nếu là hắn có thể trong tay ta ngăn cản trăm chiêu bất bại, hôm nay sự tình, ta cửu diệu điện lùi lại từ đây, như thế nào? Lời vừa nói ra, ngân xà yêu tôn giật nảy cả mình. Hiển nhiên chuyện này, cũng không phải là cửu diệu điện quyết định, mà là vô nhai công tử quyết định của mình. Nhưng là khiến người ngoại ý chính là, thân là cửu diệu điện lão tổ một trong, càng là yêu tôn thánh hoàng, thế mà không có lên tiếng. Cái này khiến không ít người nhìn, đều là lông mày nhíu lại cái này vô nhai công tử xem ra đã là dự định cửu diệu điện người nhậm chức môn chủ kế tiếp không chỉ như thế nhìn cái này ngân xà yêu tôn thái độ cửu diệu điện vị này truyền nhân xem ra cách cảnh giới kia đã không xa mặc kệ đám người như thế nào vô nhai công tử trên mặt đều mang vẻ mỉm cười ngọc bảo yêu tôn một mặt khó xử vô nhai công tử chiêu này đề nghị tuyệt đối để thánh yêu môn ở vào một cái tương đương lúng túng vị trí không biết thánh yêu môn cảm thấy đề nghị của ta như thế nào vô nhai công tử nụ cười trên mặt không thay đổi càng lộ vẻ khí độ bất phàm. Một chút yêu tộc tán tu càng là dồn dập tán thưởng, vô nhai công tử không hổ là đế môn truyền nhân, thiên phú hơn người khí độ cũng là thường nhân khó mà với tới A. À. Đúng vậy A, à, so với thánh yêu môn, gần nhất mấy vạn năm, cửu diệu điện càng có thể đại biểu chúng ta nam cương yêu tộc, nhất là cái này vô nhai thiếu chủ, nếu là hắn trở thành đời tiếp theo đại đế, tự nhiên có thể dẫn dắt chúng ta yêu tộc đi đến phùng vinh. Một chút yêu tộc dồn dập nghị luận, trong đó một số người lại thần sắc lấp lóe, rõ ràng là cố ý mà làm chương 2857. Ai mới là nam cương đệ nhất thiên tài? Nguồn. Mê truyện audio com Nam cương đã có thật lâu không có xuất hiện một vị có thể dẫn dắt yêu tộc vĩ đại thánh hiền. Từ khi tam giới đoạn tuyệt vãng lai, Nam cương từ đầu đến cuối đều tại thần Thằng châu, ở vào một cái tương đương lúng túng vị trí. Thần thằng châu, chung quy là nhân tộc thiên hạ, càng có võ thần sơn, dược vương điện loại này thánh địa tồn tại. Nam cương những năm này, mặc dù đại đế ra đời không ít, thế nhưng là thật muốn nói lên để nam cương chúng yêu tộc nhận định thánh hiền từ xưa đến nay đều không có mấy cái yêu thiên đại đế đã từng nam cương không miệng chi chủ cũng là một cái duy nhất bị tất cả nam cương yêu tộc đồng ý yêu tộc chung chủ vì sao thánh yêu môn có thể trở thành nam cương thánh địa chỉ bởi vì đây là yêu thiên đại đế khai sáng vô thượng truyền thừa là năm đó nam cương từng vị thánh hiền tồn tại chỗ thiên tài bối xuất nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đi đến năm đó những thánh hiền kia độ cao mọi người tại vô nhai công tử trên thân phản phất lờ mờ thấy được một tia hy vọng vô nhai thiếu chủ lý công tử chính là ta thánh yêu môn quý khách hắn có nguyện ý hay không ra cũng không phải là ta thánh yêu môn có thể quyết định ngọc bảo yêu tôn không lạnh không nhạt trả lời một câu bất quá trong lòng lại là không chắc bây giờ lý diệp cũng không tại thánh yêu môn nhưng mà từ đầu tới đuôi bọn hắn giải thích cũng vô dụng bởi vì không ai sẽ tin tưởng thậm chí còn sẽ cho rằng đây là thánh yêu môn tận lực che chở kết quả Ngọc Bảo yêu tôn tiền bối đề nghị của ta đã đưa ra. Nếu là vị kia nhân tộc thiên tài không nguyện ý xuất chiến, ta cửu diệu điện mặc dù không bằng thánh yêu môn cường đại, nhưng là vị Nam Cương yêu tộc mặt mũi cùng tôn nghiêm, cho dù là lấy trứng chọi đá, hôm nay ta vô nhai cũng phải vì Nam Cương yêu tộc tranh lần trước. Khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, nhất là còn lấy đại nghĩa như vậy danh phận phía dưới, càng làm cho không ít yêu tộc đều là dồn dập lộ ra vẻ động dung. Vô nhai thiếu chủ nói không sai. Nam Cương yêu tộc tự tôn tuyệt đối không cho phép một cái nhân tộc tiểu tử chà đạp nếu là không đem người giao ra, hôm nay coi như chiến tử ở đây, cũng muốn đòi một lời giải thích. Nói rất đúng. Thánh yêu môn tự xưng cái gì yêu tộc thánh địa, lại đảng bao che một cái nhân tộc hung thủ, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Nếu là không nguyện ý giao người, chúng ta liền giết tới núi đi. Không biết vị nào yêu tộc tức giận khó nhìn, trực tiếp tuôn ra nói tục. Lần này phủ lên, càng là dẫn tới trước đó không ít bởi vì triều thánh thiên thê mà dời đi lực chú ý cường giả yêu tộc, đều hơi lộ ra ngẩn cao chiến ý, chỉ bất quá người hữu tâm cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những này lớn tiếng tuyên gọi người, căn bản chính là giấu trong đám người, căn bản là không có cách tìm ra thân phận của bọn hắn. Rõ ràng, là cố tình làm. Chư vị, chư vị, xin nghe ta một lời. Ngay tại tràng diện này hơi không khống chế được lúc, lại nghe được vô nhai công tử cao giọng ngăn cản đám người. Khoan hãy nói, hắn lúc này ẩn ẩn có một loại quân lâm nam cương đại thế ở trên người hắn chậm rãi hình thành, dĩ nhiên không ít người đều yên tĩnh trở lại, một màn này có thể để thánh yêu môn chư vị trưởng lão ngọc bảo yêu tôn đều có chút sầm mặt lại vô nhai thiếu chủ mời nói chúng ta tự nhiên là lấy vô nhai thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó lại là có người cao giọng nói nhưng lại chưa bao giờ nhìn ra là người phương nào đã chư vị như thế để mắt tại hạ tại hạ cũng liền cố mà làm hôm nay chư vị không nên vọng đồng thánh yêu môn mặc dù chứa chấp cái này nhân tộc tiểu bối nhưng là cũng không có nghĩa là thánh yêu môn liền đứng ở nam cương yêu tộc mặt đối lập trăm ngàn vạn năm đến từ yêu thiên đại đến thời đại, thánh yêu môn từ đầu đến cuối xem như nam cương yêu tộc thủ hộ, chư vị tự nhiên sẽ không quên. Hôm nay, chỉ cần thánh yêu môn nguyện ý từ bỏ nhúng tay việc này, thánh địa chi danh đồng dạng không sẽ dao động. Lời nói này nghe hợp tình hợp lý, thậm chí còn thay thánh yêu môn trên lập trường giải thích một phen. Nhưng là Ngọc Bảo yêu tôn chờ thánh yêu môn cường giả đều là biểu lộ băng lãnh, vô nhai công tử trong lời nói này ác độc, đủ để cho thánh yêu môn bây giờ lập trường vô cùng bị động. Đúng vậy a, à, đã vô nhai thiếu chủ đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng đồng ý, chỉ cần thánh yêu môn không tại bao che nhân tộc kia tiểu xuất sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ không trên núi bắt người. Không ít yêu tộc dồn dập gật đầu. Nếu là vô nhai thiếu chủ đề nghị, bản tôn cũng là đồng ý. Thiên khánh yêu tôn khẽ gật đầu, hắn kiểu nói này tự nhiên cũng đại biểu sau lưng của hắn đế môn. Ha ha, cửu diệu điện ngược lại là ra một vị tốt truyền nhân, đã như vậy, bản tôn cũng đồng ý. Linh tê yêu tôn cười ha ha, lại là để tất cả mọi người màng nhĩ bị đau đớn, tu vi yếu một chút càng là liên tiếp lui về phía sau lập tức, ba đại đế môn đồng thời tạo áp lực. Tăng thêm tụ tập tại Linh Yêu Thành không ít cường giả yêu tộc, thành thế to lớn. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng không có có ảnh hưởng đến triều thánh thiên thê bên trên vị kia vị thiên tài. Đối với tại bọn hắn mà nói, Nam Cương quyền lực đấu tranh đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đạt được lịch đại thánh hiền lưu lại cảm ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, so với bất luận cái gì tranh quyền đoạt lợi, đều muốn tới thu hoạch lớn hơn. Trong đó, tuyệt vô diệt đã bước ra một bước từ khi hắn đạp lên bốn vạn tầng trời bậc thang về sau, liền từ đầu đến cuối dựng bước không tiến. Một bước này, tự như đạp vỡ nhất trọng thế giới, nhưng là đồng thời, hắn toàn thân kịch liệt lay động, tự như chính đang chịu đựng đáng sợ đến bực nào xung kích. Tuyệt vô diệt, muốn xung kích năm vạn tầng. Có người hét lên kinh ngạc. Mà vô nhai công tử cũng là nheo mắt lại. Xem như năm cương tuyệt thế thiên kiêu, hắn tự nhiên sẽ không không biết tuyệt vô diệt. Đúng lúc này, đột nhiên hắn ánh mắt lóe lên, cao giọng nói, Ngọc Bảo yêu tôn, bằng ý đại đế, không bằng dạng này như thế nào? Nếu là thánh yêu môn không giao ra nhân tộc kia tiểu bối, chỉ cần trong truyền thuyết, được khen là nam cương đệ nhất thiên tài thánh yêu môn công chúa, có thể cùng tại hạ, ở đây triều thánh thiên thê bên trên phân cao thấp, chỉ cần thắng tại hạ, ta cửu diệu điện hôm nay đồng dạng có thể không nhúng tay vào việc này, lại không hỏi đến. Đột nhiên thái độ cải biến, cũng làm cho đám người có chút ngoài ý muốn. Không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, mà hiển nhiên chuyện này, tuyệt đối không phải ba đại đế môn quyết định, càng giống là vô nhai công tử lựa chọn của mình. Chỉ bất quá, hắn bây giờ ẩn ẩn có đại biểu ba đại đế môn tình thế, liền linh tê yêu tôn cùng thiên khánh yêu tôn, đều vẫn chưa phản đối. Vô nhai thiếu chủ muốn cùng thánh yêu môn công chúa phân cao thấp. Quá mong đợi. Rất sớm đã nghe đồn, nằm cương thiên tại bên trong, số một chính là cửu diệu điện vô nhai thiếu chủ cùng thánh yêu môn công chúa hai người này. Trong đó thánh yêu môn công chúa càng là nghe đồn bị băng ý đại đế ca tụng là có hy vọng vượt qua nàng tuyệt thế thiên tài chỉ tiếc hai người này chưa hề từng có chạm mặt cũng không giao thủ kinh lịch thật không biết gặp ai thắng ai thua có cường giả nhìn không được cảm thán thánh yêu môn công chúa lai lịch bí ẩn liền thánh yêu môn bên trong biết nàng người cũng không nhiều ngược lại là cái này vô nhai thiếu chủ chính là thiên bằng hậu duệ thánh thú huyết mạch đã sớm nghe đồn huyết mạch đã đa thức tỉnh bảy thành chưa đến tu đạo con đường sẽ không người có thể so sánh hai người này thật không biết ai mới là nam cương chân chính đệ nhất thiên tài Đám người nghị luận âm ý, Lý Diệp lại là hiếp mắt lại Vô nhai công tử cử động lần này không thể nghi ngờ đang lôi kéo người tâm bên ngoài, còn muốn lập uy Chương 2858 Nam cương đệ nhất nhân chi tranh Nguồn Mê truyện audio.com Lưỡng nang quyết định Ngọc Bảo yêu tôn sống lâu như vậy, cũng là nhất thời ở giữa có chút đáng đo khó định Mấu chốt là, hiện tại không chỉ Lý Diệp không tại thánh yêu môn, liền bọn hắn vị này bảo bối truyền nhân đồng dạng không tại a, à, cái này có thể bắt hắn cho làm khó, nhất là cửu diệu điện lần này cử động, đã sớm để nam cương chúng yêu tộc cảm thấy cửu diệu điện cũng không phải là tại hùng hổ dọa người, nhất là vô nhai công tử càng là lôi kéo được không ít cường giả yêu tộc truy phủng. tốt, thánh yêu môn không nộp ra nhân tộc tiểu tử, cái kia để truyền nhân ra cùng hắn khoa tay một phen cũng có thể a, à, bây giờ thánh yêu môn nếu như lần nữa cự tuyệt, coi như thánh yêu môn tại nam cương dư uy vẫn còn, nhưng là cũng đủ làm cho nam cương không ít yêu tộc một chút môn phái đối thánh yêu môn sinh ra cái nhìn cái này Ngọc Bảo yêu tôn do dự. Sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối cho làm khó. Mấu chốt, cái này còn không phải một cái bình thường tiểu bối. Cửu Diệu Điện truyền nhân, Thương Thiên Đạo đại thành đế trữ. Loại này thân phận, tuyệt đối không thể so hắn như thế một cái thánh hoàng yêu tôn thấp. Thậm chí từ tiềm lực mà nói, Vô Nhai công tử rất có thể trong tương lai trăm năm thậm chí mấy trăm năm, lập tức đột phá thành làm một đời đại đế. Tốt, bản đế có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này đúng lúc này đột nhiên băng ý đại đế truyền đến thanh âm đế tôn ngọc bảo yêu tôn quá sợ hãi hắn không biết vì sao băng ý đại đế lại đột nhiên đáp ứng phải biết thánh yêu môn công chúa mất tích hơn 3 năm thánh yêu môn vì tra tìm tin tức không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu mà việc này hiển nhiên cũng tiết lộ phong thanh toàn bộ nam cương sớm đã là lưu truyền sôi sùng sục chuyện gì xảy ra không phải nghe đồn thánh yêu môn vị kia truyền nhân 3 năm trước đây mất tích a à? đúng vậy a à, nghe nói thánh yêu môn 3 năm này tốt mấy vị trưởng lão ngoại trừ dò xét tin tức, đều bị người đánh lén thành trọng thương. Bây giờ nhìn cái này băng ý đại đế thái độ, chẳng lẽ người đã trải qua trở về rồi? Không ít yêu tộc thấp giọng nghị luận. Vô nhai công tử khẽ nhíu mày, kết quả này cũng không phải là hắn trong dự liệu. Cái gọi là cùng lý dịp luận bàn, vẫn là cùng thánh yêu môn công chúa trên triều thánh thiên thê phân cao thấp, đều là một loại tư thái. Hắn muốn, đơn giản chính là để thánh yêu môn lâm vào khốn cục. Đối mặt toàn bộ nam cương yêu tộc phỉ nhổ, nhưng là Băng Ý Đại Đế cái này ưng thuận, lại làm cho hắn đến tiếp sau kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Triều Thánh Thiên Thê chính là nam cương lịch đại thánh hiền đối với hậu bối khảo nghiệm. "Đã ngươi muốn ở phía trên phân ra cao thấp, bản đế giống như ngươi mong muốn." Băng Ý Đại Đế, tại nam cương mặc dù chính là gần 100.000 năm đến trẻ tuổi nhất đại đế, cũng rất ít lộ diện. "Đừng nói ngoại nhân, liên thánh yêu môn bên trong gặp qua Băng Ý Đại Đế người đều rất ít." "Tự nhiên, so với nam cương cái khác một chút đại đế, Băng Ý Đại Đế uy nghiêm cũng không cao." thậm chí có thể nói vì thường điều thấp. Đã băng ý đại đế tiền bối ưng thuận, như vậy tại hạ ngay ở chỗ này xin đợi đại giá. Vô Nhai công tử chỉ hơi hơi thất thần về sau, theo sau bật cười lớn. Thánh yêu môn công chúa cùng Vô Nhai công tử một trận thiên tài chi tranh. Không ít người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nam cương thiên tài bối xuất, nhưng là thật muốn nói người nào mới là cái kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, vẫn là mỗi người nói một kiểu nhất là vô nhai công tử cùng thánh yêu môn công chúa hai người đều có người ủng hộ ha ha cuối cùng có thể nhìn thấy hai vị này thiên kiêu một trận chính diện giao phong đúng vậy a à, mặc dù không phải chân chính giao thủ nhưng là trên triều thánh thiên thê là người chết hay là lừa chết liếc qua thấy ngay chỉ có leo lên chỗ càng cao hơn mới mang ý nghĩa tương lai có hy vọng thành làm một đời đại đế không có cái gì sau cái này càng có sức thuyết phục hoàn toàn chính xác nhất thời tu vi cao thấp mạnh yếu cũng không thể đại biểu hết thảy từ xưa đến nay, những vô địch kia đại đế tại lúc tuổi còn trẻ, phần lớn đều tao ngộ qua thất bại thậm chí không gượng dậy nổi, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều bước lên đỉnh phong chi lộ. Trở thành đại đế. Chỉ có cái này triều thánh thiên thê mới có thể phán đoán một người chân chính tiềm lực. Đông đảo cường giả yêu tộc, môn phái trưởng lão thậm chí cả một chút lão tổ, đều là đối với trận này long tranh hổ đấu, phi thường chờ mong. Nam Cương, có rất nhiều năm không có như thế thịnh sự. Hừ. Vô nhai. Ngươi đây là muốn mượn cơ hội lập uy, để toàn Nam Cương đều biết ngươi mới là Nam Cương đời tiếp theo đế vương. Tuyệt vô diệt ánh mắt băng lãnh, mặc dù khanh thương môn cùng cửu diệu điện bây giờ bởi vì cộng đồng lợi ích liên thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn cùng vô nhai công tử liền bình an vô sự. Hai người đều là thiên kiêu, đều là tâm cao khí ngạo. Muốn hắn thần phục tại người khác phía dưới, tuyệt đối không thế. Chính vì vậy, tuyệt vô diệt đôi mắt bên trong sẽ qua một sợi điên cuồng. Từ bước vào triều thánh thiên thê bốn vạn tầng, liền đã đạt đến cực hạn của hắn. Nhưng là lúc này, hắn quyết định mạo hiểm khiêu chiến cao hơn. Nhất là, cái kia năm vạn tầng cao độ. Được khen là nắm giữ chứng được đế đạo thiên phú và tiềm lực một cái độ cao. Xem ra ngươi vị sư tôn này, đã biết chúng ta tới đến Linh Yêu Thành. Lý Diệp thấp giọng cười nói, tất cả mọi người không rõ ràng vì sao băng ý đại đế sẽ đáp ứng. Nhất là thánh yêu môn đông đảo cường giả. Nhưng là Lý Diệp rõ ràng, hai người bọn họ dù là lại dịch dung điều thấp, nhưng là đối với một vị đại đế mà nói, căn bản không khó phát giác. Mấu chốt, Bằng ý đại đế sẽ nhận không ra chính mình đệ tử chỉ bất quá để thánh yêu môn công chúa cùng vô nhai công tử một trận chiến này mặc dù cũng không phải là trực tiếp giao thủ nhưng là lý diệt nhưng trong lòng sẽ qua một cái khác chủ ý bên này vô nhai công tử dẫn đầu bước vào triều thánh thiên thê cùng tuyệt vô diệt loại kia vừa lên đến liền lấy vô thượng bá khí trực tiếp xông phá ngàn tầng thẳng đến vạn tầng khí thế như hồng khác biệt chỉ nhìn thấy hắn như là nhàn nhã tản bộ từng bước một lại ẩn ẩn quanh thân để lộ ra vô thượng tiên khí vô nhai thiếu chủ không hổ là vô nhai thiếu chủ, nhìn cái này một phần thông dong, toàn bộ Nam Cương đều tìm không ra người thứ hai. Lấy thiên tư của hắn, vượt qua cái kia tuyệt vô diệt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không ít cường giả yêu tộc, liền một chút và một đời lão tổ, đều dồn dập tán thưởng gật đầu. Đúng lúc này, một thân ảnh tự như cửu thiên tiên tử hạ phàm, không người thấy rõ ràng là từ gì xuất hiện, liền phản phất từ hư không bên trong trực tiếp đạp không mà tới. Thánh yêu môn công chúa. Có người hét lên kinh ngạc xuất hiện tự nhiên là thánh yêu môn công chúa nàng từ lý diệt bên người lặng yên biến mất lại một lần nữa xuất hiện sớm đã là khôi phục vốn là dung mạo chỉ bất quá trên mặt của nàng có một tầng mạng che mặt để người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một sợi dung nhan tuyệt thế có thế càng là như thế càng là câu vô số yêu tộc thanh niên tuấn ngạn tâm ngứa khó nhìn trời ạ à, quả nhiên giống như trong truyền thuyết quốc sắc thiên hương tuyệt thế khuynh thành thật không biết này diện xa về sau đến cùng là loại nào tiên nhang nếu là may mắn có thể gặp đến một mặt chết cũng cam tâm không ít tuổi trẻ yêu tộc đều là lộ ra vẻ si mê. Liền vô nhai công tử, cũng hơi thất thần một lát. Đồng thời, trên mặt của hắn, càng là nổi lên một sợi ý cười. Chỉ là không ai phát hiện, tại thánh yêu môn công chúa xuất hiện về sau, đôi mắt của hắn chỗ sâu, sẽ qua cái kia một vệt tham lam. Hắn, là tương lai nam cương tuyệt đối chúa tể. Trong mắt hắn, chỉ có một người có tư cách đứng tại bên cạnh hắn, trở thành hắn đế hậu. Chương 2859 Lý Diệp yêu tộc chi thân Nguồn Mê truyện audio.com yêu cơ công chúa vô nhai công tử hơi lộ ra một vệt tiếu dung chỉ bất quá thánh yêu môn công chúa nhưng lại chưa có phản ứng tự đạp lên triều thánh thiên thê một khắc này liền từ đầu đến cuối ánh mắt bình tĩnh đối với nàng lãnh đạm vô nhai công tử cũng là cũng không thèm để ý tại hạ nghe qua công chúa chi danh hôm nay có hạnh gặp một lần thật sự là tam sinh hữu hạnh a à. trong mắt mọi người vô nhai công tử phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang mà thánh yêu môn công chúa thần bí khó lường tuyệt mỹ khuynh thành hai người đều là đế môn truyền nhân càng là nam cương số một tuyệt thế thiên kiêu cái kia quả nhiên là một bộ vô cùng mỹ lệ hình tượng hai người này nếu là kết thành đạo lữ tương lai tất nhiên sẽ trở thành nam cương trăm ngàn vạn năm một cọc ca tụng a đúng vậy a à, hai người đều là tuyệt thế vô song nếu là có thể kết hợp tất nhiên là nam cương phúc mà lại thánh yêu môn cùng cửu diệu điện vốn là nam cương cường đại nhất hai môn phái thánh địa nếu là bởi vì hai người bọn họ kết hợp mà liên thủ đến lúc đó nam cương tự nhiên không sợ bất luận cái gì ngoại địch một số người dồn dập phát ra cảm thán, mặc kệ là ao ước vẫn là ghen ghét. ở đây một đôi thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ trước mặt, bất luận cái gì thiên tài đều muốn nhượng bộ lui binh. liên tuyệt vô diệt, lúc này đều bị đám người quên lãng đi qua. sư mùi chính là sư mùi, cái này nam cương cũng chỉ có nàng mới có thể cùng cái này vô nhai phân cao thấp đi. gia khinh khẽ lắc đầu, hắn làm người thoải mái, cũng không coi trọng những này danh lợi. cũng bởi vì hắn cái này tính cách, để hắn tại nam cương tên không nổi danh. mặc kệ đám người như thế nào thánh yêu môn công chúa cùng vô nhai công tử cơ hồ không phân tuần tự đồng thời phù quan lược ảnh trên triều thánh thiên thay đuổi vượt qua trước đó leo lên đi từng vị yêu tộc thiên tài tại trước mặt bọn hắn những cái kia yêu tộc thiên tài căn bản liền một tia ghen ghét chi ý đều đề lên không nổi chênh lệch này đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn có thể ghen ghét phạm vi nam cương tương lai tất nhiên là hai người bọn họ thiên hạ cũng không biết đôi này kim đồng ngọc nữ phải chăng hữu duyên tiến tới cùng nhau nếu là lưỡng cường tranh chấp thật không biết là phúc hay là hòa a à. một chút và một đời cường giả đều đang cảm thán nam cương vạn năm đều không có xuất hiện thiên tài như thế bây giờ lập tức xuất hiện hai cái nguyên bản chính là một chuyện may mắn thế nhưng là nếu là hai người chính là mặt đối lập cuối cùng sẽ vì cái kia vô thượng tôn vị mà ngươi chết ta sống tuyệt đối không phải một chút đi nam cương yêu tộc tương lai xem trọng lão tổ hy vọng nhìn thấy hai người bọn họ hợp thì là nam cương phúc nếu là tranh đấu hậu quả đúng là khó liệu trong khoảng thời gian ngắn hai người phân biệt bước lên vạn tầng độ cao. Từ giờ khắc này bắt đầu, rất ít có thể nhìn thấy có yêu tộc thiên tài tồn tại, bởi vì 10.000 tầng, chính là một cái cự đại khảm. Có thể đạp lên độ cao này, đều là có hy vọng xung kích thương thiên đạo thiên tài, lại không tốt, đều có thể tu luyện luân nhập đạo, thành làm một đời thánh hoàng. Chính khi mọi người đều chú ý năm Cương hai vị này số một thiên kiêu lúc, lại không người chú ý tới, một cái xa lạ yêu tộc, lại bước lên triều thánh thiên thê. Chỉ bất quá cái này yêu tộc không lộ ra trước mắt người đời, toàn thân khí tức càng là điều thấp vô cùng, làm cho không người nào có thể phát giác. Liên liên một chút chú ý tới, cũng chỉ là tùy ý công lên. Yêu tộc chục triệu, tự nhiên không có khả năng người người đều biết. Trừ phi là đương thời thiên kiêu yêu nghiệt, nếu không người nào sẽ đi để ý tới ngươi là ai. Một bước vào triều thánh thiên thê, đứng mũi chịu sào, tự như là bước vào đến mặt khác một phiến thiên địa. Cái này yêu tộc, cũng không phải là người khác, chính là dịch dung qua lý diệt. Từ nghe được hoành thiên đại đế đã từng từng tiến vào triều thánh thiên thê còn đạt đến 99.999 cấp chỗ cao nhất, hắn liền hoài nghi, cái gọi là không phải yêu tộc không thể tiến vào, bất quá chỉ là một cái đầy trời hoang ngôn. Bất quá có thể tồn tại nhiều năm như vậy không có bị người phát giác, tự nhiên cũng có đạo lý riêng. Quả nhiên, cũng không phải là yêu tộc mới có thể tiến nhập, chỉ cần trong cơ thể có một tia yêu thú huyết mạch, đều có thể đi vào nơi đây. Lý Diệp khóe miệng có chút dơ lên. Cái gọi là yêu tộc, hắn thấy kỳ thật liền là nhân tộc chi nhánh bất quá chỉ là bởi vì năm đó tam giới liên hệ lúc, yêu giới một chút thiên yêu cùng thần thẳng cho một số người huyết mạch tương dung hạ hậu đại. Trên bản chất, yêu tộc đồng thời nắm giữ thiên yêu cùng nhân tộc huyết mạch. Đã như vậy, hắn bây giờ cũng tương tự có thể bị liệt là yêu tộc chi thân. Bởi vì trong cơ thể hắn, có một nửa chân long chi huyết. Mà chân long bộ tộc, thế nhưng là bị yêu giới chúng yêu nhận định là yêu giới hoàng tộc huyết mạch. Quả nhiên đối với ta vẫn chưa sinh ra bài xích, hơn nữa còn có thể cảm giác được một sợi thân thiết. Bước vào Triều Thánh Thiên Thê, Lý Diệp cũng không nóng nảy bộc lộ tài năng, mà là rất nhanh liền nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được trong đó những nhiều đời kia yêu tộc thánh hiền lưu lại cảm ngộ. Vô số yêu tộc đều cho rằng chỉ có bước vào chỗ càng cao hơn mới có thể cảm ngộ đến những thánh hiền kia ý chí. Mà hắn khác biệt, tại hắn bước vào Triều Thánh Thiên Thê trong nháy mắt đó, hắn liền phản phất ẩn ẩn phát giác được từng sợi ý chí liền ở xung quanh hắn. Chỉ là, rõ ràng có thể phát giác được, lại tựa như trăng trong nước hoa trong gương căn bản là không có cách chạm đến. Thì ra là thế. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp mở mắt ra. Hắn ít nhiều có chút minh bạch, cái này triều thánh thiên thê bí mật. Bất quá muốn chứng thực, hắn cần chính mình đi thử một chút. Cái kia yêu tộc tiểu tử là ai? Không biết, mới vừa đi vào liền phản phất choáng ván, không động chút nào một chút. Ta nhìn, là sợ choáng ván đêm. Ha ha, rất có thể, cái này triều thánh thiên thê bên trên, nắm giữ lịch đại thánh hiền vô thượng ý chí, Người bình thường căn bản không dám đụng vào, không thấy được ngay cả chúng ta đại sư huynh đi vào, không đến trăm tầng liền một mặt thần sắc lui trở về. Đúng vậy a, à, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là yêu hoàng cảnh giới, sư tôn nói tương lai có hy vọng trở thành thượng vị yêu hoàng đâu. Mặc dù không có nhiều người chú ý lý diệp như thế một cái nhỏ yêu tộc, nhưng là đồng dạng có một ít cửa nhỏ phái cùng tán tu chú ý tới hắn. Chỉ bất quá, lý diệp cái này không đáng chú ý yêu tộc cách ăn mặc, vẫn chưa để bọn hắn lưu tâm nhiều vài lần. Không phải lý diệp một bước bất động thật lâu nói không chừng trực tiếp bị người quên lãng đi qua. Tiểu tử kia khẳng định là bị sợ choáng váng, coi như triều thánh thiên thê có thánh hiền ý chí, bình thường yêu tộc đi lên, chỉ ít leo lên cái mấy tầng cầu thang không thành vấn đề, hắn nửa ngày đều không động một cái, sẽ không là dọa đến liền đường đều đi không được rồi a. À. Ha ha ha. Một đám yêu tộc cười ha ha, một chút trước đó đã từng trên triều thánh thiên thê thất bại tan tác mà quay trở về thiên tài, giờ phút này phản phất cũng tìm được tâm lý an ủi. Má nó, cùng đám kia yêu nghiệt thiên kiêu so, quá đau đớn tự tôn, người bình thường căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng, bất quá không có nghĩa là ta cũng không phải là thiên tài. Không ít yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, phản phất từ lý dịp cái này nhỏ yêu tộc trên thân, tìm được tự tin, trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Thậm chí liền mấy vị yêu tôn thánh hoàng, đều phát hiện lý dịp như thế một cái đặc biệt tồn tại. Không phải lý dịp bản thân dễ thấy, mà là triều thánh thiên thê tầng thứ nhất bên trên, chỉ có hắn một người. Vô số năm qua, dù là thiên phú yếu hơn nữa yêu tộc, cũng không thể tầng một đều trèo không lên tên tiểu bối này. Ngọc Bảo yêu tôn không biết vì sao, có chút cảm giác cổ quái. Nhưng là hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới trong mắt cái này nhỏ yêu tộc, chính là Lý Diệp. Trừ phi là đại đế, có lẽ có thể khám phá Lý Diệp dịch dung, nhưng là ở đây mấy vị yêu tôn thánh hoàng, lại không bản lĩnh này. Chương 2860 Bước ra bước đầu tiên Nguồn Mê truyện audio com Mấu chốt là, Triều Thánh Thiên thay chính là yêu tộc Triều Thánh Chỗ, làm sao lại biết để một cái nhân tộc tiểu bối tiến vào tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới, tại Nam Cương giết chết nhiều tên yêu tộc, còn công khai tiến vào Thánh yêu môn nhân tộc kia tiểu tử, lúc này liền đứng tại bọn hắn Nam Cương yêu tộc Triều Thánh Thiên thê phía trên. Cái này trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có yêu tộc mới có thể đạp lên Triều Thánh chi địa. Thế mà lại xuất hiện một cái nhân tộc. Không phải tộc ta trong lòng ác suy nghĩ khác. Nam Cương yêu tộc từ trước đối với câu nói này sâu tin không nghi ngờ. Cửu Diệu Điện chờ đế môn cũng chính là bắt lấy điểm này mới có thể trong bóng tối liên thủ kích động chúng yêu tộc đến đây linh yêu thành đó là cái gì môn phái đệ tử có một ít cường giả yêu tộc chú ý tới lý diệp dù sao lại điều thấp tại triều thánh thiên thê bên trên tầng một đều đạp không đi lên cũng là từ xưa đến nay lần thứ nhất tự nhiên sẽ có người để ý bất quá rất nhiều người đều là lắc đầu hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra lý diệp là người phương nào tiểu tử này nhìn xem lạ mặt cũng không giống là cái gì đại môn phái đệ tử có lẽ chỉ là một cái hào không nổi danh tán tu đi, nhìn hắn bộ dáng, có thể là bị cái này lịch đại thánh hiện lưu lại ý chí sợ choáng váng, ha ha ha. Không biết ai cười ha ha, lập tức dẫn tới những người còn lại cũng đều là có chút mỉm cười. Nam cương yêu tộc mặc dù căm thù nhân tộc, nội bộ cũng có phân tranh. Nhưng là kia cũng là thượng tầng quyền lực đấu tranh kết quả, tại một chút phổ thông yêu tộc bên trong, còn tính là tương đối đoàn kết. Có yêu tộc tu sĩ nhìn không được mở miệng, tiểu gia hỏa, có phải hay không dọa sợ? Nếu là không được, thì xuống đây đi, không ai sẽ cảm thấy ngươi mất mặt đúng vậy a à, cái này dù sao cũng là lịch đại thánh hiền gia trị qua địa phương bình thường thiên tài đều không chịu nổi ngươi một cái nhỏ tán tu có đảm lượng đứng lên trên đã coi như là rất đáng quý những này yêu tộc phần lớn đều là tán tu xuất thân mặc dù không bằng những đế môn kia cùng đại môn phái cường giả nhưng là cũng không thiếu một chút yêu hoàng tu vi yêu tộc lý dịp tự nhiên nghe thấy thanh âm của bọn hắn nhưng là chỉ hơi hơi khóe miệng dương lên bị dọa phát sợ cái này triều thánh thiên thê bên trên hoàn toàn chính xác tồn tại lịch đại yêu tộc thánh hiền lưu lại từng sợi ý chí, không chỉ là khảo nghiệm hậu bối, còn là đối với bất luận cái gì không có yêu tộc huyết mạch người một loại cảnh cáo. Khi hắn đạp lên thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được từng sợi ý chí xuất hiện, lại chỉ là một cái thoáng mà không. Nếu như trong cơ thể hắn không có ma long chi huyết, có lẽ cũng không phải là ở trước mặt hắn chật lóe lên rồi biến mất kết quả, càng có thể là trực tiếp ngưng tụ ra một vị đáng sợ ý chí hóa thân, trực tiếp để hắn phi hôi yên diệt. Không phải hắn khiêm tốn, mà là cái này triều thánh thiên thê bên trên, Ai cũng không biết đến cùng tồn tại nhiều ít vị yêu tộc thánh hiền gia trì qua, ý chí đó hóa thân trừ phi là đại đế, nếu không không ai có thể tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử kia xem ra là chưa từ bỏ ý định a. À. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa xuống tới, có tán tu cường giả lắc đầu. Nghe con mới đẻ không sợ cọc, bất quá đi lên cảm thụ một chút cũng tốt, có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ được một sợi thánh hiền ý chí, đối với hắn tương lai tu đạo con đường cũng có chỗ tốt. Một chút tán tu giới tiền bối, vẫn chưa chế dễu bọn hắn đã từng giống như này ngay ngô xung động thời điểm, tự nhiên có thể minh bạch một chút yêu tộc tuổi trẻ tiểu bối ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là một chút đại môn phái thậm chí đế môn đệ tử, lúc này lại là mặt lộ vẻ cười lạnh. Không biết lượng sức. Một vị đại môn phái đệ tử mỉa mai cười một tiếng, ở bên cạnh hắn, mấy người khác thì là cười hắc hắc nói, giả huynh, nhìn tiểu tử kia chưa từ bỏ ý định bộ dáng, chẳng lẽ hắn còn muốn trên triều thánh thiên thay chứng minh thiên phú của mình si tâm vọng tưởng đi, cũng không đi tiểu chiếu vào nhìn xem, liền cái kia phổ thông căn cốt thiên tư, cũng muốn chứng minh mình là thiên tài. đúng vậy a, à, nếu là thiên tài, sớm liền như là giả huynh như vậy, bái nhập vô vọng các loại này cường đại tông môn, làm sao có thể vẫn là một giới tán tu? những này người, đều là các đại môn phái đệ tử, mặc dù cũng không phải là người người đều là thiên tài, lại tự giác cao nhân nhất đẳng. nhất là loại ánh mắt kia, từ trong mắt bọn họ đó có thể thấy được, đối với tán tu, dù là mọi người cùng vì yêu tộc lại vẫn như cũ là không bị bọn hắn tiếp nhận. Thiên kiến bè phái, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, từ đầu đến cuối đều tồn tại. Cái kia bị mấy người nịnh nọc người chính là vô vọng các một tên đệ tử. Mặc dù hắn tại vô vọng các bên trong cũng không coi là bao nhiêu nổi danh, nhưng là so với cái khác một chút môn phái, vô vọng các xuất thân tự nhiên để hắn rất là kiêu ngạo. Chung quanh một chút tán tu nghe nói về sau, đều là khẽ nhíu mày. Có cường giả giận dữ dù sao đám nhóc con này thế nhưng là liền tất cả tán tu đều mắng đi vào, nhưng lại bị bên người một người giữ chặt. Không nên vận động, mấy cái này tiểu tử, đều là mấy lớn yêu tộc đại tông môn hạ, nhất là cái kia một người cầm đầu, chính là xuất thân từ vô vọng các. Vô vọng các, tại Nam Cương đích thật là một cái cường thịnh tông môn. Tuy không phải đế môn cường đại như vậy, lại tại đế môn phía dưới có một chỗ của lấy. Vô vọng các, hư, bất quá chỉ là thần phục cùng cửu diệu điện về sau mới cáo mượn oai hùng đứng lên, thật đúng là đề cao bản thân. Ai, bất kể có hay không là cáo mượn oai hùng, bây giờ vô vọng các đích thật là không ai dám trêu chọc. Mà lại không nói cửu diệu điện, liền nói vô vọng các ô nha lão tổ, thế nhưng là một vị thật sự yêu tôn thánh hoàng cường giả. Ô nha lão tổ, đám người nghe nói đều là toàn thân phát lạnh. Bản danh cũng không phải là ô nha lão tổ, mà là vô nhai lão tổ, chỉ bất quá bởi vì chính là thượng cổ ngày quả về sau, cho nên Nam Cương không ít người đều gọi là ô nha lão tổ. Chung quanh những tán tu kia cường giả, liền yêu hoàng loại kia tồn tại, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao chọc tới như thế một môn phái, đối với mình mình căn bản không có chỗ tốt. Cái này liền càng thêm cổ vũ những đại môn phái kia đệ tử phách lối khí diễm. Một người trong đó, càng là cao giọng chế giễu, "Tiểu tử, Người đến cùng có đi lên, nếu là không có can đảm, lớn có thể xuống tới, mặc dù mất mặt một chút, thế nhưng là sau ngươi bây giờ giả ở nơi đó cần phải bảo tồn mặt mũi a." À? Ha ha ha. Nói rất đúng, đã không có bản lĩnh đi lên, cũng cũng đừng có ngốc ở phía trên. Một chút đại môn phái đệ tử trào phúng, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến lý diệt. Bất quá hoàn toàn chính xác, hắn đã ở đây triệu thánh thiên thê tầng thứ nhất dừng lại thật lâu, nên cảm ngộ cũng đã cảm ngộ thấu triệt. Chính khi những người kia trào phúng thời khắc, hắn bước ra bước đầu tiên. Oanh. Một cổ ý chí đập vào mặt, cái gọi là triệu thánh con đường, mỗi một tầng đều sẽ có một sợi ý chí đối với triệu thánh người tiến hành khảo nghiệm. Nếu như không chịu nổi, liền sẽ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là một khi chịu đựng lấy, lại là được ích lợi không nhỏ đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, những cảm ngộ kia đối với rất nhiều thiên tài mà nói, căn bản không lọc mắt, sở dĩ rất nhiều thiên tài đều là lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp leo lên chỗ càng cao hơn, bởi vì chỉ có nơi đó mới có cơ hội cảm ngộ đến thánh hiền lưu lại cao thâm ý chí. một bước này, Lý Dịp lại một lần dừng lại, để những nguyên bản kia nhìn thấy hắn cuối cùng bắt đầu có hành động mà mong đợi người, lập tức đã mất đi hứng thú. hóa nó, tiểu tử này chính là đến khôi hài. xem xét Lý Dịp lại ngừng lại không ít người đều bật thốt lên mắng to. Chương 2861 Bộc lộ tài năng Nguồn Mê truyện audio com Đừng nói đệ tử của những đại môn phái kia, liền một chút tán tu đều là kém một chút không có ngã nhào một cái mới ngã xuống. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là có tính bền dẻo a. À. Một vị tán tu giới tiền bối khổ cười ra tiếng, hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Nhưng mà lần này, Lý Diệp vẫn chưa dừng lại quá lâu, bước ra bước thứ hai. Chỉ bất quá, trước đó còn đối với hắn có chỗ chú ý không ít người lúc này đều đã mất đi hứng thú so với lý diệp một người dáng mạo tầm thường này bề ngoài không đẹp hơn nữa còn không có bối cảnh gì nhỏ yêu tộc tự nhiên là chú ý nam cương thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất hai vị thiên kiêu so đấu càng thêm hấp dẫn người trời ạ à, không biết ai kinh hô một tiếng đám người xem xét dồn dập đều là hít vào một hơi lý diệp cũng là nghe ngóng hướng phía trên không nhìn lại đồng thời ánh mắt hít lại một bóng người lúc này đã tiếp cận năm vạn tầng độ cao chính là cái kia khanh thương môn truyền nhân tuyệt vô diệt bất quá hắn thời khắc này bộ dáng cũng không thoải mái toàn thân run rẩy từng sợi máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra có thể thấy được hắn giờ phút này chính đang chịu đựng loại nào áp bách nhưng mà hắn vẫn là không có dừng bước lại mục tiêu của hắn chính là cái kia trăm ngàn vạn năm đến đều không có mấy người có thể đạp lên năm vạn tầng cao độ khanh thương môn lần này xem ra giả tâm cũng không nhỏ tuyệt vô diệt muốn đạp lên năm vạn tầng chỗ mục tiêu của hắn hiển nhiên không phải một cái đế trữ liền có thể thỏa mãn hắn đây là muốn hướng về thiên hạ nhân chứng minh, hắn đem sẽ trở thành nam cương vị kế tiếp vô địch đại đế. Đám người dồn dập kinh hô. Triều Thánh Thiên thê 10.000 tầng, chính là một nấc thang, chỉ có đạp lên mới có tư cách được khen là yêu nghiệt. Tương lai mặc kệ là trở thành thánh hoàng yêu tôn vẫn là xung kích cảnh giới cao hơn, từ xưa đến nay, đều ấn chứng điểm này. Mà ba vạn tầng, thì là một cái khác khảm. Chỉ có đạp lên độ cao này, liền mang ý nghĩa chính là đương thời thiên kiêu cho dù là đế môn truyền thừa, đều đối với loại thiên tài này ném ra ngoài cành ô liêu năm vạn tầng. Nếu là cái này tuyệt vô diệt có thể đạp lên, tương lai hắn chí ít có bảy tám phần hy vọng, có thể chứng được đế đạo. Đúng vậy a, à, từ xưa đến nay, có thể đạp lên cái kia độ cao, trừ phi nửa đường chết yểu, bị người giết chết, nếu không đều trở thành một đời đại đế. Cái này tuyệt vô diệt, giả tâm không nhỏ, thiên phú cũng cực cao, có lẽ thật là có khả năng. So với vô nhai công tử, tuyệt vô diệt tự nhiên từ đầu đến cuối bị đè ép một đầu. Nhưng mà xem như đương thời thiên kiêu, hắn cũng có giả tâm của mình. Dù là bị vô nhai công tử đè ép một đầu, chỉ cần hắn có thể đi đến cái kia độ cao, tương lai ai mới là quân lâm năm cương người kia, còn rất khó nói. Lúc này, liền vô nhai công tử nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Tuyệt vô diệt a à, tuyệt vô diệt, xem ra người đối với năm đó một lần kia thua trận, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Nam cương thế hệ trẻ tuổi mấy vị yêu nghiệt, trừ thánh yêu môn công chúa thần bí khó lường bên ngoài, mấy người còn lại bí mật đều riêng phận mình giao thủ qua. Trong đó tuyệt vô diệt tự nhiên cùng vô nhai công tử từng có một lần so tài. Nhưng mà một lần kia, tuyệt vô diệt lại bại. Mà lại là bị bại rất triệt để. 20 năm trước, tuyệt vô diệt đã từng công khai khiêu chiến qua vô nhai công tử, bất quá một lần kia, tuyệt vô diệt mặc dù ngé con mới để không sợ cọp, càng là lấy khanh thương môn truyền nhân thân phận khí thế hung hung, nhưng không ngờ 30 chiêu không đến, liền thua ở vô nhai công tử trong tay. Đúng vậy a, à, 20 năm trước trận chiến kia, thế nhưng là tại Nam Cương cực kỳ oanh động cái này tuyệt vô diệt đích thật là lúc ấy yêu nghiệt, thiên phú xuất chúng, càng có khanh thương môn loại này quái vật khổng lồ ở sau lưng ủng hộ, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gan tất. Trận chiến kia, nghe nói hắn bại trận về sau, trở lại khanh thương môn liền tiến vào bế quan, hiển nhiên là không cam tâm muốn ngóc đầu trở lại, hôm nay hắn tự nhiên là muốn trên triều thánh thiên thê, áp vô nhai công tử một đầu. Mặc kệ năm cương mấy vị thiên tài yêu nghiệt minh tranh ám đấu, lý diệt lúc này vô thanh vô tức, đã đi tới thang trời trăm tầng độ cao độ cao này, đã sau so rất nhiều năm cương yêu tộc tán tu còn muốn dễ thấy. Chỉ là lúc này đám người lực chú ý đều ở đằng kia mấy lớn thiên kiêu trên thân, tự nhiên sẽ không chú ý hắn như thế một cái yên lặng vô danh người. Duy có mấy cái người hữu tâm, mới chú ý vài lần. Tiểu tử kia, không nghĩ tới hậu tích bạc phát, loại này thiên phú, tại tán tu bên trong ngược lại cũng coi là đáng quý. Ngọc Bảo yêu tôn không biết vì sao, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Diệp có chút quen mắt, nhưng là cũng không nhớ ra được đến cùng khi nào gặp qua. Cũng bởi vì điểm này, để hắn quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Chỉ bất quá, vẹn vẹn đạp lên thang trời trăm tầng, cũng chính là trong mắt của hắn phổ thông thiên tư, thánh yêu môn tùy tiện đến một cái ký danh đệ tử, đều có thể làm đến trình độ như vậy. Ngược lại là một chút cửa nhỏ phái cường giả, thấy thế, có chút ngạc nhiên. Đi hỏi thăm một chút tiểu tử này lai lịch, nếu là không môn không phái, có thể mời chào tiến đến. Mấy cái nhỏ môn phái dài lão tông chủ, đều là để phân phó xuống dưới. Bọn hắn tự nhiên không thể cùng đại môn phái thậm chí để môn tranh đoạt thiên tài cũng không có cái kia lực lượng, nhưng là bình thường một chút thiên phú còn có thế, lại cũng không bị đại môn phái chỗ coi trọng người đúng là bọn họ cần có. Một trăm tầng, hai trăm tầng, lý diệp bước chân cũng không nhanh, nhưng là từ từ, cũng đã leo lên năm trăm tầng cao độ. Lúc này, cuối cùng đưa tới không ít người lưu ý, a à, tiểu tử này lúc nào một chút tán tu giới cường giả đều là giật nảy cả mình. Dù sao tán tu ở trong mắt đại môn phái, đều là thiên phú căn cốt quá kém, mới sẽ không có cách nào bái nhập một chút truyền thừa cường đại tu luyện. Sở dĩ, đột nhiên nhìn thấy một cái tán tu thế mà leo lên triều thánh thiên thê 500 tầng độ cao, tự nhiên là có chút giật mình. Nhất là, nam cương một chút nhị tam lưu tông môn truyền thừa, lúc này thì là có người khẽ nhíu mày. Kẻ này ngược lại là có chút bồi dưỡng giá trị, lại nhìn hắn có thể hay không leo lên ngàn tầng. Ngàn tầng, đây là phân chia một người có phải là hay không thiên tài máu chốt. Nam cương trăm ngàn vạn năm đến, vô số yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, vì sao muốn leo lên cái này triệu thánh thiên thê, trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng không phải vì cái kia thánh hiền ý chí, càng nhiều chính là là để chứng minh giá trị của mình. Chỉ có leo lên ngàn tầng, mới có tư cách được khen là thiên tài. Tiểu tử này, ngược lại là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, nếu là có thể leo lên ngàn tầng, có lẽ sẽ dẫn tới một chút đại môn phái chú ý. Linh yêu thành bên trong, tụ tập không ít tán tu nhưng là có thể một tiếng hót lên làm kinh người lại cũng không nhiều dù là số rất ít mấy cái thiên phú thượng giai cũng đều là một chút tán tu giới danh túc môn hạ tự nhiên cùng giống nhau tán tu có chỗ khác biệt những người kia mặc dù là đỉnh lấy tán tu danh nghĩa nhưng là kỳ thật liền một chút phổ thông tông môn đối bọn hắn đều là khách khí bất quá lý diệt bên này vừa mới đưa tới không ít người chú ý rất nhanh liền bị từng tiếng kinh hô chỗ che phủ diệt nhi một đạo đinh tai nhức ốc gầm rú chỉ nhìn thấy một thân ảnh đáng sợ không biết khi nào xuất hiện bất quá lại lập tức bị triều thánh thiên thê bên trên vô số kim quan đánh bay ra ngoài đám người xem xét đều là tâm thần chấn động bởi vì cái kia bị đánh bay thế mà chính là một vị đáng sợ yêu tôn thánh hoàng chỉ nhìn thấy hắn bị đánh bay về sau trong miệng phun ra một nguồn máu thân hình cũng là hiển lộ ra